Chương 1712, dẫm đạp không thỏa hiệp. Thành ủy thì quả là không có thật, nhưng phía ủy ban nhân dân thành phố thì, xin lỗi đi nhé, ngay sau khi nắm tình hình tôi đã cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc nên ủy ban nhân dân thành phố thành lập tổ điều tra ngay lúc đó. Diệp Phàm quay sang phía Tô Phương nháy mắt. Đồng chí Tô Phương, tôi hy vọng về sau đồng chí hãy chú ý. Chưa điều tra thì chớ có nỏ mồm, cô không nắm tình hình thì sao lại biết ủy ban nhân dân thành phố chưa lập tổ điều tra. Tư tưởng như vậy là không ổn chút nào. Cứ lấy việc tuyên truyền của cô mà nói xem, nếu chưa được phê duyệt anh có tùy tiện đi làm việc gì đó không? Ồ, đã lập tổ điều tra rồi cơ đấy. Vậy xin hỏi Chủ tịch Diệp ai là tổ trưởng? Những đồng chí nào là thành viên? Tô Phương tiến sát lên từng bước, vẻ mặt nghiêm túc lại còn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ha ha, nếu là Bí thư Phạm hỏi như vậy, Diệp Phàm này sẽ báo cáo công tác lên lãnh đạo. Nói đến đây, Diệp Phàm chủ động ngừng lại giây lát. Hướng ánh mắt khinh thường về phía Tô Phương rồi tiếp. Về phần trưởng ban Tô thì, ha ha ha, nếu cô thật sự muốn nghe, tôi cũng có thể báo cáo cô hay. Diệp Phàm phát hiện, lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tô Phương lập tức trở nên xám xịt. Kế đó hai gò má phúng phính của nữ đồng chí này đang nhẹ nhẹ run lên. Xem ra là vì hắn mà uất ức đến nghẹn họng rồi. Bởi vì mấy lời này của Diệp lão rất chi là cay độc. Trong số 13 ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây, chỉ có Phạm Viễn có thể xưng là lãnh đạo với Diệp Phàm. Mấy đồng chí khác xét về vị trí trong cơ cấu đảng thì chỉ có thể là cấp dưới hoặc đồng cấp với họ Diệp. Về phần Tô Phương thì cùng lắm chỉ là ủy viên thường vụ thành ủy kiêm trưởng ban tuyên giáo bổ nhiệm tạm thời mà thôi. Ngay cái chức phó bí thư quèn cũng không, vị trí chính trị trong đảng so với Diệp Phàm thì còn kém xa một trời một vực. Cô ta không đủ tư cách chất vấn Diệp Phàm. Diệp lão đại lại tỏ ra khinh miệt khiến cô ả này chịu không nổi nữa. Không những thế, Diệp lão đại sau đó còn bồi thêm một câu siêu độc nữa. Cái gì mà bảo tôi có thể báo cáo cho cô hay, vậy chẳng phải muốn ám chỉ Tô Phương này thích khiêu chiến với Phạm Viễn nhân vật quyền uy số một này, muốn ăn trên ngồi trước ông ta. Bởi vì, Diệp Phàm lúc trước đã nói rõ, việc này hắn chỉ báo cáo lên Bí thư Phạm mà thôi. Đứng trong hàng ngũ ủy viên thường vụ, Tô Phương tôi chẳng lẽ ngay cả cấp bậc lớn bé cũng không biết hay sao? Chủ tịch Diệp là chủ tịch thành phố, đương nhiên không cần báo cáo công tác lên tôi đây rồi. Nhưng chẳng hay tôi hỏi qua đôi chút cũng không được hay sao? Đây là việc xử lý một cán bộ cấp cục trưởng, cần dựa trên thái độ có trách nhiệm của các đồng chí. Tôi nghĩ, các ủy viên thường vụ ngồi ở đây đều có quyền được biết qua về sự việc phải không nào? Tô Phương ngẫm nghĩ giây lát. Cuối cùng cũng tìm ra một lý do để tạm lấp liếm cho đỡ sự mặt. Tuy vậy cô ả này cũng không hề đơn giản, lập tức ngầm ra chiêu với Diệp lão đại một phen, muốn bức Diệp lão đại phải đối chất với các ủy viên thường vụ đang ngồi đây. Nhưng Diệp lão đại cũng đâu phải ngọn đèn cạn dầu, hắn thản nhiên đáp. Được thôi, trưởng ban Tô nhất định đòi nghe phải không? Tôi có thể tâm sự riêng với cô sau. Nhưng trước tiên tôi phải báo cáo tình hình cụ thể Ủy ban Nhân dân thành phố lần này phái tổ điều tra Phượng Anh lên Bí thư Phạm đây đã. Những lời này của Diệp Phàm lại thêm một lần nữa gì gót giày lên thể diện của Tô Phương, ám chỉ rằng cô còn lâu mới có tư cách nghe tôi báo cáo. Chừng nào cô ngồi lên vị trí của Phạm Viễn thì hãng nói tiếp đi. Tôi chỉ muốn tìm hiểu. Tô Phương giận đến điên người, lại toan đấu khẩu. Nhưng mới buột miệng ra mấy chữ thì phía bên kia một tiếng cạch vang lên. Tô Phương ngẩng đầu nhìn lại thì bỗng phát hiện là tiếng Phạm Viễn ném cái bật lửa. Cái bật lửa của Bí thư Phạm nghe nói là đồ đồng, cũng khá là sang, là quý. Tiếng bật lửa bị y ném xuống bàn phát ra thanh âm cũng hơi chói tai. Tô Phương cũng không phải là đồ ngốc, đồng chí Phạm Viễn phát ra tín hiệu chứng tỏ y bất mãn với chính cô ta. Mặt mũi Tô Phương lại càng muôn phần khó coi, lắc đầu lè lưỡi, chung quy là không dám hé răng thêm nữa. Tôi nghĩ một số đồng chí khi nói chuyện phải chú ý quy củ. Không có quy củ thì không ra thể thống gì cả đâu. Phạm Viễn hừ nhạt một tiếng, chỉ biết trách Tô Phương kia xui xẻo mà thôi. Ai đời lại đi chen mồm vào tranh cãi khi Diệp lão đại đang muốn báo cáo công tác lên Phạm Viễn. Ở bên cạnh ngắt lời không phải muốn khiêu chiến với quyền lực của Phạm Viễn thì còn cái gì vào đây nữa. Phạm Viễn tự nhiên phải đảm bảo cho quyền uy của bản thân nên mới ném cái bật lửa để ra hiệu. Y nói xong nhìn Diệp Phàm với thái độ rất nghiêm túc. Chủ tịch Diệp cứ nói đi. Thật ra lúc đó vừa được tin là tôi lập tức tổ chức anh em thành lập tổ điều tra, ở đây còn có danh sách thành viên tổ điều tra. Diệp Phàm nói rồi đưa bản tài liệu lên,
sau đó lại hướng qua tất cả mọi người nói tiếp. Lúc ấy vì sự việc quá gấp gáp nên không thể trì hoãn thêm nữa. Vậy nên thành viên tổ điều tra chỉ thông báo tới từng người, số lượng cũng không nhiều. Tôi tự mình đảm nhiệm, còn vị trí tổ phó là do đồng chí Hữu Hòa đảm nhiệm. Đảm nhận việc ghi chép là thư ký của tôi Lý Mộc. Về phần các thành viên, có một số đồng chí thuộc hai sở xây dựng và đại chính, tên tuổi đều có ghi chép trên đây. Còn tình hình điều tra được thì quả khiến chúng tôi vô cùng phẫn nộ, đồng chí Phượng Anh thật cả gan làm càn. Hơn nữa, một chút nhận thức về sai lầm của bản thân cũng không có. Biết sai mà sửa thì vẫn là đồng chí tốt, nhưng biết sai phạm rồi mà vẫn tái phạm, đã sai rồi lại còn cái cứng cố chấp không chịu sửa đổi thì đồng chí đó thật không đáng để thông cảm. Cho nên, tôi mới kiên quyết yêu cầu tổ chức đình chỉ hết mọi công tác của đồng chí Phượng Anh. Phạm Viễn lướt qua bản tài liệu về tổ điều tra rồi đưa cho bí thư đảng ủy Lưu Trân Mai bảo. Các đồng chí đều nên lần lượt xem qua đi. Bản tài liệu được chuyển vòng xuống dưới. Lúc này, Tô Phương lại tỏ ra hậm hực. Ủy ban nhân dân thành phố lập tổ điều tra từ khi nào lại trở nên đơn giản như vậy? Số thành viên tham gia có vẻ hơi mỏng. Xét trong số thành viên tham gia, các đồng chí trong hai sở địa chính và xây dựng của thành phố tham gia tổ điều tra chỉ đến cấp phó phòng là cùng. Còn bên Ủy ban nhân dân thành phố đến cấp phó chủ tịch thành phố cũng không có là sao. Thế này, như này mà cũng gọi là tổ điều tra được à? Đây không gọi là tổ điều tra thì gọi là gì? Tài liệu phù hợp với tất cả các quy định. Hơn nữa, tuy nói là không có phó chủ tịch thành phố tham gia, nhưng nói gì thì đây cũng là tình huống khẩn cấp cơ mà. Thêm vào đó đây chỉ là điều tra Phượng Anh, một cán bộ cấp sở trưởng. Tổ điều tra đã có hai thành viên Ủy ban nhân dân thành phố tham gia mà còn chưa đủ cấp bậc hay sao? Huống chi, chủ tịch Diệp đích thân ra quân vẫn chưa đủ được coi trọng. Như vậy mà cũng kêu là lực lượng mỏng vậy thì phải đợi trên tỉnh phái tổ điều tra xuống kết hợp với phó chủ tịch tỉnh mới gọi là coi trọng hay sao? Lúc này, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy đồng chí Cổ Dị Hùng lạnh lùng phản bác lại trưởng ban tuyên giáo Tô Phương. Đương nhiên, chuyện tổ điều tra lần này chỉ là chiêu che mắt của Diệp lão đại. Đêm qua lúc hứng chí mới bịa ra bản tài liệu này thôi. Đạo lý trong đó các đồng chí ngồi đây đều hiểu cả, chỉ có điều không nói ra mà thôi. Vừa rồi xem bản tài liệu điều tra chuyện đồng chí Phượng Anh của Cục Xây dựng thành phố do đích thân Chủ tịch Diệp chủ trì, chứng cứ vô cùng xác đáng, rất mực rõ ràng. Tuy thời gian có chút gấp gáp, nhưng với sự thật rõ ràng trước mắt, vấn đề thời gian đã không còn nhiều ý nghĩa nữa. Tôi nghĩ đồng chí Phượng Anh không thể tái đảm nhiệm vị trí Phó Cục trưởng Thường trực Cục Xây dựng được nữa. Thêm vào đó, ngang nhiên coi rẻ văn kiện chính thức của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ gây ảnh hưởng mang tính trách nhiệm nặng nề lên quá trình công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cách chức để tiến hành điều tra là việc nên làm. Lúc này, Trương Minh Sâm bỗng tỏ thái độ cứng rắn, ủng hộ mạnh mẽ cho Diệp Phàm. Đúng, không trừ đi con sâu thì sẽ làm dầu nổi canh, vụ việc của Phượng Anh lần này đã đủ chứng minh cô ta làm vậy là hoàn toàn cố ý. Phán quyết của tòa án với đối tượng có hiểu biết về pháp luật mà vẫn phạm pháp là rất nặng. Hình thức xử lý dành cho Phượng Anh phải là đình chỉ mọi chức vụ cô ta đang nắm giữ. Theo tôi, còn phải điều tra xem ở đồng chí này có hiện tượng đem quyền lực ra giao dịch hay không, nếu quả thực là có thì rất nên xử lý theo pháp luật. Tôn Đạo Phong cũng tỏ ra rất đồng tình với quan điểm của Trương Minh Sâm. Tôi đồng ý với quan điểm của đồng chí Đạo Phong, Lưu Trân Mai đắc thắng ra mặt. Tôi cũng đồng ý. Tư lệnh viên Nguyễn Nhất Tiến giơ tay đồng tình, rồi đến lượt Cố Dị Hùng. Cộng với Diệp Phàm, như vậy nhẩm tính sơ sơ đã có 6 phiếu rồi. Nếu có thêm một phiếu nữa thì trong ban thường vụ sẽ có 7 phiếu tán thành, quá nửa thì coi như chuyện đã quyết xong. Diệp Phàm phát hiện đồng chí Phạm Viễn đang vờ lơ đãng nhíu mày, sắc mặt đã hơi xị xuống. Lúc này, trưởng ban thư ký Cao Hoa từ nhà vệ sinh đi ra vội vàng đến cạnh Phạm Viễn thì thầm cái gì đó vào tai. Chỉ thấy Phạm Viễn lập tức khoát tay nói to. Các đồng chí, trợ lý chủ tịch tỉnh đồng chí Lệ Chí Đạt đã tới tham gia cuộc họp, chúng ta hãy đứng lên cùng nghênh đón nào. Lệ Chí Đạt là trợ lý chủ tịch tỉnh, cấp bậc thực ra cũng chỉ tương đương giám đốc sở đãi ngộ về xe cộ, chữa bệnh, nhà ở, thì được hưởng như một phó chủ tịch tỉnh đương nhiên, cấp bậc với ông ta mà nói là không thành vấn đề. Chủ yếu vì ông ta là trợ lý chủ tịch tỉnh, cái danh này khá là thơm tho, được coi như đặc sứ của chủ tịch Yến. Nếu phải đặt một chức quan để xưng tụng thì trợ lý chủ tịch tỉnh Lệ Chí Đạt tương đương với tổng quản thái giám bên cạnh hoàng đế trong cung thời xưa.
Thế nên đồng chí Phạm Viễn mới nhiệt tình đến vậy, cũng là nể mặt chủ nhân đứng sau y là chủ tịch tỉnh Yến Xuân Lai. Đương nhiên, vai trò trợ lý chủ tịch tỉnh còn có ý tứ khác. Đó là đồng chí rất có khả năng sẽ được đề bạt, là bước đệm trước khi được đề bạt lên vị trí chủ tịch tỉnh. Đây cũng là lý do mà mỗi khi trợ lý chủ tịch tỉnh xuống thị sát đều rất được nghênh đón. Các đồng chí cấp dưới lại có cơ hội để vẫy đuôi. Bằng không, người ta tiện mồm vu vơ vài câu trước mặt chủ tịch tỉnh là anh cũng đủ phần thê thảm rồi. Nếu chẳng may người ta lên chức làm chủ tịch tỉnh, lúc phân công quản lý lại tiện tay tính món nợ ngày xưa với anh thì chẳng phải càng phiền toái hay sao? Các ủy viên trong phòng họp vừa nghe liền lập tức đứng lên. Phạm Viễn mới ra đón được vài bước thì cánh cửa đã mở ra. Một người với diện mạo rất nhã nhặn xuất hiện, y có sắc mặt trắng nõn, độ tuổi trung niên đang đứng ở cửa phòng họp, phía sau còn có mấy đồng chí đi cùng. Trợ lý Lệ, đúng là rồng đến nhà tôm, Phạm Viễn mặt tươi như hoa bước nhanh ra tiếp đón, đưa hai tay ra bắt chào đón Lệ Chí Đạt như trẻ con đón mẹ đi chợ về. Nghe nói các đồng chí đang mở hội nghị thường vụ, lần này tôi được chủ tịch Yến giao phó xuống dưới thị sát. Các anh cứ tiếp tục, tôi qua bên phòng giải lao ngồi đợi các anh họp xong sẽ tán gẫu sau. Lệ Chí Đạt thoáng mỉm cười, Diệp Phàm phát hiện, Lệ Chí Đạt cùng Phạm Viễn bắt tay một lúc lâu. Xem ra giao tình giữa họ không tồi chút nào. Như vậy đi, chúng ta tạm thời ngưng cuộc họp tại đây, ngày mai sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ cùng trợ lý Lệ đi dạo, khảo sát, xem thành phố đã có những đổi thay gì. Sau đó còn phải mời trợ lý Lệ cho ý kiến chỉ đạo quý báu của anh cho thành phố nữa. Phạm Viễn luôn mồm cười nói. Thôi thôi, việc công là trên hết, con người tôi rất rõ ràng, công việc là công việc, không thể qua loa được. Hội nghị thường vụ là rất quan trọng với tổ chức thành phố, là thay mặt cho đảng, tổ chức, đại biểu cho lợi ích của toàn thể nhân dân thành phố Hải Đông. Mở hội nghị thường vụ là chuyện lớn, các cứ tiếp tục, không cần phải lo cho tôi. Lệ Chí Đạt tỏ rõ sự nghiêm túc. Cảm ơn. Chương 1713, cuộc đấu 6 vs 6. Bí thư Phạm, chỉ bằng chúng ta cứ thảo luận kế hoạch tu sửa suối Vượng Phu có nên chăng? Trợ lý Lệ hiện nay còn kiêm một chức vụ khác nữa mà. Vị vừa lên tiếng là trưởng ban thư ký Cao Hoa đang đứng bên cạnh Phạm Viễn mà mỉm cười đầy ẩn ý. Ha ha ha. Phạm Viễn bỗng nhiên bật cười khoái chí bảo mọi người xung quanh. Các đồng chí chắc là chưa được biết, trợ lý Lệ đây đã được bổ nhiệm làm giám đốc sở thủy lợi tỉnh ta. Nguyên giám đốc sở đồng chí Hà Nghi Viễn đã thăng chức lên làm phó chủ tịch tỉnh. Đương nhiên, trợ lý Lệ chỉ kiêm nhiệm thêm chức vụ giám đốc sở này thôi. Trọng tâm công tác của đồng chí ấy vẫn là ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo điều tra gần nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, toàn tỉnh đang ngày càng hết sức coi trọng công tác thủy lợi. Bằng không, cũng sẽ không cương quyết cử trợ lý xuống. Chúng ta đang thảo luận chuyện suối Vượng Phu cũng có thể xem là đề cập đến việc kiến thiết công trình thủy lợi. Vậy đề nghị các đồng chí nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh trợ lý Lệ chủ trì hội nghị. Tôi tin rằng có chuyên gia thủy lợi chủ trì hội nghị, chúng ta sẽ càng đạt được những kết quả viên mãn và toàn diện hơn nữa. Phạm Viễn phát biểu xong rồi tự mình vỗ tay trước, Diệp Phàm cũng vỗ theo mấy cái xã giao nhưng khi nghe Phạm Viễn nói xong thì trong lòng hắn bị trùng xuống mạnh mẽ. Hắn tự hỏi vị trợ lý Lệ này đến đây là ngẫu nhiên hay là một sự trùng hợp nào đó. Hơn nữa dù là trùng hợp thì khi nhân vật này tham gia vào cuộc họp, có muốn xử lý dứt điểm chuyện Phượng Anh trong khuôn khổ hội nghị thường vụ hôm nay cũng sẽ rất khó khăn. Đến lúc then chốt giả dụ Phạm Viễn cố ý gác chuyện này qua một bên thì sẽ phiền toái to. Vậy được, tôi xin rửa tai lắng nghe, nhưng nói trước tôi chỉ là thành phần dự thính thôi đấy. Xin được lắng nghe những góp ý hữu ích của các đồng chí ở Hải Đông về vấn đề kiến thiết thủy lợi. Trong ba người cùng đi, ắt có thầy của ta đó, cùng học tập lẫn nhau, tăng cường công tác kiến thiết thủy lợi của đảng. Có điều, chủ trì hội nghị ở Hải Đông vốn dĩ là việc của bí thư Phạm, tôi thực không dám tranh việc của anh ấy. Lẽ nào đồng chí Phạm đây không cho phép tôi thoái thác? Đồng chí Lệ Chí Đạt không ngờ còn có hứng pha trò. Không dám không dám. Phạm Viễn xua tay ý khiêm nhường nhưng vẻ mặt thì vô cùng đắc ý. Y liếc nhìn Diệp Phàm cười bảo. Nếu trợ lý Lệ đã kiên quyết như thế, tôi đành phải đảm đương lấy thôi, trưởng ban Cao, hãy sắp xếp cho các đồng chí lãnh đạo vừa ở tỉnh xuống. Thôi khỏi, chúng tôi cứ ngồi cạnh dự thính là được rồi. Lệ Chí Đạt xua tay khước từ rồi cùng vài người qua ngồi phía bên sườn cùng người chép biên bản. Các đồng chí, trợ lý Lệ đã tới.
chúng ta cùng quay lại với vấn đề trọng điểm trong hội nghị lần này, dự án tu sửa suối Vượng Phu. Nhân tiện cũng xin các chuyên gia từ tỉnh cho ý kiến. Các đồng chí đây là khách quý cùng đoàn với trợ lý Lệ, nếu thường ngày chắc không mời nổi các vị đây hạ cố. Phạm Viễn sau khi ngồi xuống lại nhìn quanh hết một lượt rồi bắt đầu nói cười hết sức thoải mái. Diệp Phàm vừa thấy vậy biết ngay là đại sự đã hỏng. Phạm Viễn hẳn là muốn sử dụng càn khôn đại Nazi, không hề muốn tiếp tục đề cập đến chuyện xử lý Phượng Anh nữa. Nếu để cho lão toại nguyện thì ngày mai hắn chỉ còn nước kêu trời mà thôi. Nếu Phạm Viễn chỉ vì một mụ đàn bà mà không thèm để ý đến cảm nhận của cánh tay phải đắc lực của lão là hắn đây thì Diệp lão đại cảm thấy cũng không nhất thiết phải giữ thể diện cho họ Phạm kia nữa. Hắn liền cướp lời luôn. Bí thư Phạm, vụ việc Phượng Anh đã đến mức không thể không xử lý rồi. Không thể nào gác lại thêm nữa, nếu cứ ém nhẹm đi mãi tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt của công tác tu bổ suối Vượng Phu. Đồng chí Diệp Phàm, trợ lý Lệ đã ở đây, chúng ta nên tập trung vào chuyên môn mà bàn tiếp chuyện kiến thiết thủy lợi thành phố, nói cụ thể hơn chính là dự án tu sửa suối Vượng Phu. Chớ có lỡ mất cơ hội học hỏi ý kiến từ các chuyên gia, bằng không thì quả là đáng tiếc đấy. Phạm Viễn sắc mặt đã hơi xị xuống. Không sai đâu thưa bí thư Phạm, chẳng phải tôi đang bàn chuyện tu sửa suối Vượng Phu hay sao? Diệp Phàm giữ thái độ hết sức nghiêm túc. Anh như thế mà cũng gọi là bàn sao, từ khi nào chuyện xử lý đồng chí Phượng Anh lại biến thành kiến thiết thủy lợi hử? Chủ tịch Diệp, tôi muốn hỏi lại anh một chút, vấn đề xử lý cán bộ và chuyện kiến thiết thủy lợi sao lại đánh đồng vào một chỗ được? Chúng ta cần nắm bắt trọng điểm của hội nghị đặc biệt ngày hôm nay. Trợ lý Lệ có mặt ở đây là chuyện tuyệt đối không dễ dàng gì, chúng ta phải biết trân trọng cơ hội hiếm có này chứ. Những lời này của Phạm Viễn hoàn toàn không chỉ là nói cho mình Diệp Phàm nghe. Hơn nữa còn nhằm tâng bốc Lệ Chí Đạt nữa. Nếu Diệp Phàm cứ ngoan cố thì không chừng chính đồng chí Lệ Chí Đạt sẽ cảm thấy bị khinh khi. Tôi tới rồi mà các người không thèm nói chuyện kiến thiết thủy lợi lại đi bàn luận đâu đâu để gạt tôi, vậy há chẳng coi trợ lý chủ tịch tỉnh ra gì hay sao? Tôi xin nhắc lại một lần nữa để bí thư Phạm được rõ, chuyện tôi đang nói đến đúng là có liên quan đến việc tu sửa suối Vượng Phu. Hạng mục trọng điểm tu sửa suối Vượng Phu bao gồm rất nhiều mảng chứ không riêng gì là chuyện kiến thiết đường sông. Nó bao gồm các phương diện như người và việc liên quan, chuyện đồng chí Phượng Anh vi phạm quy định trong cấp phép cũng nằm trong phạm vi đó. Đây Âu cũng thuộc một phần nội dung của dự án tu sửa suối Vượng Phu. Nếu việc này mà xử lý không tốt thì chuyện tu sửa suối Vượng Phu mãi cũng chỉ là lời nói suông thôi. Không riêng gì dự án suối Vượng Phu mà các công trình thủy lợi khác của thành phố cũng vậy. Kiến thiết thủy lợi thông thường đều sẽ đề cập đến giải phóng mặt bằng, mảng này chiếm một khối lượng công việc rất lớn trong đó. Mối quan hệ chi phối về mặt này là rất quan trọng. Bao năm qua luôn có cán bộ xa lầy trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi, việc này cũng xem như là hồi chuông cảnh tỉnh với toàn thể các đồng chí chúng ta. Cho nên vụ việc đồng chí Phượng Anh cần phải ưu tiên xử lý trước để răn đe chấn chỉnh những cá nhân chưa đủ mạnh mẽ về ý chí, còn có tư tưởng quan liêu vọng động. Diệp Phàm vẫn kiên trì bám theo chủ đề ban nãy. Nhưng hắn phát hiện trợ lý Lệ đã không khỏi nhíu mày chứng tỏ ông này đã có chút không hài lòng. Nhưng vì cái uy của một chủ tịch thành phố, Diệp lão đại đành nhắm mắt chấp nhận. Đồng chí Diệp Phàm, đây là hội nghị đảng ủy. Chúng ta đang tiến hành cuộc thảo luận mang tính báo cáo lên lãnh đạo tỉnh. Anh nên gác những chuyện ngoài lề lại, sau này bàn bạc cũng chưa muộn mà. Sắc mặt Phạm Viễn càng trở nên xám xịt, y bèn đưa tay đập bàn theo thói quen. Một tiếng ngầm vang lên giúp Phạm Viễn bình tĩnh trở lại, y nhìn sang phía trợ lý Lệ với ánh mắt hối lỗi, nhưng đối phương lại không hề có chút biểu hiện nào ra mặt. Tuy vậy trong lời nói của Phạm Viễn là có ẩn ý nắn gân Diệp Phàm rằng đây là họp đảng ủy thì Phạm Viễn tôi đây mới là đại biểu cho đảng, anh chỉ việc phục tùng tôi thôi. Rất xin lỗi, tôi vẫn kiên trì tiếp tục chủ đề ban nãy, đợi xử lý xong chuyện Phượng Anh đâu vào đó rồi tiếp tục bàn các vấn đề khác cũng chưa muộn. Huống hồ, chuyện Phượng Anh vốn có căn nguyên phát sinh từ trong chính dự án suối Vượng Phu mà ra, vậy không thể xem là đi lạc đề đúng không thưa bí thư Phạm. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Phạm Viễn mà hỏi vặn. Chuyện Phượng Anh hôm nay không bàn nữa, sau này sẽ nói tiếp. Hôm nay chúng ta cần tập trung chuyên môn là dự án suối Vượng Phu và công tác kiến thiết thủy lợi của thành phố ta. Phạm Viễn khoát tay dần từng tiếng một. Chuyện Phượng Anh không xử lý xong suối Vượng Phu không thể tiến hành tu sửa. Bí thư Phạm,
tôi kiên quyết yêu cầu tiếp tục giải quyết chủ đề vừa nãy. Nói đến đây, Diệp Phàm quay qua hỏi trợ lý Lệ. Trợ lý Lệ, chúng tôi có thể xử lý xong chút việc nhỏ này rồi mới báo cáo công tác kiến thiết thủy lợi và dự án suối Vượng Phu lên anh có được chăng? Ha ha, các đồng chí cứ xử lý trước đi, tôi muốn đến huyện Đào Mộc dạo một vòng đã. Trợ lý Lệ xua tay bảo Diệp Phàm cứ tiếp tục, rồi sau đó y đứng lên bảo Phạm Sa. Bí thư Phạm, các anh cứ tiến hành họp trước vậy. Tôi đi đây. Trợ lý Lệ, hay là anh cứ gượng ngồi xuống đây đã. Phạm Viễn vội chạy tới trên môi cố nặn ra một nụ cười hết sức gượng gạo. Thôi khỏi, tôi đi trước đây. Trợ lý Lệ khẽ mỉm cười, lục tục đưa đám người đi khỏi, Phạm Viễn cũng theo sau tiễn một đoạn. Diệp Phàm và các ủy viên thường vụ đành phải xuống dưới tiễn theo một đoạn. Khi bóng đoàn người trợ lý Lệ đã đi khuất về phía xa, khuôn mặt tươi cười như đúc của Phạm Viễn trong phút chốc trở nên nặng như đeo chì. Y quay sang Diệp Phàm hằn học. Chủ tịch thành phố Diệp, chẳng phải anh muốn bàn chuyện xử lý Phượng Anh sao? Vậy được, chúng ta lên trên bàn tiếp. Nói xong, Phạm Viễn quay đầu nhằm hướng phòng họp đi thẳng. Sau khi ngồi lại vị trí đâu vào đấy, Phạm Viễn lạnh lùng quét qua thái độ của từng người một. Đặc biệt là mấy đồng chí tán thành phương án xử lý Phượng Anh là được y ưu ái dừng lại khá lâu. Được một lúc, Phạm Viễn đành lên tiếng. Nói đi, đồng chí nào muốn xử lý Phượng Anh, mời đứng ra nói qua một chút, Phạm Viễn tôi muốn nghe lý do. Thái độ của Phạm Viễn như muốn đe dọa từng người một, ánh mắt sắc như dao cạo của y không ngừng đảo qua đảo lại dò xét mấy ủy viên thường vụ chưa tỏ rõ chính kiến. Hơn nữa, qua ý tứ lời nói cũng đã rất rõ ràng là y không đồng ý với phương án xử lý Phượng Anh, ai mà lên tiếng nữa thì chính là muốn chống đối y. Đồng chí Diệp Phàm, vừa nãy anh cũng quá câu nệ rồi. Chẳng lẽ không thể đợi trợ lý Lệ đi rồi mới nhắc lại việc này sao? Rồi anh xem lãnh đạo trên tỉnh sẽ nhìn nhận các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy Hải Đông chúng ta thế nào? Ắt sẽ cho rằng chúng ta cố tình chọc tức họ, như vậy sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực không ổn chút nào. Người vừa lên tiếng phê bình Diệp Phàm là Thái Quý Chi. Hiện đang bàn chuyện xử lý Phượng Anh, chính Bí Thư Phạm đã nói vậy. Tôi hy vọng Phó Bí Thư Thái không ngắt lời, việc này e rằng hơi đi lạc đề rồi. Diệp Phàm cũng bồi lại một đòn không chịu thua kém. Anh! Thái Quý Chi bị chặn họng trong giây lát, y ngẫm nghĩ một lát rồi quả quyết. Tôi không đồng ý việc đình chỉ bất cứ chức vụ nào của đồng chí Phượng Anh, chỉ cần phê bình miệng là ổn rồi. Đồng chí Thái, anh làm vậy là công khai bao che cho đồng chí có sai phạm lớn, cũng nên quy kết là một hành vi không chuẩn mực, trước luật pháp thì bao che cũng là phạm tội, anh lại đi công khai bao che cho đồng chí có sai phạm lớn, thì chính anh cũng vi phạm quy định. Là anh ngang nhiên không nhìn nhận bản kế hoạch tu sửa suối Vượng Phu mà thành ủy đã thông qua. Chén trà bị Diệp lão đại dằn mạnh xuống mặt bàn, hắn muốn công khai dằn mặt Thái Quý Chi. Xít! Tôi vốn luôn giữ thái độ hoài nghi về dự án suối Vượng Phu mà anh đề xuất. Nếu không phải Bí Thư Phạm khuyên nhủ thì tôi đã sớm phản đối rồi. Vấn đề lớn này các khóa thành ủy trước đây đều không thể giải quyết nổi, Diệp Phạm anh lại làm được. Thái Quý Chi tôi rất muốn xem anh sẽ làm thế nào. Ở đây tôi được phân công làm Phó Bí Thư Quản lý Kinh tế nên cũng xin nói rõ trước, tu sửa suối Vượng Phu là chuyện của Ủy ban Nhân dân thành phố nhà các anh, tôi sẽ không can dự. Cho nên sau này cũng không cần phải tìm sự ủng hộ từ phía tôi làm gì. Nói thế thôi, tôi xin cứu. Thái Quý Chi có vẻ giận lắm, tiếng y phát ra cũng có phần the thé. Tôi cũng phản đối phương án xử lý đồng chí Phượng Anh như vậy, xin tán thành ý kiến của Phó Bí Thư Thái, chỉ cần kiểm điểm miệng là đủ, lấy giáo dục là phương châm chính. Trưởng ban thư ký Cao Hoa cũng đã lên tiếng. Tô Phương cũng xí sớn tỏ vẻ đồng ý ra mặt. Tiếp đó là Phó Bí Thư Đảng ủy Công an Thiết Đinh Sơn, Dương Bản Thủy của khu Nguyệt Tố. Phạm Viễn rất vừa ý khi thấy trong số 7 ủy viên thường vụ còn lại đã có 5 người không ủng hộ Diệp Phàm xử lý Phượng Anh. Hơn nữa lá phiếu của chính y nữa là 6, vậy là bây giờ hình thành nên thế 6 đấu 6. Chỉ còn Phó Bí Thư chuyên trách ủy ban kỷ luật Lan Đình Sơn là chưa thấy hé răng. Chương 1714, Phạm Viễn chịu thỏa hiệp. Tại hội nghị thường vụ trước nay Lan Đình Sơn luôn giữ thái độ trầm mặc ít lời, hiếm khi tỏ thái độ ủng hộ hay phản đối ai. Phạm Viễn tin là mình chỉ cần nắn gân một chút, đồng chí lão Lan kia tất sẽ bỏ quyền dự quyết. Cứ vậy, hai phe ủng hộ và phản đối đều sẽ chưa quá nửa, chuyện Phượng Anh có thể tạm gác lại.
Đương nhiên nếu Phạm Viễn thật sự muốn vậy thì Diệp Phàm có phản đối cũng vô dụng. Vì Phạm Viễn là bí thư, y có một phiếu với quyền phủ quyết. Tuy nhiên, lá phiếu đặc quyền này thường thì bí thư sẽ không động đến vì một loạt hậu quả cực kỳ nghiêm trọng mà nó có thể mang lại. Trước hết, việc này mà để đến tai lãnh đạo cấp trên sẽ khiến họ hoài nghi năng lực của anh. Bọn họ sẽ cho là ngay cả tình hình tại hội nghị thường vụ anh cũng không kiểm soát nổi, việc này còn không làm nổi thì còn trông cậy gì ở anh nữa. Thứ đến, uy tín của anh sẽ thật sự tiêu tùng. Anh Lan, anh thấy thế nào? Phạm Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lan Đình Sơn, ngay giờ phút này đây ánh mắt kia của Phạm Viễn y như một con sói phương Bắc đang kỳ đói khát, còn đồng chí Lan Đình Sơn thân mến trong mắt nó chính là một món ngon đủ làm cho nó ấm lòng. 2. Lan Đình Sơn quả nhiên thở dài thườn thượt, lão hết nhìn Phạm Viễn, lại trông qua phía Diệp Phàm, lắc đầu chua xót mà rằng. Việc này, tôi không có ý kiến. Nếu cứ bắt buộc phải bỏ phiếu thì tôi xin chọn phiếu trắng. Diệp lão đại thấy vậy xém chút nữa là mặt mày xám xịt hết cả. Việc này vậy là đã rõ, hắn thua là cái chắc rồi. Phạm Viễn trái lại vô cùng bình tĩnh, đôi mày đang nhíu chặt kia cũng thư thái giãn ra. Y làm bộ thản nhiên nhìn Diệp Phàm rồi lại mở chén trà nhấp lấy một ngụm. Y lại còn duỗi ngón tay gõ lách cách trên mặt bàn mấy cái như thể đang ngâm nga tiết tấu của một bản nhạc nào đó. Diệp Phàm đã nghe ra, nhất định là bài 500 năm dâu bể. Diệp lão đại trong lòng thầm cân nhắc, rút cuộc cũng nghĩ ra đôi chút ý vị ẩn trong đó. Sao Phạm Viễn lại đánh nhịp tay theo tiết tấu này? Chắc hẳn họ Phạm đang tự ví mình như Phật Tổ Như Lai thần thông vô địch, còn Diệp lão đại ắt hẳn chính là con khỉ đáng thương bị chẹt dưới ngũ chỉ sơn. Ý tứ của Phạm Viễn rất rõ ràng, thằng nhãi kia mày có ngọ nguậy cỡ nào cũng liệu có thể bay qua năm đầu ngón tay của ta chăng? Bí thư Phạm, tôi có mấy lời muốn nói riêng với anh. Lúc này Diệp Phàm đột ngột lên tiếng. Nói riêng, có cái gì mà không thể nói luôn ở hội nghị thường vụ chứ? Phạm Viễn chẳng ngờ lại nổi đoá lên, chừng chừng nhìn Diệp Phàm. Xin lỗi nhưng việc này rất nghiêm túc, chỉ có thể báo cáo riêng với bí thư. Biểu hiện của Diệp Phàm không có vẻ gì là hắn đang đùa cả. Vậy được, tạm ngưng giải lao 15 phút, chúng ta sang bên kia ngồi vậy. Phạm Viễn thản nhiên. Lão hồ ly này đang vào lúc khí thế 10 phần hưng phấn. Vào đến phòng tiếp khách, Phạm Viễn bình tĩnh ngồi xuống ghế. Lão chú mục quan sát Diệp Phàm một lát, tiện tay cầm lấy chén trà trên bàn lại nhấp một ngụm. Bí thư Phạm, tóm gọn Phượng Anh là chuyện tôi đã chót hứa hẹn trước mặt mọi người. Diệp Phàm nhìn Phạm Viễn, y tin rằng họ Phạm hiểu ý mình. Hứa hẹn thì phải thận trọng, phải lượng sức mà hứa chứ. Phạm Viễn vẫn hết sức bình thản. Tôi có điều không được rõ, Phượng Anh phạm phải sai sót lớn đến thế, cứ theo điều lệ mà quyết thì rút lại toàn bộ chức vụ của cô ta là hoàn toàn hợp lý chuẩn quy. Vậy thì hà cớ gì mà bí thư lại không chịu? Giọng điệu Diệp Phàm vô cùng cứng cỏi. Anh có cách nhìn nhận của anh, tôi có lập trường của tôi. Mọi người đều nhìn nhận vấn đề với góc độ và lập trường không ai giống ai, tất sẽ dẫn đến kết quả cũng khác nhau. Nói đi cũng phải nói lại, tôi không muốn động đến chuyện này chút nào. Phạm Viễn cũng không phải tay vừa, lão thản nhiên chơi trò lấp lửng nước đôi. Anh không muốn động đến chuyện này, bí thư Phạm, tôi không rõ những lời này là có ý gì. Hôm nay anh A hứa hẹn trước mặt mọi người là phải cách chức ai đó ở bên xây dựng, nếu ngày mai anh B lại đòi rút lại chức vụ của đồng chí nào đó ở sở tài chính. Ha ha ha, nếu Phạm Viễn tôi cứ gật thì còn gì là điều lệ, còn gì là tổ chức đảng. Đồng chí Diệp Phàm. Tôi hy vọng anh có thể đặt mình vào vị trí của tôi mà tự hỏi. Có một số việc, không thể nhất nhất làm theo ý mình. Mà còn phải tuân thủ tính nghiêm túc và có tổ chức. Mà thật ra Phạm Viễn này cũng không có quyền quyết định loại ai giữ ai. Đây là quyền điều động sắp xếp của tổ chức đảng, không phải cá nhân tôi có thể quyết được. Đem cơ cấu tổ chức đảng đặt vào trong tay riêng một cá nhân nào đó, đảng ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó. Công phu mồm mép của Phạm Viễn quả không kém cỏi chút nào. Ý bí thư Phạm là chuyện Phượng Anh không thể thương lượng nữa. Diệp Phàm cũng nhấp một ngụm trà rồi lại nhìn Phạm Viễn. Không thể linh động gì ở đây cả. Phạm Viễn cũng tỏ ra không ngán Diệp Phàm, hai người cứ thế không ai chịu ai. Được. Diệp Phàm gật gật đầu, bảo Phạm Viễn. Bí thư Phạm đã không giải được khúc mắc này thì tôi buộc phải ra tay thôi. Đồng chí Diệp Phàm. Anh hiện đang nói chuyện với người trong tổ chức, phải nghiêm túc một chút,
những lời này là có ý gì vậy? Phạm Viễn nghiêm nét mặt, y có cảm giác Diệp Phàm đang uy hiếp mình. Tôi có đem theo 3 con dao bấm, trông qua thì rất bình thường thôi nhưng một khi đã đem ra mài thì nó sẽ trở nên vô cùng sắc bén. Cho nên, nếu khúc mắc này không chịu mở ra thì bí thư Phạm cứ tự liệu lấy. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Phạm Viễn. Tất nhiên, con người tôi xưa nay chưa hề làm gì quá khích. Chuyện này cũng chỉ là lần đầu mà thôi. Anh, đây là muốn uy hiếp tôi phỏng. Dầm một tiếng, bàn trà bị Phạm Viễn hung hăng đập một tiếng. Chén trà không ngừng run rẩy, sắc mặt Phạm Viễn xám đen như sắp rỉ mực ra được. Uy hiếp hay không, đơn thuần chỉ do cách nhìn nhận vấn đề mà thôi. Tôi hy vọng bí thư Phạm có thể đặt mình vào vị trí của tôi mà tự hỏi xem. Ở lập trường và góc độ này, tôi chỉ đang cố giữ lấy cái gì nên giữ. Tuy nhiên, có một số đồng chí nếu cứ cố chấp không bận tâm đến chính nghĩa thì các cụ nhà mình có một câu cửa miệng rất hay, chó cùng rứt dậu, con run xéo lắm cũng quằn, huống chi là con người, vốn dĩ sinh ra đã biết quằn quại. Diệp Phàm nói như dần từng chữ vào mặt Phạm Viễn, y nhả lại từng chữ mà Phạm Viễn vừa nói ra ban nãy. Hừ! Phạm Viễn lạnh lùng hừ một tiếng. Phất tay áo trở lại phòng họp. Lại lũ lượt ngồi xuống, các vị đồng chí tuy đều ra vẻ đứng đắn, mắt nhìn lỗ mũi niệm Nam Mô nhưng Diệp Phàm có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đều tập trung quan sát mình và Phạm Viễn. Phỏng đoán xem hai ông trùm đầu sỏ của Hải Đông rốt cuộc đã nói những gì, đã đạt được giao dịch gì. Tuy nhiên việc hai người dương cung bạt kiếm ở phòng khách thế nào không cần biết, vừa vào phòng họp là họ lập tức bình tĩnh lại ngay. Công phu đổi sắc mặt trong nháy mắt của mấy tay cán bộ này không hề đơn giản, Diệp lão đại lại từng trải qua nhiều năm tôi luyện như vậy, công phu này hắn cũng đã luyện được vài phần thâm hậu. Đương nhiên Diệp lão đại trong lòng không tự tin cho lắm về quyết định của Phạm Viễn nên người chăm chú nhất cử nhất động của Phạm Viễn nhất cũng chính là hắn. Hắn có ưng nhãn giúp cho việc ngầm quan sát mà các đồng chí khác không phát hiện được. Phạm Viễn lại hướng xuống tất cả mọi người để bắt đầu phát biểu. Vừa rồi các đồng chí cũng đã nói lên quan điểm của mình về đồng chí Phượng Anh. Tuy cách nhìn nhận là khác nhau, nhưng đồng chí Phượng Anh về một số mặt nào đó đúng là xử lý chưa được ổn thỏa cho lắm. Hơn nữa, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo điều lệ của Đảng, nhất định phải xử phạt. Tuy vậy khi xử lý một cán bộ cấp sở trưởng, chúng ta nhất định phải thận trọng và thận trọng hơn nữa. Việc này có quan hệ đến sinh mệnh chính trị của một đồng chí nên không thể qua quýt mà xong. Nói đến đây, Diệp lão đại thấy hơi chưng hửng, hắn bỗng thấy 3 lá phiếu dao găm của hắn ở hội nghị thường vụ này vẫn chưa thể khiến Phạm Viễn thay đổi chủ ý. Diệp lão đại vô cùng hối hận, sớm biết thế này thì hắn đã đem chữ ký của chủ tịch Đường lôi ra rồi. Như vậy chắc chắn sẽ khiến Phạm Viễn đổi ý. Diệp lão đại tự trách mình đã quá tự tin nhưng bây giờ thì hắn có hối cũng muộn rồi. Hắn chuẩn bị đón nhận một kết cục tồi tệ khiến hắn mất mặt trước cả thiên hạ. Quyết định không, cách chức Phượng Anh. Bí thư Phạm nói rất xác đáng, xử lý một đồng chí, hơn nữa lại là người có ảnh hưởng ở Hải Đông chúng ta, nhất định phải thận trọng và thận trọng hơn nữa. Đúng là phải có thái độ chịu trách nhiệm với các đồng chí chúng ta đều là cán bộ đảng, đều nên vì đồng chí mình mà chịu một phần trách nhiệm có nên chăng. Cao Hoa cũng vào hùa thả một câu giắm chó để tắt nước theo mưa. Thế này vậy, để Ủy ban Nhân dân thành phố dễ bề triển khai công tác. Tạm thời đình chỉ tất cả các chức vụ của Sở trưởng Sở xây dựng thành phố đồng chí Phượng Anh. Đình chỉ chức vụ và làm báo cáo lên tỉnh, chấp nhận chịu sự điều tra của tổ công tác mà thành ủy điều động. Về giấy phép trái quy định với khu vực hai bờ suối Vượng Phu mà đồng chí Phượng Anh đã cấp phát lúc còn đương nhiệm tại Sở xây dựng thành phố, thống nhất coi như không có hiệu lực. Nói đến đây, Phạm Viễn quay sang hỏi trưởng ban tổ chức cán bộ Cổ Dị Hùng. Gần đây trường chính trị tỉnh ủy đang tổ chức một khóa học nâng cao dành cho cán bộ cấp sở đúng không? Đúng vậy, thành phố ta cũng đã chọn ra 3 đồng chí tham gia khóa học. Danh sách đã được duyệt và thông báo xuống rồi, nửa tháng sau sẽ tới trường chính trị tỉnh ủy tham gia. Cổ Dị Hùng tay lật tài liệu, miệng báo cáo. Vậy bổ sung thêm một suất nữa đi, tôi thấy, đồng chí Phượng Anh khá là thích hợp đấy. Phạm Viễn lập tức đề nghị. Được à? Cổ Dị Hùng gật đầu đồng ý. Tuy nói kết quả này không hoàn toàn như ý nhưng Diệp lão đại rút cuộc vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất, tại hội nghị thường vụ thành ủy lần này, Phượng Anh đã chính thức bị tước hết mọi chức vụ. Tuy việc này chỉ là tạm thời vì Phạm Viễn vẫn tính đến đường lui.
nhưng ít ra, lão vẫn giữ chút thể diện cho Diệp lão đại. Còn họ Diệp cũng hoàn thành những gì đã cam kết. Có vẻ Phạm Viễn làm thế vừa cho Diệp lão đại chút thể diện mà cũng không sợ đắc tội với người chống lưng cho Phượng Anh. Lão cáo già này đúng là giỏi luồn lách hơn cả cá trạch. Đối với quyết định của Phạm Viễn, Diệp lão đại tuyệt không hé răng, các đồng chí khác cũng vậy, nhưng hắn vẫn phát hiện một số đồng chí vẫn ngấm ngầm quan sát thái độ của hắn. Bởi vì một nhân vật luôn thích cưỡng chế người ta như bí thư Phạm lại đi lựa chọn cách thỏa hiệp tạm thời, điều này chứng minh, chủ tịch Diệp rất có thực lực. Dù đây chỉ là chiêu phá bóng câu giờ nhưng xét về tổng thể, cốt yếu là Phạm Viễn đã chịu thỏa hiệp. Chẳng mấy chốc mà đến giờ cơm, Diệp Phạm đã nghĩ đến chuyện tiếp tục sau, nào Phạm Viễn đã chuyển chủ đề nhanh như chớp. Triệu tập các đồng chí đến đây quả không hề dễ dàng, chúng ta đành phải kéo dài cuộc họp để giải quyết nốt các vấn đề nho nhỏ còn sót lại. Vừa nghe Phạm Viễn nói vậy, tất cả mọi người đều hết sức tập trung lắng nghe. Vì những thứ mà bí thư Phạm gọi là việc vặt trước nay chẳng khi nào là việc vặt, thường thì đều là những việc có quan hệ trọng đại. Trưởng ban Dị Hùng, lần trước tôi đã nghe anh báo cáo qua. Tôi cũng đã xem qua tài liệu có liên quan, tôi thấy Hải Đông chúng ta còn có mấy vị trí then chốt đến giờ vẫn để trống. Đó đều là những vị trí rất quan trọng, không thể để khuyết lâu được. Bằng không, công việc sẽ bị đình trệ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế của toàn thành phố. Các đồng chí ngồi đây là ai? Đều là cán bộ cốt cán của Hải Đông. Mỗi phát ngôn hành động của chúng ta đều là đại diện cho toàn bộ thành phố. Cho nên, chúng ta phải thấm nhuần tư tưởng vì nhân dân phục vụ, quán triệt trong thực thi thuyết ba đại diện của đồng chí Giang Trạch Dân. Trưởng ban Dị Hùng, anh đem các tài liệu có liên quan giới thiệu cho các đồng chí hiểu qua tình hình. Chương 1715, đừng hòng để ả ta lên chức. Trước mắt thành phố ta còn khuyết hai vị trí trọng yếu. Một là chủ tịch huyện Đào Mộc, hai là phó sở trưởng thường trực sở tài chính thành phố. Cả hai chức vị này đều tương đương cấp sở trưởng, với Hải Đông ta mà nói, đây đều là những vị trí then chốt. Điều này các đồng chí đều hiểu rõ, tôi sẽ không dài dòng chi tiết nữa. Căn cứ vào xét tuyển sơ bộ của phòng tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín, một số đồng chí được đề cử có điều kiện rất phù hợp. Người đầu tiên chính là phó sở trưởng thường trực sở giao thông thành phố đồng chí Vu Đông. Năm nay đồng chí 35 tuổi. Ứng viên thứ hai là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy đồng chí Vương Long Đông, cấp bậc hiện tại là phó sở trưởng. Tốt nghiệp loại ưu Đại học Hải Giang. Đồng chí tiếp theo tên Chu Tú, đương nhiệm phó chủ tịch Thanh Ngưu, cũng là cán bộ cấp phó sở trưởng. Còn có đồng chí Ngô Đông. Cổ Dị Hùng đem vài cái tên có điều kiện phù hợp nhất nêu ra một lượt từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, vì có Diệp lão đại bày mưu tính kế nên đến lượt đồng chí Vương Long Đông là trưởng ban Cổ Dị Hùng giới thiệu tỉ mỉ hơn nhiều. Các ủy viên đang ngồi đây đều thành tinh giảo hoạt cả, tất nhiên là hiểu được phần nào tâm ý của trưởng ban Hùng. Đồng chí Vu Đông là một đồng chí tốt, tôi chỉ xin nêu ra đây một chuyện. Năm ngoái giao thông nối thành phố chúng ta và Hồng huyện vẫn là một đoạn đường nhựa gồ ghề nhấp nhổm. Tuy bảo là đường giải nhựa, nhưng thật ra lớp nhựa đường sớm đã sạch trơn. Trên đường lộ ra toàn là đá nhọn, các lái xe chạy tuyến Hồng huyện thành phố khổ sở đến độ không buồn kêu. Không chỉ hỏng lốp, mà nguyên cả con xe bị rung lắc đến tan tành. Còn hành khách ngồi trên thì đều tím tái hết cả mông đít. Đồng chí Dương Bản Thủy vừa mới nói đến đây, có mấy vị ủy viên ngồi phía dưới nhịn không nổi đã phải bật cười. Bí thư Dương, những gì anh nói tôi đã tự mình nếm trải qua. Năm tôi đến Hồng huyện khảo sát. Lúc ấy là đi cùng mấy vị khách trên tỉnh xuống. Ngồi xe còn khổ hơn đánh trận, người miền sơn cước chúng ta còn đỡ một chút. Nhưng mấy chuyên gia tóc bạc phơ từ trên tỉnh xuống thì có thể nói là vô cùng thê thảm. Nghe nói một nữ đồng chí còn bị thương ở mông nhưng ngượng nên không dám nói mà chỉ âm thầm băng bó qua vết thương. Nhưng ngày hôm sau vừa leo núi vết thương lại bị rách miệng ngay, máu tươi chảy ra ướt đẫm cả quần. Đường đến Hồng huyện thiệt là xấu hết chỗ nói. Xấu đến nỗi ai ai cũng sợ như sợ cọp. Nhắc đến Hồng huyện, cán bộ trên thành phố cũng không muốn xuống. Lúc này, trưởng ban thư ký Cao Hoa khẽ mỉm cười. Diệp Phàm biết tổng hai vị này đem chuyện đường đi Hồng huyện tô hoa điểm nguyệt cho thêm phần gay cấn như vậy nhất định là có mục đích. Đương nhiên, Diệp lão đại cũng không thèm hé răng, cứ để xem hai người này muốn diễn trò gì. Quả nhiên cũng đã tới lúc. E hèm, nói về việc này. Cũng ít nhiều vất vả cho đồng chí Vu Đông. Vì con đường này, đồng chí ấy cắm chốt ở sở giao thông tỉnh suốt 2 tháng,
ngay cả vợ con cũng không có thời gian chăm sóc. Rốt cục đã đảm bảo tiến độ của hạng mục, hiện nay toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ ở Hồng huyện đã thành đường giao thông cấp 2. Cán bộ thành phố xuống đó không cần lo lắng chuyện đau lưng mỏi cổ chuột rút bong gân nữa, đồng chí Vu Đông của chúng ta có thể ví như Đại Vũ thời nay đó. Thiết Đinh Sơn lớn tiếng ủng hộ. Nhưng tôi lại nghe nói tuyến đường Hải Hồng vốn là dấu ấn của đồng chí Tằng Minh Đông bên cục giao thông. Từ khi nào mà công tích ấy lại thành của Vu Đông rồi? Đang lúc vui nhộn, bỗng nhiên một cung đàn lạc nhịp xen vào, chính là Tôn Đạo Phong vừa lên tiếng. Tằng Minh Đông, rõ mắc cười. Thiết Đinh Sơn vừa nghe đã bật cười ra đằng mũi. Có gì đáng mắc cười ở đây hả đồng chí Sơn? Tôn Đạo Phong nhìn họ Thiết với ánh mắt mang hình viên đạn. Tằng Minh Đông, một nhân vật hạng hai chẳng mấy ai biết tới ở cục giao thông thành phố, anh ta có thể phụ trách một công trình lớn như đoạn đường Hải Hồng này, thế chẳng đáng buồn cười là gì? Thiết Đinh Sơn vẫn cười ngất nhằm chọc quê họ Tôn. Ha ha ha, đồng chí Sơn, anh chỉ biết một mà không biết hai. Tôn Đạo Phong tỏ ra vô cùng đắc ý nhìn họ Đinh lắc lắc đầu. Tôi rất muốn nghe xem thế nào là biết một mà không biết hai hả? Phó Bí Thư Thành ủy Thái Quý Quyền bỗng xen vào. Việc này, tôi có nghe anh Phong nói qua. Phỏng chừng, này biết một tức là các anh chỉ nhìn thấy mặt ngoài của sự việc là đồng chí Vu Đông dốc toàn lực chạy dự án. Còn không biết tới hai là thật ra dự án này không phải do đồng chí Vu Đông chạy mà ra được. Đó là bởi vì, cậu ruột của đồng chí Tằng Minh Đông tức anh Tằng Nhất Cửu là phó giám đốc thường trực sở giao thông tỉnh ta. Vì sao đồng chí Vu Đông nhậm chức phó sở trưởng thường trực sở giao thông thành phố nhiều năm rồi mà dự án Hải Hồng vẫn dậm chân tại chỗ? Trong khi Tằng Minh Đông người ta tuy chức vụ không cao. Vì tuổi đời còn trẻ, nhưng vừa vào sở giao thông thành phố được 2 năm đã làm nên đại sự, mới đến thôi đã đem về cho thành phố một dự án rất quan trọng. Dự án Hải Hồng, không cần nói cũng biết là công tích của đồng chí Tằng Minh Đông rồi. Chỉ có điều, đồng chí ấy vì vấn đề lý lịch xuất thân, vừa rồi cũng nói rồi đấy, là thành phần hạng bét trong đảng. Chuyện nội bộ thể chế, hầu như ai cũng hiểu. Tôi cũng không nhắc nữa kẻo các đồng chí lại chê tôi rông dài. Tóm lại vì lý do tế nhị trên nên dự án giao thông đường bộ Hải Hồng mới không vào tay Tằng Minh Đông phụ trách. Việc này đảm bảo 100% chính xác, không tin các đồng chí có thể đến sở giao thông tỉnh hay văn phòng giao thông thành phố hỏi thăm. Thấy Thái Quý Quyền bỗng dưng chõ miệng vào, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Trương Minh Sâm cũng không chịu ngồi yên mà lập tức phản bác. Y khoan khoái nhìn bộ dạng xa sầm của Thái Quý Quyền rồi bồi tiếp. Nói đến Tằng Minh Đông, tôi cũng không khỏi nhớ đến đồng chí Chu Tú, cũng là một tấm gương hăng say làm việc mà không cầu danh lợi. Đồng chí Chu Tú tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kinh tế. Nghe nói sau khi tham gia lớp tiến tu còn lấy được tấm bằng đại học chính quy. Đảm nhiệm phó chủ tịch thành phố quản lý mảng tài chính ở Thanh Ngưu. Tình hình tài chính của Thanh Ngưu luôn ổn định, không tồn dư nợ, ngay cả chuyện vượt chi cũng chưa từng xảy ra. Hơn nữa, năm nào cũng có khoản dư ngân sách, một thị xã lớn tầm đó, nhân khẩu phải đến mấy chục ngàn, đồng chí ấy có thể xoay sở tốt như vậy quả là rất có năng lực. Trương Minh Sâm vừa thốt ra những lời này thì mọi người lập tức hiểu ra là y đang nhắm tới cái ghế phó giám đốc thường trực sở tài chính. Quả nhiên, đối tác tung hứng của y là Tôn Đạo Phong liền tiếp lời ngay. Đúng, đồng chí Chu Tú rất xuất sắc lại là phường liễu yếu đào tơ. Nữ đồng chí mà có thể đảm đương được chức vụ này quả thật không dễ dàng gì. Hiện nay nhà nước không ngừng kêu gọi nâng cao vị thế của người phụ nữ, phải trọng dụng tối đã các nữ cán bộ. Trong cuộc họp lần này và cả những lần hội nghị trước của thành phố ta, vấn đề này luôn được nhấn mạnh. Nên cá nhân tôi cho rằng, đồng chí Chu Tú hoàn toàn có năng lực đảm đương vị trí quản lý tương đương ở cấp thành phố ta. Hơn nữa, phụ nữ quản lý tài chính và kế toán càng cẩn thận, công việc sẽ thêm phần trôi chảy. Chúng ta cũng yên tâm hơn đúng không? Ha ha ha, đồng chí Chu Tú tuy chủ quản toàn bộ mảng tài chính của Thanh Ngưu. Nhưng cục tài chính Thanh Ngưu từng bị trên tỉnh khiển trách xuống. Hình như là do đầu tư sai hướng quá nhiều, dự án đang khát vốn thì lại chậm trễ kéo dài trong khâu giải ngân. Việc chậm trễ trong thanh khoản cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công việc. Cục trưởng cục tài chính Thanh Ngưu tuy không phải là Chu Tú, nhưng cô này là người phụ trách thì cũng có đôi phần trách nhiệm. Việc năm đó đã khiến anh Tề Chấn Đào bên quản lý kinh tế rất không hài lòng. Nghe nói đồng chí Chu Tú còn vì vậy mà phải viết bản kiểm điểm. Về sau thành phố xét đồng chí ấy là nữ cán bộ, cục
cũng không dễ dàng gì nên thôi không lưu vào hồ sơ. Một đồng chí như vậy mà đảm nhiệm phó sở trưởng thường trực sở tài chính thành phố, ha ha ha, tôi cũng hơi lấy làm lo lắng đấy. Thái quý quyền chọc ngoáy vào đúng chỗ hiểm khiến đồng chí Trương Minh Sâm thiếu chút nữa là dẫy nảy cả lên. Y nhìn Thái quý quyền hằn học. Những chuyện này đã từ hồi nào rồi. Đồng chí quyền, không thể vì chút chuyện nhỏ mà đeo gông vào cổ người ta suốt đời đúng không? Nếu nói viết kiểm điểm, ngay chính chúng ta cũng không khỏi đôi lần từng chấp bút qua. Trong quá trình công tác, thử hỏi có được mấy người chưa từng viết kiểm điểm bao giờ? Hơn nữa, chuyện của đồng chí Chu Tú đã qua mấy năm trước rồi. Lúc ấy ở thành phố cũng không nhớ mà lưu vào hồ sơ, anh Thái à, hà hà, anh vẫn không buông tha cho người ta, tôi thật không hiểu là tại sao. Đồng chí Chu Tú tốt nghiệp chuyên ngành tài chính mà còn không đảm đương được chức vụ phó sở trưởng thường trực sở tài chính thành phố, thì theo tôi thấy, đồng chí Vu Đông ở sở giao thông đi làm giao thông thì còn được, chứ phân công sang bên tài chính thì không hợp lý chút nào. Các đồng chí cứ thử nghĩ mà xem, một anh cán bộ rốt đặc cán mai về tài chính với kinh tế mà cho đi đảm nhiệm vị trí phó sở trưởng thường trực sở tài chính, một vị trí then chốt như vậy. Như vậy là thiếu trách nhiệm với nhân dân thành phố. Sở tài chính có vai trò trọng yếu nhường nào, là quản lý ngân sách của toàn thành phố. Việc này, Chủ tịch Diệp của chúng ta hẳn là rõ nhất về vai trò trọng yếu của tiền có phải không nào? Chỉ một câu này của Tôn Đạo Phong coi như đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng thăng quan tiến chức của Vu Đông rồi. Hơn nữa, đem Diệp Phàm ra làm bia ngắm bắn vì vừa rồi khi bàn về chuyện xử lý Phượng Anh thì Trương Minh Sâm đã giúp một tay, giờ Tôn Đạo Phong có ý cầu Diệp Phàm, tất nhiên là họ Diệp phải đền ơn trả oán rồi. Thật ra Trương Minh Sâm làm vậy còn có mục đích khác, nhưng xét biểu hiện bên ngoài thì đúng là như vậy. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Có điều cái, lại, này cũng không dễ bề thực hiện chút nào. Ngẫm ra thì hôm nay hơi kỳ lạ, Phạm Viễn một mực khen Vu Đông hết lời nhưng lại không sắp xếp cho chức vụ gì cả. Nếu Phạm Viễn muốn xếp anh ta vào vị trí phó sở trưởng thường trực sở tài chính thì tại sao Dương Bản Thủy và Thái Quý Quyền đều không trực tiếp đứng ra đề cử, muốn làm ai nấy tốn công võ đoán vậy sao? Chẳng lẽ Phạm Viễn có tính toán gì khác, không phải nhắm vào vị trí ở sở tài chính mà là cái ghế chủ tịch huyện Đào Mộc? Vậy sẽ khó rồi đây, vị trí đó vốn được Lưu Chân Mai nhắm cho Vương Long rồi. Diệp lão đại nghĩ mà nhức hết cả đầu. Nhưng cũng chính trong lúc suy ngẫm vấn đề này trong Diệp lão đại chợt lóe lên một ý nghĩ vô cùng quyết đoán, tuyệt đối không thể để Chu Tú thăng chức. Bởi vì sở trưởng sở tài chính thành phố Lưu Nhất Tiêu vốn đã là người của phe Trương Minh Sâm. Nếu lại để thêm Chu Tú mà họ chọn lên đó nữa thì sở tài chính thành phố chẳng phải đã thành địa bàn của riêng họ Trương rồi sao? Chủ tịch thành phố như hắn mà bị người ta nắm túi tiền thì còn làm nên trò trống gì nữa. Nhưng dù sao cũng phải tiến cử một người. Vương Long Đông cũng không được, tham vọng của Lưu Chân Mai không biết chừng nào. Mà tiến cử Vu Đông cũng không xong vì ý tứ của Phạm Viễn giờ này hắn còn chưa rõ. Phỏng chừng vẫn chưa đúng ý của họ Phạm, nếu không thì Thái Quý Quyền đã mở miệng rồi. Đúng vậy, ngân sách thành phố với chủ tịch tôi mà nói là thứ quan trọng hàng đầu. Không có tiền thì chẳng làm nên trò trống gì, mấy đồng chí ngày nào cũng đến văn phòng chỗ tôi đòi tiền có thể sắp xếp đến khu Nguyệt Hồ. Nếu có tiền thừa dùng không hết thì tốt, cho nên, một người quyết sách tài chính tốt và vô cùng quan trọng. Vừa đồng chí Thái đã có nói, tuy rằng đồng chí Chu Tú đã tốt nghiệp chuyên ngành tài chính. Nhưng đó chỉ là bằng cấp chứ không thể chứng minh cho năng lực được. Hơn nữa việc mà cô ta được phân công quản lý còn bị phê bình nữa kìa, cho nên về chuyện này. Tôi đồng ý với quan điểm của anh Thái, đồng chí Chu Tú không thích hợp đảm nhiệm vị trí phó sở trưởng thường trực sở tài chính. Diệp Phàm tỏ ra cương quyết phản đối việc tiến cử Chu Tú. Chương 1716, đề bạt bừa một vị đồng chí. Nói đến đây, Diệp lão đại lại liếc nhìn mọi người một cái, nói tiếp. Nhân tiện tôi cũng nói về đồng chí Vu Đông một chút. Đồng chí Vu Đông vốn phụ trách vấn đề giao thông. Bây giờ lại bảo anh ta đi quản lý tài sản thì tôi thực sự có chút lo lắng. Vừa nãy tôi cũng đã xem qua tài liệu, thấy đồng chí Ngô Đống vốn là phó cục trưởng cục tài chính thành phố, hơn nữa lại có tiếng tốt nghiệp đại học tài chính kinh tế. Bằng cấp thì khỏi phải nói, quá ổn. Nói đến đây, Diệp Phàm liếc nhìn mọi người một cái rồi nói tiếp. Và lại, đồng chí này lại đang làm tại cục tài chính, hẳn là rất quen thuộc với mảng tài chính và kinh tế thị trường. Cho nên mọi người thử nghĩ xem, đồng chí Ngô Đống phải chăng còn thích hợp hơn.
Diệp Phàm nghĩ đi nghĩ lại rồi chọn bừa ra một người. Dù sao gia thế của Trương Minh Sâm cũng rất tốt, đương nhiên Diệp Phàm cũng hiểu được rằng bản thân mình mới đến Hải Đông chưa lâu nên lời nói của mình chưa có tính thuyết phục và hiệu quả cao. Cho nên, Diệp lão đại căn bản là không ôm hy vọng gì, cơ bản là chỉ đại một người mà thôi. Người này chắc là do Cổ Dị Hùng chọn ra để tuyển bổ sung vào. Bình thường mà nói, lãnh đạo thành phố đã viết quyết định xong, người nào, chỗ nào đã đâu vào đấy rồi nhưng lại sợ người khác đàm tếu, tất nhiên là phải tìm mấy vị năng lực yếu kém, không có chỗ dựa vững chắc hay thế lực chống lưng để làm nền. Chỉ thể hiện cho người ngoài xem là vẫn có rất nhiều đồng chí đang giành giật vị trí này. Tổ chức chọn lựa một cách công bằng, dân chủ, còn trên thực tế thì vị trí này đã sớm được quyết định. Tương tự như quá trình trong chế độ bầu chọn đại biểu đại hội hội đồng nhân dân mà thôi. Ừ, đồng chí Ngô Đống đang đảm nhiệm chức phó cục trưởng, giờ đề bạt lên vị trí phó cục trưởng thường trực chỉ là tiến lên một bước nhỏ thôi. Đối với đồng chí Ngô Đống mà nói thì cũng có tác dụng khích lệ rất lớn. Và lại, đúng như chủ tịch thành phố Diệp đã nói, nên để cho đồng chí có kinh nghiệm tài vụ quản lý tài chính thì cũng có lợi cho việc đảm bảo tài chính của thành phố. Tôi đồng ý với cách nghĩ của chủ tịch thành phố Diệp. Lúc này đồng chí trưởng ban tổ chức cán bộ Cổ Dị Hùng nói một cách dứt khoát. Tôi cũng đồng ý. Tư lệnh Nguyễn Nhất Tiến lập tức nói bồi thêm. Tôi không đồng ý, đồng chí Ngô Đống làm mấy cái chức phó trong Cục Tài chính thành phố nhưng kinh nghiệm thực tế lại nông cạn nhất. Tài liệu này cho thấy đồng chí Ngô Đống mới chỉ 29 tuổi, chưa đến 30 tuổi. Còn trẻ tuổi như thế mà để cho cậu ta đảm nhận trách nhiệm nặng nề như vậy thì thật vô trách nhiệm với toàn thể dân chúng của thành phố. Tôn Đạo Phong cướp lời phản đối. Ha ha, đồng chí Ngô Đống mới chỉ 29 tuổi, không thể đảm nhiệm một chức vị cấp cục trưởng. Vậy còn vị chủ tịch thành phố Diệp càng trẻ tuổi hơn của chúng ta thì sao? Chẳng lẽ tổ chức phân công sai rồi? Tôi có chút nghi ngờ khó giải đáp được. Phó chủ tịch thành phố Đạo Phong, xin anh hãy giải đáp cho. Trưởng ban thư ký Cao Hoa bất ngờ tủm tỉm cười, liếc nhìn Trương Minh Sâm một cái, nói tiếp. Hay là phó chủ tịch thành phố Trương có thể đích thân giải đáp thì càng tốt. Lời này của Cao Hoa vừa thốt ra chính là đập thẳng vào mặt Trương Minh Sâm, bởi vì Trương Minh Sâm là người thiết tha đề xuất chuyện này nhất. Ghế chủ tịch thành phố sớm như ván đã đóng thuyền, vậy mà còn bị Diệp Phàm cướp mất. Cao Hoa cố tình hỏi xoáy một chút, Trương Minh Sâm tất nhiên nổi giận rồi. Gã lườm Cao Hoa một cái, nói sẵn. Tổ chức tất nhiên sẽ không bổ nhiệm sai. Tuy nhiên chủ tịch thành phố Diệp rất có năng lực, chưa đến 30 tuổi đã được đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Đây là điều hiển nhiên ai cũng nhìn thấy. Còn về chuyện của Ngô Đống, ha ha, sao có thể đánh đồng với chủ tịch thành phố Diệp được? Thật buồn cười. Ngô Đống tuy trẻ tuổi, nhưng cũng đã có tiền lệ của chủ tịch thành phố Diệp. Chúng ta tạm thời không cần nói đến năng lực, ít ra từ chuyện này cũng thấy được khuynh hướng bổ nhiệm cán bộ đang dần trẻ tuổi hóa của tổ chức. Chúng ta ngày ngày hô hào cần đề bạt phân công cán bộ trẻ tuổi nhưng đến khi thật sự đề bạt cán bộ trẻ ra thì chúng ta đều viện lý do kinh nghiệm và tuổi tác để kìm kẹp người ta. Làm như vậy, chẳng lẽ là chúng ta trọng dụng cán bộ trẻ như thế hay sao? Tôi thấy kiểu tư tưởng này cũng cần phải thay đổi. Bởi vậy, việc đề bạt Ngô Đống, cá nhân tôi cho rằng đề nghị của Chủ tịch thành phố Diệp không hề sai, hơn nữa cũng không bị coi là vượt quy định hay trái với quy định của tổ chức. Lúc này, Bí thư Đảng ủy Lưu Chân Mai bất ngờ lên tiếng ủng hộ Diệp Phàm. Ừ, đề bạt Ngô Đống, rất tốt, tôi đồng tình với cách nghĩ của Chủ tịch thành phố Diệp. Thái Quý Quyền nói, tiếp đó đồng chí Thiết Đinh Sơn cũng tiếp lời. Lập tức việc Ngô Đống được đề bạt giành được 7 lá phiếu, dù Phạm Viễn không mở miệng thì về cơ bản, cục diện này đã được ấn định. Diệp lão đại trong lòng đúng là dở khóc dở cười, vốn chỉ là thuận miệng nói bừa chọn một người ra. Không ngờ một sự tình cờ như vậy đã đẩy được đồng chí Ngô Đống ngồi lên được chiếc ghế béo bở phó cục trưởng thường trực Cục Tài chính thành phố. Nói về Ngô Đống, Diệp lão đại hôm nay mới nghe nói tên của hắn. Trên phương diện Cục Tài chính thành phố này, đến bây giờ Diệp Phàm mới biết cục trưởng Lưu Nhất Tiêu, cũng không biết sau chuyện này thì đồng chí Ngô Đống sẽ có cảm tưởng gì. Chuyện của Ngô Đống cứ quyết định như vậy đi, không cần bàn nữa. Phạm Viễn phất tay nói. Nhưng khi nói thì lão già này cứ nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Diệp Phàm thực chỉ muốn kéo đồng chí Phạm Viễn sang phòng bên cạnh để giải thích rõ rằng việc này không phải chủ ý của hắn. Phạm Viễn nhất định là hiểu lầm ý của Diệp lão đại, cứ nhìn Diệp Phàm chằm chằm, ý là tôi đã cho cậu một ân huệ lớn,
đợi đến việc của Vu Đông thì cậu phải ra mặt cho tôi. Còn Trương Minh Sâm vẻ mặt nặng nề, chỉ chăm chăm tích cực hút thuốc lá. Gã hút từng hơi sâu, trong phòng hội nghị lập tức như bị cháy, nghi ngút khói thuốc. Đồng chí Chu Tú không thích hợp đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng thường trực cục tài chính thành phố, tuy nhiên đồng chí ấy vốn là phó chủ tịch thường trực thành phố Thanh Ngưu. Lần điều chỉnh nhân sự này, tôi thấy cô ấy rất thích hợp đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Đào Mộc. Trương Minh Sâm vẫn chưa hết hy vọng, bám theo một mục tiêu khác. Cục tài chính thành phố cũng không được, làm chủ tịch huyện Đào Mộc càng không ổn. Hơn nữa, tình hình huyện Đào Mộc hơi đặc biệt, các quận huyện trực thuộc Hải Đông chúng ta đều có đặc thù riêng. Giống như thành phố Thanh Ngưu có khoáng sản, trong khi huyện Đào Mộc là huyện duy nhất không có loại ưu thế này, cho nên huyện Đào Mộc cứ để như cũ đi. Tôi nghĩ rằng nữ đồng chí Chu Tú đi nhất định là không phù hợp. Đồng chí Vương Long Đông thì ngược lại, có thâm niên không ít tại văn phòng thành ủy. Đầu óc nhanh nhạy, suy nghĩ sâu sắc, hơn nữa dù là chủ tịch huyện hay chủ tịch thành phố hay ngay cả các lãnh đạo trong tỉnh khi xuống dưới tiếp xúc cũng có thể nhìn thấy được điều đó. Biết nhìn xa trông rộng, từ đó lại học hỏi được nhiều kinh nghiệm, lại từng đóng góp rất nhiều ý kiến quý báu trong việc hỗ trợ lãnh đạo thành ủy. Tôi thấy anh ta thực sự rất thích hợp đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Đào Mộc. Chúng ta làm lãnh đạo, để cho cấp dưới có đất thi triển tài năng là việc mà chúng ta nên làm. Lưu Trân Mai nói, văn phòng thành ủy đều làm những việc tỉ mỉ, so với công tác của chủ tịch huyện Đào Mộc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ kêu đồng chí Vương Long Đông ngày ngày đều tiếp khách? Đào Mộc là một huyện nghèo, chắc là không đến mấy ngày sẽ ngốn hết khoản tiền mà cục tài chính cấp xuống, hơn nữa còn không làm nổi một việc gì. Đồng chí Vương Long Đông, không thích hợp. Tôn Đạo Phong liếc nhìn Lưu Trân Mai một cái, thản nhiên nói. Phân công Chu Tú đi quản lý mảng tài chính, lẽ nào bảo cô ấy mỗi ngày đi thu sổ sách. Đồng chí Đạo Phong, Vương Long Đông người ta là tốt nghiệp Đại học Hải Giang, sắp xếp làm ở văn phòng tỉnh ủy chẳng qua là bởi vì yêu cầu công tác thôi. Chức vụ chủ tịch huyện Đào Mộc, tin chắc rằng với năng lực của đồng chí Vương Long Đông chắc chắn sẽ làm tốt. Lúc này, Thái Quý Quyền ra mặt. Đúng vậy, huyện Đào Mộc rất cần những người có đầu óc linh hoạt, mạng lưới quan hệ rộng, có thể lôi kéo các nhà đầu tư đến thì mới có thể đảm nhận chức chủ tịch huyện. Huyện Đào Mộc nếu không thể phát triển lên được, e rằng chỉ có thể trở thành huyện nghèo sơ sát ngày ngày ngửa tay trông chờ vào cứu tế. Đồng chí Long Đông đưa ra một số ý kiến cho các đồng chí lãnh đạo thường trực ở văn phòng tỉnh ủy tham khảo. Những kiến nghị này rất có giá trị, tôi đánh giá cao anh ta. Cao Hoa thản nhiên nói. Kiến nghị của Vương Long Đông sao có thể so sánh được với kiến nghị của đồng chí Chu Tú? Chu Tú là phó chủ tịch thường trực thành phố Thanh Ngưu, đề bạt lên chức chủ tịch huyện Đào Mộc là hoàn toàn chính đáng như nước chảy thành sông. Lúc này, đồng chí phó bí thư Lan Đình Sơn vẫn im lặng chưa nói lời nào, bất ngờ lên tiếng ủng hộ Trương Minh Sâm. Ngay cả Phạm Viễn cũng có cảm giác bất ngờ, nhìn ông ta một cái. Kiến nghị chỉ là góc độ nhìn nhận cả sự việc không giống nhau mà thôi. Không thể đặt vấn đề bàn luận được. Chu Tú và Vương Long Đông công tác khác nhau, không có tiêu chuẩn chung, cũng không thể đem ra so sánh được. Tuy nhiên, đồng chí Vương Long Đông trẻ tuổi, tương lai đầy hứa hẹn, huyện Đào Mộc cần anh ta đi quản lý công tác ủy ban nhân dân huyện, để một đồng chí như vậy ở văn phòng thành ủy thì thật đáng tiếc, nên để anh ta đi rèn luyện một chút. Chúng ta làm lãnh đạo, nên cho bọn họ những cơ hội như thế. Diệp Phàm mở lời. Mặt Trương Minh Sâm liền trầm xuống, đang muốn lên tiếng thì Phạm Viễn xua tay ngăn lại, nói. Cứ như vậy đi, đã quá giờ ăn trưa rồi, hay là hãy giơ tay biểu quyết dân chủ đi. Nói đi nói lại cũng không nói hết được, mọi người đều đói bụng rồi. Bí thư Phạm, nếu phải biểu quyết, tôi còn một chuyện nhất định phải đề xuất, hơn nữa, các đồng chí đều hiểu được chuyện này. Lúc này, đồng chí Cao Hoa ngắt lời một cách kỳ lạ nói. Chuyện gì mà tất cả mọi người đều biết? Phạm Viễn thản nhiên nói. Chính là chuyện của bí thư huyện ủy huyện Hồng huyện Lưu Đoan. Mọi người đều biết đồng chí Lưu Đoan bị bệnh đã hơn một năm nay, ở huyện Hồng huyện đến nay vẫn chưa có người thân. Đồng chí chủ tịch huyện Thanh Hồng lại là một đồng chí nữ. Hồng huyện lớn như vậy để cho một đồng chí nữ cáng đáng thật sự là khó khăn. Thời gian trước, đồng chí Lưu Đoan dưỡng bệnh ở thành phố, vẫn đề xuất tự nguyện từ chức. Nhường cho đồng chí có năng lực hơn đảm nhiệm. Và lại đồng chí Lưu Đoan còn đề cử đồng chí Vu Đông tiếp tục sự nghiệp của mình, nói là Vu Đông có thể đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Hồng huyện thì tin chắc rằng sau khi quốc lộ của Hồng huyện thông đường,
Hồng Huyện sẽ phát triển rực rỡ. Cao Hoa nói đến đây liền đưa ra một tập tài liệu rồi nói tiếp. Đây là thư đề nghị mà đồng chí Lưu Đoan tự tay viết. Lúc ấy, đồng chí ấy đã viết làm hai bản, một bản để ở văn phòng thành ủy, một bản gửi cho trưởng ban Cổ Dị Hùng. Không biết trưởng ban Cổ Dị Hùng có biết chuyện này không? Ừ, đúng là có chuyện này. Tôi lúc đó bận quá nên đã quên mất. Cổ Dị Hùng gật đầu. Phạm Viễn sau khi xem qua liền đưa cho Diệp Phàm nói. Các đồng chí hãy truyền tay nhau xem. Đây là tiếng nói từ đáy lòng của một đồng chí lão thành. Đồng chí lão Lưu cả đời làm công tác cách mạng, chúng ta không thể phụ ông ấy. Tôi thấy việc đồng chí lão Lưu tự xin từ chức thật quá thiệt thòi rồi. Mặt trận Tổ quốc thành phố chúng ta không phải còn thiếu một phó chủ tịch sao? Tôi thấy đồng chí lão Lưu rất thích hợp. Đương nhiên, phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc là một chức cấp bậc phó giám đốc sở. Điều này, chúng ta có quyền kiến nghị chứ không có quyền bổ nhiệm. Chúng ta có thể lấy hình thức tập thể đưa đề nghị này vào thực tiễn, xin đề xuất với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Các đồng chí thấy thế nào? Sau khi nói xong, Phạm Viễn nhắm hờ mắt lại, châm thuốc hút và bắt đầu nhả khói. Chương 1717, đề bạt cũng phải chú ý đến hình thức. Lão này cũng quá thâm độc, cột chuyện bổ nhiệm Vu Đông với bổ nhiệm Vương Long Đông do Lưu Chân Mai đề xuất cùng với nhau. Điều này, Phạm Viễn vốn có mưu tính từ trước. Nếu không hắn sao có thể có lòng tốt để cử cấp dưới Vương Long Đông đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Đào Mộc như vậy được. Chuyện này chắc hẳn Phạm Viễn và Lưu Chân Mai đã sớm thương lượng xong từ trước. Một mình Phạm Viễn vẫn không thể để cho Vu Đông chức vụ minh bạch hóa vì người ta đã sớm để ý đến chức chủ tịch huyện Hồng Huyện. Đây mới là địa bàn thật sự của người ta, huyện Đào Mộc chẳng qua chỉ một chức chủ tịch huyện, còn huyện ủy đều là người của Phạm Viễn. Vương Long Đông Anh đến huyện Đào Mộc sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi? Bình thường thì không thể nào, đây là Phạm Viễn đang thả con săn sắt, bắt con cá rô. Tuy nói thế lực của Phạm Viễn vẫn luôn vững chắc, nhưng bây giờ Diệp Phàm đã đến, cục diện của Hải Đông có thể sẽ thay đổi. Tính toán của Phạm Viễn, Diệp Phàm chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay, đơn giản chỉ là sát sao chặn mình và Trương Minh Sâm lại, để các vị trí ngon lành cho Lưu Chân Mai hoặc các ủy viên thường vụ có quyền lực khác. Chỉ như vậy mới có thể chứng tỏ khả năng chế ngự cao siêu của đồng chí Phạm Viễn, nắm chặt Hải Đông trong lòng bàn tay. Ừ, đồng chí Vu Đông cũng đóng góp nhiều công sức cho quốc lộ Hải Hồng này. Ở Hồng Huyện nghe nói đâu đâu cũng vang danh đồng chí Vu Đông. Nếu dân chúng đều tán thành ủng hộ đồng chí Vu Đông thì tin rằng khi đồng chí ấy đến Hồng Huyện triển khai công tác nhất định sẽ rất suôn sẻ. Cổ ngữ có câu, nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Từ đó cho thấy lực lượng của quần chúng nhân dân lớn mạnh như thế nào. Một khi lãnh đạo xa rời quần chúng thì tuyệt đối không thể tiến xa được. Quân đội nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng chúng ta tại sao có thể phát triển từ mấy chục nghìn lên đến mấy triệu như bây giờ. Cho nên đồng chí Vu Đông đến Hồng Huyện, trước tiên là có sự ủng hộ của quần chúng làm nền tảng. Lưu Chấn Mai lên tiếng trước. Ừ, tôi đồng ý. Thái Quý Quyền nói. Đồng chí Diệp Phàm. Anh hãy nói vài câu đi, đã quá giờ ăn trưa rồi, nếu có thể thì hãy giơ tay biểu quyết. Lúc này Phạm Viễn dục. Tôi đồng ý. Diệp Phàm liền phun ra ba chữ này, tất nhiên là vì nể ân tình với Lưu Chân Mai chứ tuyệt đối không phải vì Phạm Viễn. Tôi thấy việc này cứ quyết định như thế đi, để đồng chí Vu Đông đến Hồng Huyện đảm nhận chức huyện ủy, đồng chí Vương Long Đông đến huyện Đào Mộc đảm nhiệm chức chủ tịch huyện. Ngoài ra... Lấy hình thức kiến nghị tập thể cùng đề cử đồng chí Lưu Đoan đảm nhiệm chức phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phạm Viễn liền một lúc ấn định ba chức vị. Trương Minh Sâm và Tôn Đạo Phong tuy nói đều có vẻ mặt bình thản nhưng biết đã mất thế mạnh, dù có phản đối cũng chỉ phí công. Bởi vì vị chủ tịch thành phố Diệp Phàm và phó bí thư đảng ủy Lưu Chân Mai đều đã gật đầu, hơn nữa chỉ cần một Phạm Viễn nếu giơ tay biểu quyết thì nhất định sẽ có hơn một nửa số người tán thành. Tôi tôn trọng ý kiến của các đồng chí, tuy nhiên bản thân tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Trương Minh Sâm và Tôn Đạo Phong đều có ý này, còn hai đồng chí Lan Đình Sơn và Tô Phương thì bỏ phiếu chống. Buổi tối ngày hôm đó, Phượng Anh đã tới tỉnh thành. Trong nhà họ Phượng, Phượng Anh mặt đần thối ngồi trên ghế. Cô liếc nhìn Phượng Lăng không một cái nói. Thưa anh, em bây giờ đã bị mất chức, hơn nữa chiều nay. Ủy ban Nhân dân thành phố tuyên bố quyết định của thành ủy dán thông báo ra ngoài. Dán hẳn mấy tờ,
nói là Phượng anh em vi phạm quy định phê duyệt đất đai bất hợp pháp, trong khoảng thời gian này, tất cả các hạng mục đã được phê duyệt xây dựng hai bên bờ suối Vượng Phu lập tức bị đình chỉ thi công. Hơn nữa, theo quy định thì chiếm dụng đường sông thì phải tự tiến hành dỡ bỏ toàn bộ. Nếu không tự tháo dỡ, sau vài ngày Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ cưỡng ép dỡ bỏ. Đã gây ra họa này, sau khi nghe lời anh nói, em đã duyệt cho ban hành không ít giấy phép. Tất cả bọn họ đều đang mắng chửi em, chửi Ủy ban Nhân dân thành phố. Người nhà Phượng gia chúng ta đều mất hết thể diện, ngay cả Hải Đông này, em cũng không còn mặt mũi nào quay về nữa. Vừa nói, đôi mắt của Phượng Anh đã đỏ lên. Sốt ruột cái gì? Phượng Lăng không hừ lạnh một cái, liếc nhìn Phượng Anh một cái, nói tiếp. Bọn họ nói dán thì để cho họ dán. Đây còn không phải là hành động thật nữa sao? Lúc ấy duyệt cho ban hành nhiều giấy phép như vậy thì phải chịu sức ép rất lớn. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ dỡ bỏ tòa nhà lớn mà Phượng gia chúng ta xây dựng. Chúng ta phải cứng rắn là được rồi, nhưng chỉ cần một ngòi châm thì chắc là người ta lại đứng lên. Đến lúc đó, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ thế nào? Tiến thoái lưỡng nan, thông báo kia và tài liệu không phải chỉ là một trang giấy trắng. Còn chuyện của anh, Phạm Viễn không phải không dám tuyệt tình quá hay sao? Không phải là bảo em đến trường đảng của tỉnh ủy để tiến hành học tập rèn luyện sao? Điều này, anh đoán là Phạm Viễn chỉ đang bố trí em đi tạm tránh nơi đầu sóng ngọn gió thôi. Đợi sau khi em học xong trở về, Phượng gia chúng ta sẽ ra tay, biết đâu phó cục trưởng thường trực em có thể chính thức trở thành nhân vật đứng đầu. So với việc lăn lộn ở bộ xây dựng còn tốt hơn nhiều. Hãy yên tâm, người nhà Phượng gia chúng ta không có mấy người làm quan nhưng ở tỉnh Nam Phúc vẫn còn có không ít cán bộ nể mặt Phượng gia chúng ta. Huống hồ không phải em còn có hắn sao? Diệp Phàm ức hiếp em như thế, hắn sẽ bàng quan ngồi nhìn được sao? Việc này em không muốn anh ấy nhúng tay vào, chính anh Đắc sẽ chịu trách nhiệm đòi lại thể diện cho em. Em muốn để cho Diệp Phàm thấy rằng không có cách nào lật đổ cái chức vụ của Phượng Anh này. Tốt nhất là đến Ủy ban Nhân dân thành phố mắt nhắm mắt mở mà công tác. Em phải ngày ngày hành hạ tên Diệp Phàm đáng ghét kia mới được, nếu có thể lật đổ mũ quan của hắn là tốt nhất. Phượng Anh nghiến răng khi nói ra những lời này. Yên tâm đi, có anh ở đây, tuyệt đối sẽ không có ngày đó đâu. Em đừng sốt ruột, hãy kiên nhẫn đợi. Anh phải đến xem bọn họ dỡ bỏ nhà cửa ở hai bên bờ sông thế nào đã. Phượng Lăng không ánh mắt sắc lạnh hiểm ác nói. Lão Trần, anh sao lại thế này? Bà vợ Dương Ngọc muội của Phó Cục trưởng Cục Đất đai thành phố vừa một tay giật lấy chén trà, vẻ mặt thân thiết vuốt ve trán của ông chồng Trần Đông, còn tưởng là hắn bị ấm đầu nên hồ đồ. Bởi vì khi nãy đồng chí Trần Đông khi thất thần hút thuốc đã lấy chén trà làm cái gạt tàn thuốc lá. Không, không có gì. Trần Đông lắc đầu, bóp mạnh đầu mẩu thuốc lá dí bẹp xuống chiếc gạt tàn. Phải chăng công việc của anh không thuận lợi? Gần đây nghe nói nhánh sông Vương Phu phải trị thủy. Có phải dân địa phương lại gây rối gì rồi không? Dương Ngọc muội hỏi. Hai. Trần Đông lắc đầu, liếc nhìn vợ một cái nói. Phượng Anh của bộ xây dựng bị cách chức. Cô ta mất chức thì mất chức, liên quan quái gì đến anh? Con hồ ly tinh lẳng lơ đó nên bị cách chức từ lâu rồi mới phải. Dương Ngọc muội tức giận lườm chồng một cái mắng. Người ta lẳng lơ cũng là có bản lĩnh, chúng ta sao có thể so bì với cô ấy được. Dù nói là mất chức nhưng Phạm Viễn cũng bao cô ấy đi học tập tại trường đảng của tỉnh ủy. Trần Đông nói, vẻ mặt trầm ngâm. Đi học tập tại trường đảng của tỉnh ủy thì thế nào? Bây giờ việc đến học tập tại trường đảng đều thay đổi bản chất rồi, đối với những người có bản lĩnh mà nói chính là khúc dạo đầu của việc thăng chức. Đối với không người có bản lĩnh lại chính là một cách để đá anh đi. Lãnh đạo dùng biện pháp này để anh đi học tập, chẳng qua chỉ là nói hình thức cho hay thôi. Đào tạo nâng cao à, trên thực tế là đợi đến khi anh được huấn luyện xong thì cái vị trí cũ đã mất từ lâu rồi. Đến lúc đó anh đi tìm thì người ta sẽ nhét bừa anh vào một góc nào đấy. Anh có cách gì chứ, tôi thấy Phượng Anh kia cũng chẳng hơn là mấy, nếu đã bị mất chức thì tất nhiên không có được kết quả tốt đẹp gì. Dương Ngọc muội tức giận nói. Em thì biết cái gì? Trần Đông không kìm nổi, gõ tay xuống bàn, nhìn vợ cười mếu máo nói. Nguyên nhân chuyện này rất phức tạp, em không hiểu được đâu. Lần trước Chủ tịch thành phố Diệp khi kiểm tra việc xây dựng nhà cửa hai bên bờ sông Vượng Phu đã cắt chức Phượng Anh ngay tại chỗ. Lúc đó Phượng Anh cũng quá kiêu ngạo, kêu gào đòi tổ chức phải chứng minh. Chủ tịch thành phố Diệp có thủ đoạn,
trong một ngày đã khiến cho ban tổ chức cán bộ thật sự cắt chức của cô ta. Việc này chẳng lẽ cũng có liên quan đến anh? Dương Ngọc Muội suy nghĩ một lát, mặt lập tức biến sắc, vội hỏi. Hai. Trần Đông vẻ mặt đau khổ nhăn nhúm như quả mướp đắng nói. Lão Trần, có phải thực sự liên quan đến anh không? Anh là đồ đáng chết, có phải anh và Phượng Anh kia đã phạm phải tội gì bị chủ tịch thành phố Diệp phát hiện ra? Anh mau nói rõ ràng với tôi. Dương Ngọc Muội không ngờ lại hiểu sai, giữ chặt tay chồng mắng xa xả. Anh muốn chạy đi đâu? Dù Phượng Anh có lẳng lơ nhưng ở thành phố cũng không ai dám động đến cô ta. Người ta chỉ lẳng lơ với những quan to cấp phó tỉnh, ở trên tỉnh. Trần Đông nói sẵn, gạt rơi tay vợ ra. Vậy không có liên quan gì đến anh à? Dương Ngọc Muội bán tín bán nghi nhìn chồng chằm chằm. Xem, nói em còn không tin. Chồng của em hình dáng xồ xề như quả bầu thế này, lẽ nào Phượng Anh thèm để mắt tới hay sao? Anh nói là ngày hôm đó anh cũng bị chủ tịch thành phố Diệp xử phạt tại chỗ. Thật xui xẻo, đều do thằng cha Thôi Thanh kia gây chuyện. Cứ ép buộc anh vi phạm quy chế phê duyệt đất đai, rõ ràng hiểu được là văn kiện Ủy ban Nhân dân thành phố có quy định không được phép phê duyệt xây dựng nhà cửa hai bên bờ sông Vượng Phu. Hắn ta lại dám cưỡng ép anh phê duyệt ban hành giấy phép cho Trương Kiến xây dựng mở rộng nhà cửa hai bên bờ. Trần Đông chửi. Bảo anh đừng bám đít lão Thôi Thanh kia thì anh không nghe. Bây giờ thì xem có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Đã nói với anh từ sớm rằng Thôi Thanh chẳng ra gì. Bây giờ mông đít người ta chẳng làm sao, chỉ có mình anh là xui xẻo. Lão Trần, làm thế nào bây giờ? Mau đi nói với anh rể đi. Nếu không chỉ sợ người kế tiếp sẽ là anh đấy. Dương Ngọc Muội sốt ruột như cào, phu phú thì phụ vinh mà chồng giàu thì vợ được nhờ. Mất chức rồi thì một phu nhân cục trưởng như cô ta còn gì là uy phong. Chị ruột của Dương Ngọc Muội tên là Dương Liên, anh rể là viện trưởng viện thị pháp Câu Kiến Minh. Câu Kiến Minh cũng là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, một trong những ủy viên đảng ủy của Ủy ban Nhân dân thành phố. Mẹ kiếp, Thôi Thanh đã bất nhân thì đừng trách ông đây bất nghĩa. Con rùa rụt đầu kia, bây giờ ông đây đang bị xử phạt, hắn làm cái việc không ra gì. Buổi sáng anh từng đi tìm hắn, hắn lại bất ngờ ức hiếp người quá đáng, rõ ràng là ở trong cục mà lại thoát cái lại đi xuống nông thôn rồi. Đồ mắc dịch. Trần Đông nghiến răng nghiến lợi, nét mặt thoáng hiện lên vẻ ác độc. Buổi tối ngày hôm sau, Lưu Trân Mai bất ngờ mời Diệp Phàm ăn cơm. Đối với lần hợp tác đồng minh đầu tiên này, dù sao Diệp Phàm vẫn chưa thể làm rõ quan hệ của cô ta và Phạm Viễn. Tuy nhiên Diệp Lão Đại vẫn đồng ý đến. Lưu Trân Mai bèn ở nhà đón khách. 5 giờ chiều, Diệp Phàm chuẩn bị một hộp quà mang đi. Lưu Trân Mai tuy nói sẽ uống rượu nhưng vẫn là một phụ nữ, tặng rượu thì không hay lắm. Vì thế Diệp Phàm đã chọn một chiếc khăn quàng cổ. Tới nhà của Lưu Trân Mai, Diệp Phàm phát hiện Phó Chủ tịch thành phố Tằng Tuấn Tài đã sớm đứng ở cửa đợi. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm đến, hắn đã niềm nở chào hỏi. Chị Mai và bà xã của tôi đang bận ở trong bếp, không thể ra đón Chủ tịch thành phố Diệp, rất xin lỗi. Chị Lưu cũng xuống bếp sao? Diệp Phàm hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Tằng Tuấn Tài. Tất nhiên là xuống bếp rồi, chị ấy rất ít khi ăn cơm ở bên ngoài, ngoại trừ việc xã giao không thể từ chối được. Bình thường chị ấy đều tự tay nấu cơm cả. Vốn dĩ công việc của chị ấy bề bộn. Tôi và Hồng Mai đều bảo chị ấy đi thuê một cô giúp việc, nhưng chị ấy lại nói tự mình nấu ăn thì đồ ăn ngon hơn. Thôi đừng nói nữa, đồ ăn của chị ấy làm thơm ngon thật, đợi lát nữa chủ tịch thành phố nếm thử sẽ biết ngay. Tằng Tuấn Tài tâm trạng rất vui vẻ, tươi cười nói. Chương 1718, thời đại của Diệp Phàm ở Hải Đông. Lúc này một người thanh niên khuôn mặt từng trải, mũi cao, mặt tròn, cầm để một ít râu ngắn. Toàn thân mặc một bộ vest đen, người trông rất phong độ và điển trai. Người này vừa nhìn thấy Diệp Phàm đến liền chào hỏi. Chào ngài chủ tịch thành phố, vừa nãy tôi vào nhà vệ sinh nên tới đón chậm, rất xin lỗi. Anh là... Diệp Phàm chưa từng gặp người thanh niên này. Ha ha, chủ tịch thành phố quả là trăm nghe không bằng một thấy. Ở hội nghị thường vụ thượng nếu ngài không ủng hộ Long Đông thì anh ta sao có cơ hội đến huyện Đào Mộc được. Tằng Tuấn Tài cười ha hả. Vương Long Đông tốt nghiệp Đại học Hải Giang, chúng tôi là bạn học cùng trường. Diệp Phàm cảm thấy rất thân thiết, cười nói. Thật không thể ngờ được, thưa ngài chủ tịch, đúng là trái đất quá nhỏ bé rồi, không ngờ Vương Long Đông tôi lại có vinh hạnh là bạn cùng trường với ngài.
thật đáng vui mừng, hơn nữa lại còn được thơm lây. Vương Long Đông vẻ mặt đắc ý cười nói. Khóa bao nhiêu? Diệp Phàm bắt tay Vương Long Đông, thuận miệng cười hỏi. Khóa 95. Vương Long Đông cười nói, hai tay nắm chặt tay Diệp Phàm lắc lắc. Khóa 95, thật trùng hợp, tôi cũng học khóa 95, xem ra trái đất quả là nhỏ thật. Diệp Phàm cũng cười sảng khoái, thực ra hắn đã điều tra từ trước, tin chắc rằng đồng chí Vương Long Đông cũng thế. Bây giờ nói như thế đơn giản chỉ là thể hiện sự trùng hợp để thắt chặt tình bạn học hơn mà thôi. Hai bên vào phòng khách trò chuyện. Mời chủ tịch thành phố uống một ngụm trà trước, đợi tôi nấu xong món thịt kho tàu sẽ lập tức mang ra. Lúc này, Lưu Chân Mai mang tạp dề, từ phòng bếp thò đầu ra chào hỏi Diệp Phàm rồi quay vào làm tiếp. Làm phiền các bạn rồi, đừng để ý đến tôi, cứ để tôi tự nhiên. Diệp Phàm cười nói. Không phiền hà gì đâu. Chủ tịch thành phố Diệp bằng lòng đến là chúng tôi vui lắm rồi. Trang Hồng Mai cười nói. Không lâu sau đồ ăn đã được làm xong, tất cả mọi người ngồi quây quần quanh bàn. Trong bếp, cô vợ Trang Hồng Mai của Tằng Tuấn Tài vẫn đang giở tay. Trước tiên xin hoan nghênh mọi người đã hạ cố đến nhà ăn bữa cơm đạm bạc. Đặc biệt là chủ tịch thành phố Diệp bằng lòng đến, Trần Mai cảm thấy trời hôm nay đẹp vô cùng. Lưu Trần Mai nâng chiếc ly lên. Bí thư Lưu nói quá lời rồi. Nghe Tằng Tuấn Tài nói, đồ ăn mà bí thư Lưu nấu rất ngon. Hôm nay may mắn được thưởng thứ, quả là không ngoa. Diệp Phàm khiêm tốn nói, chạm ly với Lưu Chân Mai. Mọi người lại ngồi xuống, Lưu Chân Mai nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Long Đông, sau này cần thường xuyên báo cáo công tác và xin chỉ thị của Chủ tịch thành phố Diệp đây. Chủ tịch thành phố mới thật sự là người có tài, cũng là người nhanh nhẹn tháo vát. Anh ta vừa đến đã đi tu sửa suối Vượng Phu, những vấn đề nan giải của chính quyền khóa trước, chủ tịch thành phố cũng dám xuống tay. Đây chính là quyết đoán. Sau khi anh đến huyện Đào Mộc thì cũng là lãnh đạo chủ chốt ở huyện rồi, cần thường xuyên học hỏi chủ tịch thành phố để nâng cao năng lực bản thân. Hơn nữa, đi theo chủ tịch thành phố lâu ngày thì cũng có thể tự nhiên hun đúc được tính quyết đoán. Qua giọng điệu nói chuyện của Lưu Chân Mai với Vương Đông Long, Diệp Phàm cảm thấy thái độ của cô rất thân thiết. Tự nhiên, cũng không biết hai người có quan hệ gì. Có phải là quan hệ nam nữ hay không thì Diệp lão đại cũng không có hứng thú. Nếu như có quan hệ này thật thì đã làm sao? Nếu không thì Lưu Chân Mai sao có thể nhiệt tình giúp đỡ Vương Long Đông như thế? Hai người không giống có quan hệ tiền bạc. Tôi sẽ làm như vậy, chị Mai ạ. Từ nhỏ đã có chị luôn quan tâm đến tôi vẫn luôn coi chị như chị ruột vậy. Vương Long Đông nói đến đây, ngầm liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Tất nhiên là giải thích với Diệp Phàm về quan hệ của hai người là bạn từ thuở nhỏ. Anh ta đứng lên, nâng lý, vẻ mặt hơi cung kính nói. Thưa Chủ tịch thành phố, Long Đông kính ngài một ly. Tuy nói chúng ta là học chung trường nhưng tôi là cấp dưới của anh. Sau này Long Đông sẽ phải thường xuyên làm phiền Chủ tịch thành phố rồi vì Đào Mộc là một huyện nghèo, tình hình cũng rất rối rắm. Điều này, trước khi đi xuống đó, tôi cảm thấy có áp lực hơn bao giờ hết. Chủ tịch thành phố và chị Mai đều ra sức tiến cử tôi không thể phụ tấm lòng của hai người. Đồng chí Long Đông này, huyện Đào Mộc tôi cũng từng đi qua rồi, dù nói là không khai thác tài nguyên mỏ nhưng huyện Đào Mộc cũng có nét đặc sắc. Theo điều tra sơ bộ ban đầu, tôi thấy hoàn toàn có thể làm giàu ở Đào Mộc. Anh đừng nên coi thường những sản phẩm hay chế tác trừ tà có lợi nhuận thấp và còn nhóm người mua may cầm kiếm gỗ đào giả thần giả thánh ít người xem. Thực ra không phải vậy đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể sáng chế một thương hiệu đào mộc của chính chúng ta, cùng dạng nguyên vật liệu, cùng dạng sản phẩm. Một khi có tiếng thì lợi nhuận sẽ tăng lên gấp bội. Diệp Phàm thản nhiên nhắc nhở vị bạn học này, nói. Điều này, gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Chỉ có điều muốn xây dựng một thương hiệu thì cần có nguồn tài chính hậu thuẫn. Chẳng hạn như đơn giản mà nói, chúng ta cần đăng quảng cáo ở các đài báo trên tỉnh. Chi phí quảng cáo dao động từ mấy trăm nghìn đến mấy triệu tệ. Nếu đến đài truyền hình trung ương thì chi phí quảng cáo còn cao ngất với giá trên trời. Nguồn tài chính của huyện Đào Mộc chỉ đủ phát tiền lương, có khi còn phải khất nợ, lấy đâu ra tiền chi trả cho quảng cáo đắt đỏ được. Và lại dù có tích đủ tiền, người dân cả huyện đang phải thắt lưng buộc bụng lay lắt sống qua ngày, chỉ sợ rằng thương hiệu chưa được xây dựng, hiệu quả quá thấp thì kinh tế toàn huyện sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp không ngóc đầu lên được.
Vương Long Đông nhíu mày lại, nói. Ha ha, Long Đông đừng quá lo lắng. Có chủ tịch thành phố ở đây, anh ta đã nói như vậy thì nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa cậu dựa vào túi tiền to của chủ tịch thành phố, còn lo lắng gì nữa? Lúc này, Lưu Trân Mai trêu chọc nói, tất nhiên là đòi tiền cho Vương Long Đông rồi. Đừng nói về tiền bạc với tôi. Hải Đông lớn như vậy, những việc cần đến tiền còn quá nhiều. Anh cũng không thể chỉ biết ngồi đợi như đại lãn chờ sung. Tôi sẽ không thể cho anh nhiều tiền được. Đương nhiên, bạn học đại học một khoản tiền lì xì thích hợp là vẫn phải có. Diệp Phàm vừa mở miệng đã chặn ngay con đường xin tiền của Vương Long Đông. Tôi nào dám vòi tiền đâu, tuy nhiên tiền lì xì của chủ tịch thành phố thì Long Đông xin vui lòng đón nhận. Vương Long Đông hóa ra cũng không phải loại mặt dày bình thường. Câu trước vừa mới nói là không vòi tiền, câu sau đã nói là có tiền lì xì thì xin nhận rồi. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói tiếp. Và lại, tôi không nhận thì sẽ không phải với ông bạn học chủ tịch thành phố đây phải không nào? Đồng chí Vương Long Đông đã xem qua phim Hậu Hắc Học chưa? Diệp Phàm cười như không cười hỏi. Xem rồi. Vương Long Đông thành thật gật đầu. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều bật cười. Lưu Trân Mai cười nói. Long Đông, chủ tịch thành phố Diệp khen cậu có da mặt mỏng. Ha ha, da mặt tôi vốn đâu có dày. Vương Long Đông cũng cười, đùa lại. Bữa cơm này cũng rất vui vẻ, chẳng những gia tăng sự tin tưởng của hai bên mà còn có thể tìm hiểu đối phương, tất nhiên cũng gia tăng cảm tình. Ăn cơm cũng không phải là quan trọng, điều mấu chốt Diệp Phàm hiểu được rằng đây chính là cơ hội tốt mà Lưu Trân Mai dành cho mình, sau này còn có cơ hội hợp tác. Khi Diệp Phàm chào tạm biệt, Lưu Trân Mai dẫn thép Tằng Tuấn Tài và Vương Long Đông cùng tiễn ra cửa. Long Đông, sáng mai hãy đến văn phòng tôi nhé. Tôi sẽ bàn với anh cụ thể về khai thác phát triển huyện Đào Mộc. Diệp Phàm vỗ nhẹ bả vai Vương Long Đông cười nói. Chủ tịch thành phố, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Vương Long Đông vẻ mặt nghiêm túc nói. Giờ phút này, trên phương diện công việc, hai người lại đổi thành quan hệ cao thấp. Nhìn theo xe của Diệp Phàm đi rồi, ba người quay về phòng khách. Long Đông, vị bạn học cùng trường này của cậu, tôi nhìn vẫn chưa ra đấy. Lưu Trân Mai cười nói. Lúc đó mỗi khóa có đến mấy nghìn bạn học, nếu không phải bí thư Lưu nói cho tôi biết, tôi cũng không ngờ chủ tịch thành phố lại là bạn học của tôi. Cho nên, nói về sự hiểu biết của chủ tịch thành phố, tôi càng chỉ như múa rìu qua mắt thợ. Tuy nhiên, từ tình hình hội nghị thường vụ cho thấy chủ tịch thành phố Diệp có thực lực không tồi đâu. Hơn nữa trong việc giao thiệp với các mối quan hệ lớn ở thành phố, hắn ta xử lý rất thỏa đáng. Chỉ có điều, tôi không rõ, hắn dùng cái gì biện pháp thuyết phục Phạm Viễn, tạm thời bắt Phượng Anh. Chuyện này, đối với vị bí thư có thế lực lớn này mà nói quả là chuyện không thể tin được. Vương Long Đông khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Điều này... Không cần anh nói thì ngay cả các ủy viên thường vụ lúc đó chắc là ai cũng biết. Tôi nghĩ chắc là đã thỏa hiệp rồi. Trong khi thỏa hiệp hẳn là tồn tại những mâu thuẫn lợi ích nhất định. Hai người bọn họ chắc là đã đạt được thỏa thuận gì đó. Nếu không Phạm Viễn có thế lực như vậy sao có thể đồng ý cắt chức vụ của Phượng Anh được? À Phượng Anh này không hề đơn giản. Nói đến đây, Lưu Trân Mai liếc nhìn hai người một cái rồi nói tiếp. Chắc là Phượng Anh sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Sau này chủ tịch thành phố Diệp nhất định sẽ còn gặp nhiều phiền toái. Mà Phượng Anh gây phiền phức, tôi có chút lo lắng là Tuấn Tài có thể bị vạ lây. Chưa chắc là Phượng Anh nhằm vào cậu nhưng cô ta chèn ép cậu thì hoàn toàn chính là công kích Diệp Phàm. Từ biểu hiện của Phượng Anh trong quá khứ, chuyện này nhất định không tốt lành gì đâu. Tuy nhiên rốt cuộc cô ta dùng thủ đoạn gì thì tạm thời chưa thể đoán ra được. Chỉ có điều, tôi tin tưởng chủ tịch thành phố dám cáng đáng việc đuổi cô ta. Nhất định sẽ có khả năng đối phó. Diệp Phàm không phải là một chủ tịch thành phố dễ bị lấn át. Phượng Anh đối đầu với hắn ta, vấn đề ai thua ai thắng, tôi thấy còn phải xem ở phía chủ tịch thành phố. Chị à, mấy lần đấu đá chủ tịch thành phố đã thua lần nào đâu. Hắn ta vừa mới đến không lâu, nhưng khi thời gian lâu rồi, trụ vững được thì tôi tin rằng Hải Đông sẽ nghênh đón thời đại của Diệp Phàm. Qua một thời gian tiếp xúc, Tằng Tuấn Tài từ thái độ đối địch với Diệp Phàm đến bình thường hóa, bây giờ lại trở nên khâm phục Diệp Phàm. Ừ, việc tu sửa suối Vượng Phu lần này đối với cậu mà nói vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức. Suối Vượng Phu nên được tu sửa từ sớm mới phải.
đồng chí Diệp Phàm ở phương diện này quả có sức hấp dẫn rất lớn. Nếu đổi lại là tôi làm chủ tịch thành phố thì trong thời gian ngắn như vậy chắc là chưa dám chọc vào tổ ong vò vẽ có thể đốt chết người ta như vậy. Biểu hiện của Diệp Phàm bình tĩnh tự nhiên như vậy, nếu nói là trong lòng không suy tính gì thì không thể nào. Cho nên Tuấn Tài sau khi này phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ chủ tịch thành phố. Thực ra tôi cũng có thể nhìn thấy được, tiền đồ của chủ tịch thành phố so với chúng ta còn sáng sủa nhiều lắm. Hồng Mai là chị em tốt của chúng ta, em có thể tiến xa được trong thể chế, tôi cũng rất vui mừng. Và Long Đông cũng vậy, hãy ngoan ngoãn đi theo chủ tịch thành phố, đưa kinh tế huyện Đào Mộc phát triển đi lên. Đây là thử thách khó khăn mà cậu phải vượt qua trên quan trường. Suy cho cùng tôi cũng là phụ nữ, không thể giống như cánh đàn ông có thể bay cao bay xa như chim ưng chinh phục bầu trời. Phụ nữ muốn làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn hơn đàn ông các cậu. Hơn nữa là trong cuộc đời này, có thể đi đến nước này tôi cũng biết thế nào là đủ rồi. Lưu Trân Mai nói rất chân thành, tuyệt đối không có vẻ gì là giả tạo. Chị Lưu đã quá khiêm tốn rồi, chị tuổi còn chưa nhiều, vẫn có không gian để thăng tiến mà. Vương Long Đông nói. Ha ha, Long Đông bây giờ cũng là một chủ tịch huyện, không phải vấn đề cá nhân cũng cần giải quyết phải không nào? Lưu Trân Mai thản nhiên cười nói. Chuyện mà chị Lưu còn chưa giải quyết thì tôi làm sao dám bàn chứ? Vương Long Đông khẽ cười, giọng trêu đùa nói. Chương 1719, là người thường hay là người giỏi võ? Cái thằng danh này dám giễu cợt chị Lưu của cậu phải không? Lưu Trân Mai nhìn với ánh mắt tóe lửa. Vương Long Đông chưa đỡ được, chỉ gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô cười nói. Chính em hy vọng là chị Lưu giải quyết những vấn đề cá nhân trước, người làm em trai như tôi cũng rất lấy làm vui mừng, bằng không thì em trai này cũng không dám việt vị đâu. 2. Lưu Trân Mai thở dài, vẫy vẫy tay rồi chạy vội về phòng. Vương Long Đông và Tằng Tuấn Tài nhìn nhau một cái rồi hai người cũng lặng lẽ đi mất. Ba người họ cũng khá tùy tiện, khi đi cũng không cần chào nhau một tiếng. Sáng hôm sau, Vương Long Đông đã đến phòng làm việc của Diệp Phàm đợi ở ngoài cửa từ sớm. Diệp Phàm vừa nhìn thấy anh ta liền mời anh ta vào. Trước khi bàn luận, tôi muốn hỏi chủ tịch thành phố một vấn đề cá nhân, có thể chứ ạ? Vương Long Đông cười nói. Anh nói đi. Diệp Phàm khách khí nói. Lý Mộc sau khi pha trà xong liền lặng lẽ đi ra ngoài. Chủ tịch thành phố. Đại học Hải Giang chúng ta năm nay ngày mùng 8 tháng 3 sẽ kỷ niệm 7 năm một lần ngày thành lập trường. Đến lúc đó anh có đi tham dự không? Vương Long Đông hỏi. Đến lúc đó rồi tính, nếu có thời gian nhất định tham gia. Diệp Phàm gật gật đầu. Lần trước đến công tác ở thủ đô, tôi tình cờ gặp được Lạc Nhất Thành. Anh ta cũng cùng khóa với chúng ta, hiện tại đang giữ chức phó cục trưởng ban tổ chức trung ương cục cán bộ 2. Sau khi nghe tôi nói thì anh ta trợn tròn mắt. Nghĩ lại thì có chút chua xót. Người cùng khóa đều đã leo lên đến cấp bậc như thế này, hơn nữa còn làm ở ban tổ chức trung ương. Nhìn lại mình chỉ là cấp cục phó, một phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Nghĩ lại thật đau lòng, tuy nhiên khi biết chủ tịch thành phố cũng cùng khóa, tôi cảm thấy cân bằng trở lại rồi. Lạc Nhất Thành kia có gia thế hậu thuẫn, hắn có thể được đề bạt lên cấp phó giám đốc sở nhanh như vậy cũng là chuyện bình thường. Còn chủ tịch thành phố chắc hẳn từng là nhân tài siêu việt của khóa chúng ta rồi. Nếu nói về tốc độ thăng quan tiến chức, chúng tôi dù có quất ngựa cũng khó lòng đuổi kịp. Lúc đó Lạc Nhất Thành có đề nghị là tập trung những bạn học có năng lực của khóa chúng ta lại thành một câu lạc bộ. Đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, nghe nói Lạc Nhất Thành đã đang làm chuyện này rồi. Hắn cũng mời tôi, chủ tịch thành phố, anh có muốn tham gia không? Vương Long Đông hỏi. Đến lúc đó hãy tính. Nếu muốn đi thì tôi sẽ nói với anh. Tuy nhiên tôi hy vọng trong trường hợp không cần thiết thì trước mắt tôi sẽ vẫn chưa lộ diện. Diệp Phàm nói. Vậy được, khi nào đặt địa điểm xong tôi sẽ báo lại với anh. Vương Long Đông gật đầu nói. Sau đó, Diệp Phàm và anh ta bàn luận xong xuôi chuyện dùng cương thi tuyên truyền đến huyện Đào Mộc vào tiết Thanh Minh. Vương Long Đông sau khi nghe xong, suýt chút nữa thì mắt trợn tròn, mồm há hốc. Miệng vẫn kêu không thể tin nổi nhưng Vương Long Đông cũng thận trọng gật đầu, nói là sẽ âm thầm chuẩn bị việc này. Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, ban tổ chức cán bộ thành ủy đã tiến hành khảo hạch và bổ nhiệm. Bởi vì có đồng chí Vũ Đông tham dự và bí thư Phạm Đích Thân ra chỉ thị nên ban tổ chức cán bộ thành ủy lần này làm việc đặc biệt nhanh chóng. Ngày 8 tháng 3,
Diệp Phàm vừa mới bước vào văn phòng, Vu Hữu Hòa vẻ mặt tươi cười từ sau cửa bước lại gần. Bên cạnh còn có một cô gái trải kiểu tóc công chúa, khoác áo choàng màu xanh lam, quần bó đen, nhìn đôi chân thon có vẻ rất dài, gương mặt ưa nhìn khả ái. Thưa chủ tịch thành phố, đây là chủ nhiệm Kiều Quyên của hội phụ nữ. Cô ấy nói có việc cần tìm ngài. Vu Hữu Hòa vẻ mặt tươi tỉnh, chỉ vào cô gái xinh đẹp kia nói. Xin chào chủ nhiệm Kiều. Diệp Phàm giơ một bàn tay lên, mới nhớ ra hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ. Chủ nhiệm Kiều đến tìm mình nhất định là liên quan đến chuyện ngày lễ này. Sau khi hai bên ngồi xuống, Diệp Phàm vẻ mặt thân thiết, nói. Thấy không, tôi vì bận rộn quá nên đến ngày quốc tế phụ nữ của các đồng chí nữ cũng quên mất. Rất xin lỗi chủ nhiệm Kiều. Đúng là lơ đễnh quá, tôi rất xấu hổ trong lòng. Chủ tịch thành phố mỗi ngày phải xử lý trăm công ngàn việc sao có thể nhớ được chứ? Gạch nối. Kiều Quyên thản nhiên cười nói, không chút vội vàng. Cô liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói tiếp. Thưa chủ tịch thành phố, dịp lễ 8/3 này hội phụ nữ chuẩn bị tổ chức một cuộc thi đấu bóng rổ. Ngài chủ tịch công việc bề bộn, chắc là không thể tham gia. Tuy nhiên không biết có thể mời bạn gái của ngài đến sân xem thi đấu được không? Nếu như cô ấy có thể tham gia thì càng tốt. Đã mạo muội rồi, xin chủ tịch thành phố thứ lỗi. Bạn gái à, được, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Nếu cô ấy rảnh thì tôi sẽ mời cô ấy đến, nếu bận thì đành chịu. Diệp Phàm cười nói, tiện tay cầm chiếc điện thoại trên bàn lên bấm số, cười nói. Viên Viên đang làm gì đấy? Đang sống và làm việc thôi. Kiều Viên Viên tức giận nói. Có thể xin nghỉ phép không, đến Hải Đông đi chơi một chuyến. Diệp Lão Đại thản nhiên cười nói. Để làm gì? Kiều Viên Viên nói sẵn. Nhớ em thôi. Diệp Phàm nói đùa, đánh mắt liếc nhìn Kiều Quyên ngồi đối diện một cái. Nói vớ vẩn, anh ở Hải Đông còn lo không có gái đẹp đi cùng sao? Chắc là chủ tịch thành phố Diệp Lão Đại còn chưa đánh tiếng thì đã có người đẹp đến khó gọi chủ tịch thành phố Diệp quan tâm rồi. Trong lời nói của Kiều Viên Viên không ngờ có ý ghen tuông. Hai chữ quan tâm kia được cho vào ngoặc kép. Anh nào có bản lĩnh đó? Diệp Lão Đại gượng cười một tiếng, chuyển sang nói ra chuyện thi đấu bóng rổ. Em cũng muốn tham gia nhưng chỉ sợ mấy ngày nay không có thời gian rảnh. Kiều Viên Viên nói, Diệp Phàm cảm thấy giọng nói của cô có chút kỳ lạ, không thể không hỏi. Sao thế Viên Viên, mấy ngày này em xin nghỉ phép hẳn là không thành vấn đề. Có trường học nào bận rộn như vậy đâu. Mẹ không được khỏe, giờ còn đang nằm trong bệnh viện điều trị. Bác sĩ nói là bị cảm lạnh, chắc là phải nằm viện một thời gian. Kiều Viên Viên hơi có vẻ lo lắng nói. Ây da, thế sao không nói sớm, đã vậy thì khi nào rảnh, anh nhất định sẽ đến thăm. Diệp Phàm nói, trong lòng lập tức cảm thấy có chút không yên tâm, biết Kiều Viên Viên không nói cho mình, chính là sợ mình lo lắng. Anh cứ làm việc của anh, không cần lo lắng bên này. Có em ở đây thì sợ cái gì, công việc là quan trọng. Kiều Viên Viên nói. Vậy được. Diệp Phàm cúp máy, vẻ mặt áy náy nói với Kiều Quyên về việc này. Thôi đành vậy. Kiều Quyên vẻ mặt thất vọng nói. Diệp Phàm phát hiện hình như cô rất nhiệt tình với việc này. Lúc này, Vu Hữu Hòa đứng ở một bên nháy mắt nói. Chủ tịch thành phố chi bằng bớt chút thời gian đi xem. Dù sao cũng không tốn mấy thời gian, hơn nữa lại thể hiện sự quan tâm của chủ tịch thành phố đối với tất cả chị em phụ nữ. Nghe nói trận đấu bóng rổ ngày 8/3 này được tổ chức rất trọng thể. Thấy Kiều Quyên nhìn mình chằm chằm, Diệp Lão Đại ngẫm nghĩ một chút, nói. Thôi được, đến lúc ấy tôi sẽ bớt chút thời giờ đến xem một chuyến. Điều này cũng là nên làm. Còn nữa, Vu Hữu Hòa hãy rút một 10.000 tệ từ quỹ của thành phố cho các cô ấy tổ chức hoạt động, coi như là chút thành ý của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch thành phố. Kiều Quyên nói cảm ơn lia lịa. Kiều Quyên đi rồi, Diệp Phàm quay đầu nhìn Vu Hữu Hòa cười nói. Vừa nãy là có ý gì? Hãy giải thích một chút xem nào. Chủ tịch thành phố có thể không biết rằng cha nuôi của Kiều Quyên chính là đồng chí phó chủ tịch thành phố Tiền Quải của chúng ta, nghe nói trước kia là chiến hữu của người cha Kiều Bách Thạch của Kiều Quyên. Hai người giao tình rất sâu, sau này cha mẹ của Kiều Quyên chết vì một tai nạn giao thông. Trước khi chết, Kiều Bách Thạch đã gửi gắm cô con gái Kiều Quyên cho chiến hữu Tiền Quải. Mấy năm trở lại đây, phó chủ tịch thành phố Tiền Quải xem Kiều Quyên như bảo bối,
đối xử còn tốt hơn con ruột của mình. Còn Kiều Quyên năm ngoái cũng mới được Ủy ban Công đoàn thành phố đề bạt lên chức phó chủ nhiệm hội phụ nữ. Thành phố có đến 7, 8 người giữ chức phó chủ nhiệm, thực ra đều là người nhà hoặc thân thích của những cán bộ có quyền có thế. Kiều Quyên trẻ tuổi nhất nhưng từ trước đến nay cũng có chút thành tích. Tuy nhiên ở hội phụ nữ chỉ toàn những bà già thì có thể làm ra được thành tích gì. Vu Hữu Hòa thở dài. Điều này, chủ tịch thành phố Tiền lúc đó sao không tìm cho cô ấy một vị trí tốt hơn? Anh không phải đã nói ông ta xem Kiều Quyên như bảo bối sao? Chuyện này sao có vẻ không logic vậy? Diệp Phàm lắc lắc đầu. Kiều Quyên vẫn còn nhỏ tuổi, năm nay mới đôi mươi. Nếu như đảm nhiệm chức phó cục trưởng ở các cục chính quy khác e rằng rất chướng mắt. Có lẽ chủ tịch thành phố Tiền cũng đã suy xét tới điểm này nên dùng thuật che mắt kẻ khác, đưa Kiều Quyên vào hội phụ nữ trước để đề bạt trước rồi tính sau. Còn chuyện công việc như thế nào, sau này xin chuyển công tác là được. Nhưng Kiều Quyên cũng rất khá, làm việc rất chăm chỉ. Dù làm việc ở hội phụ nữ nhưng cô ấy không hề lười biếng mà còn muốn lập thành tích gì đó. Cho nên nhân cơ hội này đã tổ chức trận thi đấu bóng rổ phạm vi rất lớn trên toàn thành phố. Thực ra phụ nữ chiếm một nửa thế giới, có thể xây dựng quan hệ tốt với họ thì rất có lợi đối với hình tượng của chủ tịch thành phố. Vu Hữu Hòa đề nghị nói. Vẫn là Hữu Hòa suy nghĩ chu đáo. Diệp Phàm khen Vu Hữu Hòa một câu, cảm thấy lời ông ta nói rất có lý. Vì sao Hải Đông khi tiến hành tuyển cử lại đều phải rất phi thường và thân thiết hòa hảo, tự mình phải khiêm tốn đến với quần chúng, liên kết với các đồng chí hội phụ nữ. Điều này xem ra các đồng chí nữ có sức ảnh hưởng không phải là nhỏ. Huống hồ Trung Quốc chúng ta cho đến giờ đều tôn thờ uy lực của chiếc gối thêu hình Phượng Hoàng. 9 giờ sáng, khi Diệp Phàm đang ngồi trong văn phòng kiểm tra xử lý tài liệu thì chủ nhiệm Vu Hữu Hòa chạy hồng hộc vào, vừa chạy vừa nói. Thưa chủ tịch thành phố, vừa mới nhận được điện thoại của đồng chí chủ nhiệm Cố Bảo Quân phụ trách việc giải phóng mặt bằng, nói là khi đang dỡ bỏ tòa nhà Đằng Phượng trong phạm vi công trường xây dựng đã gặp phải một gã côn đồ. Hai bên đã đánh nhau. Sao lại làm ăn như vậy? Bây giờ tình hình ra sao rồi? Diệp Phàm chau mày, nhìn Vu Hữu Hòa một cái nói. Tòa nhà Đằng Phượng do công ty nào xây dựng? Không rõ lắm, chính là cái gã tên Phượng Thanh Kim là chủ phụ trách xây dựng tòa nhà đó. Hôm đó chẳng phải ngài chủ tịch thành phố đã đích thân đến hiện trường. Tên này lúc đó rất kiêu căng ngạo mạn, hình như nghe nói là thân thích của Phượng Anh của bộ xây dựng. Người ta có hậu thuẫn nên không coi thường việc tháo dỡ. Vu Hữu Hòa có chút giận dữ nói. Xem ra là có mưu tính từ trước. Diệp Phàm hừ nói, nhìn Vu Hữu Hòa một cái, nói tiếp. Đi, đến hiện trường xem thế nào, thông báo với cục trưởng cục công an một tiếng bảo họ đến duy trì an ninh trật tự. Không lâu tới hiện trường, phát hiện đúng thật là rất hỗn loạn. Một bên là công nhân đang tay cầm cuốc xẻng vây quanh các nhân viên giải phóng mặt bằng vừa đánh vừa xô đẩy. Mũ của nhân viên công tác đã bị đánh bay từ trước, quần cũng bị xé mất một nửa, có 7-8 người quằn quại dưới đất, trên người hình như còn dính máu tươi. Diệp Phàm phát hiện gã cầm đầu Phượng Thanh Kim đang đứng ở phía xa với giám công Hoàng Lâm, vẻ mặt cười ngầm nham hiểm, nhất định là gã này đang tác oai tác quái. Hơn nữa, Diệp Phàm còn phát hiện một hiện tượng rất kỳ lạ. Chương 1720, lưu manh hơn cả lưu manh. Hình như trong đám công nhân kia có cao thủ đã từng luyện võ. Diệp Phàm phóng đôi mắt chim ưng nhìn ra xa 10 giây đã có thể khẳng định trong đám công nhân có ít nhất 5 tên biết võ. Bọn người kia ra tay rất độc ác, tất cả đều nhắm vào những chỗ nguy hiểm trên cơ thể người, thường chỉ cần giáng một cú đấm là phải ngã quỵ xuống. Kết hợp với tình hình mà Phạm Cương điều tra được cho thấy Phượng Thanh Kim này chắc là người nhà Phượng gia ở Thủy Châu cử đến, cũng là họ hàng thân thích của Phượng Anh, hình như có quan hệ anh em họ với Phượng Lăng Không, người đứng đầu Phượng gia hiện nay. Liếc nhìn một vòng, Diệp Phàm không khó để hiểu được tất cả. Hóa ra là con thiêu thân mà Phượng gia cố tình cử đến. Nếu tòa nhà này không bị tháo dỡ thì chính là chống lại phương án tu sửa suối Vượng Phu của Ủy ban Nhân dân thành phố, thực ra chính là nhằm vào Diệp Phàm. Cũng có thể lý giải vì sao Phượng Anh dám mạo hiểm chấp nhận mất chức, ngang nhiên không thèm để ý đến thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng có thể hiểu được vì sao Phượng Anh dám có thái độ như thế đối với chủ tịch thành phố là mình. Tất cả đều rõ như ban ngày, kẻ chủ mưu đứng sau màn đánh đấm dã man này chính là gia tộc Phượng gia ở Thủy Châu. Phượng gia xem ra muốn khiêu chiến với ông đây,
bọn giỏi võ này chắc chắn là người mà Phượng gia gọi đến rồi. Diệp lão đại thầm hừ một tiếng lạnh, thò tay vào túi quần lấy ra chục hạt gạo. Tay kia cầm loa, đứng trên một chiếc ghế, đột ngột hét lớn. Dừng hết tay lại cho tôi. Âm thanh này là một bí thuật dùng âm vang lên dạng gào lên, dẫn đến sự kinh ngạc tương đối. Cả đám người rõ ràng rất sửng sốt, đều dừng tay dừng chân lại. Tuy nhiên khi Diệp lão đại muốn hô tiếng thứ hai thì ngạc nhiên phát hiện ống nói hình như đã bị âm chấn của mình làm hỏng rồi. Mẹ nó, hàng lởm quá, Diệp lão đại thầm chửi một câu. Đừng nghe hắn, chúng ta có giấy phép. Bọn họ đây là tháo dỡ trái phép. Muốn xử lý giải phóng mặt bằng như thế nào cũng phải làm việc theo pháp luật. Cả đám người ngẫm nghĩ, không xây dựng tòa nhà thì các anh sẽ không được lĩnh tiền công, không có tiền thì các anh ăn bằng gì, ở bằng gì. Hơn nữa, khi tòa nhà siêu thị lớn này xây xong thì các anh cũng có thể làm nhân viên phục vụ, khi chuyển nghề mọi người đều kiếm được tiền. Giải phóng mặt bằng chính là cắt đứt đường đi của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không cho phép họ làm sằng làm bậy. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện kẻ đang nói kia chính là anh ba đã từng ăn một đấm của mình. Một người trong đám đông kêu lớn lên. Anh ba, thằng danh này lần trước bị đánh còn chưa biết đau có phải không? Diệp Phàm thầm nhủ. Lúc này Vu Hữu Hòa đã mang đến một cái loa khác đến, Diệp Phàm nhận lấy rồi nói. Tất cả nhân viên phụ trách giải phóng mặt bằng đều lùi đến phía sau tôi, lập tức lùi qua đây, mau lùi qua đây. Vừa nghe Diệp Phàm nói, mấy chục nhân viên công tác đều lập tức đỡ nhau dậy, kéo nhau lui lại. Một khoảng đất trống lập tức được mở ra. Không được để cho bọn họ đi, bọn họ phá hoại tòa nhà của chúng ta rồi thì phải bồi thường. Lúc này, anh ba lại kêu lớn lên, đám đông lại bắt đầu kích động, từ từ ép tới. Tôi là quyền chủ tịch thành phố Hải Đông Diệp Phàm, ai dám tiến lên thêm một bước nữa chính là dùng vũ lực chống đối chính quyền, tất cả đều bị bắt nhốt lại. Diệp lão đại ngồi chê ghế hét lớn. Sợ cái đéo gì, chúng ta có giấy phép, giấy tờ nhà đất, chúng ta không cần phải sợ hắn. Làm quan đều là hù dọa người thôi, đều là con hổ giấy thôi, xông lên đi. Anh ba thấy đám đông có vẻ chần chừ. Dù sao tiếng tăm của vị chủ tịch thành phố bạo lực Diệp Phàm này đã sớm truyền đến Hải Đông. Những công nhân chân chính còn có chút sợ hãi. Tuy nhiên Diệp Phàm phát hiện mấy thằng cha đáng nghi kia đang gào thét vọt xông lên, còn anh ba tất nhiên xông vào trước nhất. Theo sau còn có một đám lâu la, chắc đây mới là những công nhân chân chính. Giờ phút này ở đây rất náo loạn, thu hút mấy trăm người dân vây đến xem. Đến hay lắm, Diệp lão đại trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống ghế. Tay đút trong túi quần liền nhúc một hạt gạo phi ra vào thẳng mặt anh ba ở khoảng cách 2 mét phía trước. Hạt gạo này rất nhỏ, người bình thường căn bản là không nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy đồng chí anh ba còn cách 3 mét là bổ nhào vào đám nhân viên công tác giải phóng mặt bằng thì lập tức ôi a một tiếng, thảm thiết giống lên. Cả đám người bị dồn xô mạnh về phía trước, lập tức ngã nhào như chó đấp bùn. Cái miệng rõ ràng đang hò hét loạn xị trên đường bỗng lập tức sưng to như miệng của chư bát giới. Chiêu này tất nhiên là phát minh mới của Diệp lão đại. Hắn phát hiện, hai hạt gạo sau khi bắn ra chạm vào cơ thể người, nếu như hai hạt gạo cùng va chạm vào một điểm thì lập tức sẽ nổ tung, hình thành một loại bột trắng mở như không khí. Nhưng khối khí này khi chạm vào cơ thể người thì lại khiến người ta có cảm giác đau đớn không chịu nổi. Hơn nữa điều kỳ lạ là sẽ không để lại bất kỳ thương tích gì trên người. Dù có điều tra cũng không ra được rằng Diệp lão đại đã làm những mấy thí nghiệm trên động vật mới phát hiện ra hiện tượng thú vị như vậy. Đến bây giờ còn chưa thử, hôm nay đúng lúc hắn lại được thử tay nghề với mấy gã này. Diệp Phàm không hề khách khí, lại bắn ra hơn 10 hạt gạo. Tai người thường đều rất khó có thể nghe thấy tiếng hạt gạo va chạm trên người. Những kẻ người nhà Phượng gia gọi tới quấy rối đều gào thét lên. Cả đám đều kêu la thảm thiết ngã xuống. Kẻ ôm chân người ôm tay, có người còn lăn lộn trên mặt đất. Sao lại thế này? Hai người Phong Thanh Kim và Hoàng Lâm vẻ mặt khó hiểu chạy tới. Bởi vì chuyện này, nếu nói là đám nhân viên công tác giải phóng mặt bằng đả thương thì rất khó quy tội cho bọn họ. Do các nhân viên này đã di chuyển cách đám người giỏi võ nhà Phượng gia đến những hơn 3 mét, trừ phi đám nhân viên này biết pháp thuật. Còn quần chúng vây quanh thì không hiểu tại sao cả đám người kia lại ngã lăn lộn xuống đất. Đám đông ngơ ngác nhìn nhau không biết sao lại thế này. Sau đó đám công nhân cầm đầu do Phượng gia mời đến cũng sợ tới mức dừng bước. Lúc này Vu Hữu Hòa hét lớn.
nhìn thấy chưa, bọn họ đã bị chúng ta. Vì sao bọn họ lại bị chúng ta? Là bởi vì chúng đã xúc phạm tới thổ công Hà Bá nơi này. Chúng tôi tu sửa suối Vượng Phu chính là để bảo vệ suối Vượng Phu. Ông anh, có phải là thật sự bị chúng ta không? Một người hỏi người đàn ông đứng bên cạnh. Tám phần là đúng rồi. Không nhìn thấy sao, bản thân bọn họ tự nhiên ngã xuống. Người đàn ông này nhìn, hình như có vẻ hơi sợ hãi, vội ném cây gậy trong tay ra, tránh xa đám ôn thần đang lăn lộn dưới đất. Thưa chủ tịch thành phố, bọn họ đập hỏng máy xúc của chúng ta. Một chiếc máy này tốn tới mấy triệu tệ. Lúc này chủ nhiệm xử lý giải phóng mặt bằng Cố Bảo Quân đang chảy một bên máu mũi chạy đến báo cáo. Yên tâm, tôi sẽ khiến cho bọn chúng bồi thường xe mới cho các anh. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy cục trưởng cục công an cũng đến liền quay sang nói với quần chúng. Thành phố tháo dỡ, giải phóng mặt bằng là không vi phạm luật xây dựng. Các anh xây dựng hợp pháp thì chúng tôi sẽ không động đến dù là một sợi lông. Có người dân nói là có giấy phép nhưng mấy ngày trước Ủy ban Nhân dân thành phố đã dán thông báo giải thích rõ ràng. Đó là bởi vì một số đồng chí của Bộ Xây dựng thành phố vi phạm quy chế, những giấy phép đó phê duyệt không có được sự bảo hộ của pháp luật. Hơn nữa chúng ta cũng đã nghiêm túc xử lý những người phụ trách có liên quan. Hôm nay Diệp Phàm tôi phát biểu trực tiếp ở đây. Hễ là vi phạm quy định xây dựng hai bên bờ suối Vượng Phu đều bị tháo dỡ. Những công trình xây dựng vi phạm trong phạm vi một tháng trở lại đây đều không được bồi thường. Những công trình được phê duyệt trước kia sẽ được xét duyệt bồi thường thích hợp. Nhưng các anh đừng nghĩ là có thể nhận được bao nhiêu vì việc xây dựng của các anh là phạm pháp, không nhận được một xu cũng là bình thường. Ủy ban Nhân dân thành phố là suy xét đến tình hình đặc biệt trước kia. Từ phạm vi vĩ mô mà nói. Sau khi tu sửa mở rộng suối Vượng Phu chính là chuyện tốt với tất cả nhân dân Hải Đông. Trận lũ lụt năm đó chắc mọi người còn khắc ghi chứ. Đó là một bài học đau thương. Chúng ta không thể để suối Vượng Phu quá nhỏ bé mà gây ra họa chết người. Mọi người nói có phải không? Đúng vậy, không thể để chết người lần nữa, những công trình trái phép này có thể hại chết người. Nếu không phải do bọn họ tự tung tự tác chiếm đường sông thì trận lũ lụt đã không cuốn chết em trai của tôi. Phá đi, nên phá đi. Lúc này, một nạn dân căm phẫn kêu lớn lên. Giọng nói vừa vang lên thì rất nhiều người có thân nhân bị tổn thất trong trận lũ đều kêu lên. Phá đi, nhà tôi bị nước lũ đánh sập rồi, lập tức phá bỏ đi. Thấy mọi người đồng tình căm phẫn, Diệp Phàm chỉ vào đám người đang lăn lộn dưới đất nói. Các đồng chí công an hãy lập tức điều tra là ai đập phá thiết bị máy móc của đội giải phóng mặt bằng. Bắt tất cả lại. Cần phải bồi thường thế nào thì phải bồi thường thế ấy. Việc này nói lại với cục trưởng cục công an của các anh một tiếng là đem kết quả xử lý đến chỗ tôi. Sau khi nói xong, Diệp Phàm dẫn đám người của Vu Hữu Hòa đi. Bên đó tất nhiên là có người bắt bọn kia lại rồi. Buổi chiều, Diệp Phàm triệu tập các đồng chí của cục giải phóng mặt bằng, cục đất đai, cùng với cục xây dựng và cục công an đến họp, yêu cầu bốn cục bọn họ phối hợp xử lý việc tháo dỡ. Dùng biện pháp cứng rắn, dứt khoát giải phóng mặt bằng. Một số đồng chí cứ việc lăn tăn trong lòng, Diệp Phàm cứ cứng rắn, kiên quyết ép xuống nên nhiệm vụ chưa hoàn thành lập tức có chuyển biến. 10 giờ tối, Diệp Phàm vừa mới về đến nhà, thấy Chu Đông Đông đã đợi ở phòng khách nên nói. Cô Chu, cô quay về đi, không có chuyện gì đâu. Chủ tịch thành phố mệt mỏi cả ngày rồi, nghe nói hôm nay có người gây rối ở suối Vượng Phu. Chủ tịch thành phố anh nhất định là đã mệt lả rồi, để tôi đi chuẩn bị nước cho anh rửa chân. Chu Đông Đông nói một lèo trơn tuồn tuột, quay vào nhà vệ sinh. Không cần đâu, tôi hơi mệt, sẽ đi nghỉ trước đây. Diệp Phàm xua xua tay, định đi thẳng lên lầu. Thưa chủ tịch thành phố, tôi đã chuẩn bị riêng cho anh nước ngâm thảo dược, rất thoải mái ạ. Chu Đông Đông nói. Vậy được, thì đi ngâm chân. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút. Xoay người ngồi lên ghế sofa. Không lâu sau, Chu Đông Đông đã từ nhà vệ sinh đi ra, hai tay bưng một chậu nước thảo dược rửa chân lớn hơn chiếc bồn rửa mặt một chút. Tuy nhiên, Diệp lão đại lập tức sửng sốt, bởi vì Chu Đông Đông không ngờ đã cởi bỏ áo ngoài, chiếc áo ngắn lộ ra nội y bên trong. Cánh tay khá trắng trẻo, người mặc mặt chiếc váy xòe ngắn mới đến đùi non. Thấy Diệp Phàm nhìn mình chằm chằm, mặt Chu Đông Đông liền đỏ ửng lên, vội cúi đầu. Bưng chậu nước ngồi xổm trước mặt Diệp Phàm. Tuy nhiên vì Chu Đông Đông mặc áo ngắn cổ rộng thùng thình nên khi ngồi xổm,
chiếc áo lập tức bị co lên, hở ra một khoảng rộng. Ánh mắt Diệp lão đại không khỏi trượt theo vào, có thể nhìn thấy hai trái núi ngồn ngộn. Đã lâu không được chơi trò người lớn, Diệp lão đại lập tức có phản ứng, tư thế phía dưới đã dựng lên. Nhưng Diệp lão đại vẫn cố gắng giữ điềm tĩnh, thò chân ra cho Chu Đông Đông cởi tất, trà sát nhẹ nhàng trong thau nước thảo mộc. Cảm giác khá thoải mái, Diệp lão đại mắt nhắm hờ, hưởng thụ cảm giác thoải mái dễ chịu khác thường. Tách! Đột nhiên từ cánh cửa bên trái vang lên một tiếng động nhỏ mà người thường khó nghe thấy. Chương 1721, mắt sắc lạnh. Theo hướng của âm thanh, Diệp Phàm mở đôi mắt chim ưng liếc nhìn qua. Thiếu chút nữa thì tức nổ mắt vì dưới đôi mắt chim ưng, Diệp Phàm có thể cảm giác được chắc chắn có tên xấu xa nào đó đang núp ở tán cây mộc qua bồng san sau cánh cửa lớn kia, hình như trong tay còn cầm cái máy ảnh dài. Chắc là loại máy ảnh tia hồng ngoại chuyên dụng, có thể chụp hình ban đêm. Loại đồ vật này, báo săn có rất nhiều, Diệp lão đại tất nhiên rất quen thuộc. Có âm mưu từ trước, trong đầu Diệp lão đại xuất hiện ý nghĩ này. Mắt vẫn nhắm hờ, hắn phát hiện Chu Đông Đông vừa xoa xoa chân vừa giơ tay thỉnh thoảng còn kéo kéo chiếc váy ngắn xuống một chút, lập tức làm hở ra một bên mông, đến vùng tam giác kia nhìn thấy khá rõ ràng, đương nhiên là còn có lớp vải mỏng nên chỉ mơ hồ nhìn thấy được, lại càng mê hoặc người ta. Mỹ nhân kế. Diệp Phàm thầm cười nhạt, liếc nhìn Chu Đông Đông một cái, phát hiện khuôn mặt cô ta cũng ửng hồng, đến phần da ở cổ cũng đỏ lên. Chắc Chu Đông Đông này là do riêng chủ nhiệm Phạm Nguyệt Thu của nhà khách cử đến, ắt hẳn là tác phẩm của đồng chí trưởng ban thư ký thành ủy Cao Hoa, rõ ràng biết là chủ tịch thành phố Yến thích đồ ăn Chu Đông Đông nấu mà mày còn bảo ông đi thách thức chủ tịch thành phố Yến sao. Dụng tâm này thật độc địa, đáng bị chém. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Mấy ngày qua mình đối xử với Chu Đông Đông cũng không tệ, tại sao cô ta lại bằng lòng vào hùa làm chuyện này? Diệp Phàm không nói tiếng nào, cầm lấy điện thoại ậm ừ mấy tiếng rồi buông xuống. Bất chợt, Diệp lão đại tức giận trong lòng, thầm nhủ, mẹ mày chứ, không phải muốn chụp ảnh à, ông để mày chụp cho đã, chụp cho ra uy phong của một chủ tịch thành phố háo sắc, thằng nhãi này thầm nghĩ, nâng chân lên cọ cọ ngón chân vào ngực của Chu Đông Đông. Á! Bị ngón chân của Diệp Phàm chạm nhẹ vào, Chu Đông Đông bất ngờ sợ tới mức kêu lên một tiếng nhỏ. Nhưng trong nháy mắt cô quay đầu nhìn sang bên trái rồi không hé răng nữa. Chân Diệp lão đại liền ấn mạnh trên ngực Chu Đông Đông. Hơn nữa thằng nhãi này rất xấu tính, đầu ngón chân vừa cử động trượt theo một đường thẳng tắp cắm thẳng vào khe hở trên ngực, trực tiếp dẫm lên ngực của cô gái. Lúc này khoảng cách mới thực sự ép sát lại gần. Và lại, ngón chân của thằng nhãi này còn khua khoáng lung tung trên ngực người ta. Chu Đông Đông sợ hãi đến mức không dám hé răng, mặt đỏ tím lại. Diệp Phàm phát hiện cô ta cắn răng rất chặt, hơn nữa mấy giọt nước mắt từ khóe mắt khẽ trào ra lăn dài theo gò má. Mẹ nó, chắc chụp đủ rồi. Diệp lão đại cảm thấy tạm đủ, dướn người ôm cổ Chu Đông Đông. Đôi mắt ưng phát hiện chiếc máy ảnh dài bất ngờ thò đầu ra khỏi cây mộc cha. Xem ra gã kia đã rất kích động nên bị bại lộ lúc nào cũng không biết. Loạt soạt rầm. Tai Diệp Phàm nghe được giọng chửi của Phạm Cương vang đến. Mẹ mày, dám chụp lén à? Đồ chó má, không mở mắt to ra xem đây là nơi nào. Hãy ngoan ngoãn mà ăn mấy đòn. Tiếp theo bùm bụp mấy tiếng vang lên lộn xộn, nhất định là đồng chí Phạm Cương đã phát điên phát cuồng lên tẩn cho một trận. Diệp Phàm cũng không thèm theo dõi tiếp, bế ôm lấy Chu Đông Đông đi về phòng. Một tay ném cô nàng lên trên giường, giơ tay kéo mạnh một cái. Một tiếng xoẹt giòn giã vang lên, chiếc váy ngắn của Chu Đông Đông bị xé làm hải mảnh vứt ra một góc. Diệp lão đại không thèm để ý, đưa mạnh tay qua, hướng về phía chiếc quần lót. Đừng như vậy mà, cầu xin anh mà. Chu Đông Đông sợ tới mức kêu lớn lên. Không phải cô muốn quyến rũ tôi sao? Chúng ta cùng vui vẻ với nhau một chút, con người tôi thích chơi từ phía sau. Phía trước của cô không có ý nghĩa gì, chắc là đã có rất nhiều đồng chí từng chăm sóc qua rồi phải không? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa bàn tay sang. Xin đừng, cầu xin anh, tôi vẫn còn là con gái. Chu Đông Đông khóc thét lên. Con gái, ai tin chứ? Cô đồng ý cho người ta chụp ảnh cơ mà. Nực cười. Diệp Phàm vẻ mặt dữ tợn, tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi là gái trinh thật mà, tôi không có cách nào khác, bọn họ ép buộc tôi. Chu Đông Đông vẻ mặt đáng thương nói, tay kia ôm chặt quần lót của mình, sợ Diệp lão đại một tay vuốt một cái là bay mất. Ép cô,
Cái gì còn quan trọng hơn thanh danh của cô? Bọn họ cho cô bao nhiêu tiền? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi. Tôi không có cách nào khác, chủ nhiệm Phạm đã căn dặn rồi. Cô ấy nói bình thường anh hay gặp ai chỉ cần nói cho cô ấy một tiếng là được. Chu Đông Đông nói tiếp. Ý của cô là không làm những chuyện khác. Diệp Phàm hừ nói. Vâng, tôi tuyệt đối không làm những chuyện khác, chính là trước kia Yến. Chu Đông Đông vừa nói đến đây, cảm thấy lỡ lời, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ra, vội lấy tay che miệng, vẻ mặt ngớ ngẩn nhìn Diệp Phàm. Yến cái gì? Diệp Phàm lạnh lùng ép hỏi. Tôi không biết. Chu Đông Đông nhất quyết lắc đầu. Thật sự không biết có phải không? Diệp lão đại không nương tay, bàn tay hướng về phía dưới của Chu Đông Đông. Chu Đông Đông liều mạng nắm chặt đầu quần lót không cho động vào. Tôi không thể xé rách ra phải không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Xé rách được. Chu Đông Đông bất đắc dĩ gật đầu. Yến cái gì? Diệp Phàm ánh mắt nghiêm khắc nhìn Chu Đông Đông chằm chằm. Chủ tịch tỉnh Yến chỉ thích đồ ăn tôi nấu thôi. Chu Đông Đông rốt cuộc đã cúi thấp đầu xuống, toàn thân run lên bần bật. Vậy còn chuyện đêm hôm nay thì sao? Diệp Phàm ngồi xuống giường nói, không thèm hỏi chuyện của chủ tịch tỉnh Yến. Loại sự việc như thế này dù có truy hỏi cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa nếu truyền ra ngoài thì bản thân mình cũng lãnh đủ. Mặc kệ chủ tịch tỉnh Yến và Chu Đông Đông có chuyện gì hay không đều không can hệ gì đến mình. Buổi tối. Chu Đông Đông liếc nhìn Diệp lão đại, cắn răng một cái, nói. Chuyện buổi tối tôi không có cách nào. Có phải chủ nhiệm Phạm đã bức ép cô, để cô làm chuyện vô liêm sỉ như thế này trong khi cô vẫn là con gái tôi thực sự không ngờ. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Không phải. Chu Đông Đông bất ngờ lắc đầu. Anh, cô ta không dám nói đâu. Thằng cha này đã khai rồi. Lúc này từ ngoài cửa vang lên tiếng cười khan của Phạm Cương. Mặc quần áo của cô vào đi. Diệp Phàm ném quần áo cho Chu Đông Đông, mở cửa đi ra ngoài. Hắn liếc nhìn Phạm Cương một cái hỏi. Chuyện là thế nào? Là Tô Lâm Nhi sai người đi làm. Cô ta muốn anh vẻ vang đăng báo vào sáng mai. Chu Đông Đông cũng là bị bắt ép. Trong nhà còn có một người em trai bị Tô Lâm Nhi cho người bắt cóc. Nếu Chu Đông Đông không làm theo sẽ lập tức đưa đầu ngón tay hoặc ngón chân đến. Tất nhiên lời đe dọa này là thật hay chỉ để uy hiếp thì không rõ. Phạm Cương lắc đầu. Tô Lâm Nhi có chuyện gì mà không làm được. Tô gia ở thủ đô chắc là chuyện giết người còn dám làm nữa là. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Thưa đại ca, không thể để Tô Lâm Nhi lộng hành như thế. Có cần phải dạy bảo cô ta một chút không? Năm lần bảy lượt gây phiền phức cũng thật đáng ghét. Phạm Cương thoáng hiện lên nét cay độc. Thôi đi, Tô Lâm Nhi, tôi sẽ dạy bảo cô ta. Còn người kia thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Bị em đánh một chút, chắc là thách kẹo cũng không dám hé răng, cút về rồi. Gã Phạm Cương này hễ nói đến đánh người là hai mắt lập tức sáng rỡ. Cậu không bạo lực quá đấy chứ? Diệp Phàm hỏi. Phạm Cương em là ai chứ? Có vẻ dịu dàng như phụ nữ thế này sao có thể bạo lực được? Phạm Cương cười tinh nghịch, đôi mắt âu yếm nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Em đi đây, ngày mai còn làm nhiệm vụ. Còn nữa, em trai của Chu Đông Đông chắc là đã được thả rồi, nếu không em sẽ có biện pháp. Nhìn theo bóng Phạm Cương đi xa dần, Diệp Phàm đẩy cửa ra. Hắn ngạc nhiên phát hiện Chu Đông Đông vẫn đang ngẩn ngơ, đến quần vẫn chưa mặc vào. Chiếc váy bị mình xé làm đôi vẫn ở góc phòng. Đông Đông nhìn thấy Diệp Phàm bước vào, lập tức vồ lấy ôm thật chặt, miệng kêu lên. Chủ tịch thành phố, cầu xin anh cứu em trai của tôi, bằng không chân của nó sẽ bị chém đứt chân. Cậu ta không sao đâu, yên tâm đi. Nhìn vẻ vừa đáng thương vừa đáng giận của Đông Đông, Diệp Phàm cuối cùng cũng không so đo gì nữa, đưa tay vỗ nhẹ vai của cô gái. Cầu xin anh cứu lấy nó. Chu Đông Đông như hạ quyết tâm, cắn răng đẩy Diệp Phàm ra, hai tay vừa đưa lên trên, chiếc áo ngắn đã bị cô cởi nhanh ra. Hai gò bồng đảo lập tức sợ run lên, Đông Đông còn định cúi xuống cởi quần lót nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại. Em trai cô đã được thả ra rồi, nếu cô không tin thì cô hãy gọi điện thoại hỏi cậu ta. Diệp Phàm nói, thật, thật sao? Chu Đông Đông nhìn Diệp Phàm chằm chằm, quên cả việc mặc lại áo, vọt lên đầu giường Diệp Phàm cầm điện thoại lên. Sau một hồi cô quay đầu lại, miệng lẩm bẩm nói. Xin cảm ơn chủ tịch thành phố,
Trước kia tôi đã nói với chủ nhiệm Phạm chuyện anh từng gặp ai. Lúc đó chủ nhiệm Phạm nói là tôi làm rất tốt, năm sau sẽ vào làm chính thức thăng chức cho tôi. Nhà tôi nghèo, có thể kiếm miếng cơm đã làm cả nhà rất vui. Chủ tịch thành phố, sau này có thể tôi sẽ không được làm ở trong nhà khách nữa, không biết lấy gì để báo đáp anh. Thưa chủ tịch thành phố, tôi thực sự vẫn là con gái. Tấm thân này xin tặng cho anh. Nó xong, chủ Đông Đông giơ tay còn định cởi. Đừng cởi nữa, tôi tin cô. Sau này cô sẽ vẫn làm ở đây, phải làm cho thật tốt. Còn chủ nhiệm Phạm, tôi sẽ có biện pháp xử lý cô ta. Diệp Phạm hừ lạnh một tiếng, xua xua tay. Chu Đông Đông ngậm ngùi cảm động đi ra. Mưa gió kéo đến tòa nhà Phong Mãn, Diệp Phạm tôi vốn thích vật lộn trong mưa gió, hãy mưa to hơn nữa đi. Diệp Phạm đứng trên hành lang, nhìn bầu trời đen kịt, miệng thản nhiên nói. Lúc này chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Thiết Chiêm Hùng. Đã ngủ chưa? Chưa, vẫn còn sớm, ngủ cái gì? Diệp Phàm cười nói. Anh Thiết đang làm gì? Chúng tôi đến Hải Đông rồi, đang đứng ở đầu đường. Cậu bảo Phạm Cương qua đón ngay đi. Thiết Chiêm Hùng nói trực tiếp. Đến Hải Đông rồi, sao không thông báo trước một tiếng? Em lập tức kêu Phạm Cương tới đón các anh. Nhưng mà anh Thiết này, còn có ai nữa không? Đối với anh em còn giấu giếm sao? Nói thẳng ra là được rồi. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, cười nói. Đợi khi nào đến thì cậu sẽ biết ngay. Thiết Chiêm Hùng cúp điện thoại, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Phạm Cương. Anh chàng này vừa nghe đã vội vàng đi ngay. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, đến phòng bếp mở ra mở vào, thấy đồ ăn trong tủ lạnh còn rất nhiều. Vì thế hắn gọi điện thoại cho Chu Đông Đông, gọi cô đến làm chút đồ nhắm. Tin chắc rằng qua chuyện lần này qua đi, Chu Đông Đông nhất định đáng tin cậy hơn bất cứ ai. Thu phục một người không dễ dàng, có thể khiến một người đang tuyệt vọng làm việc cho anh lại càng khó. Chu Đông Đông vội chạy bước nhỏ đến, nhưng cô rất cẩn thận, cố gắng không để phát ra tiếng động gì. Vừa đến đã vội vàng chui vào bếp làm đồ ăn. Không lâu sau, mấy người đi vào đại sảnh, Phạm Cương tiện tay đóng cửa lại. Thế nào rồi, mọi người đều đến cả rồi chứ? Diệp Phàm hơi giật mình, phát hiện vẻ mặt cả bốn người Tề Thiên, Trương Cường, Trương Hùng và Thiết Chiêm Hùng đều rất nghiêm túc. Chương 1722, Lỗ Tiến muốn một mẻ hốt gọn. Hãy lên phòng khách trên lầu ngồi đi. Diệp Phàm nói, dẫn đầu đi lên trước. Bên ngoài phòng làm việc của Diệp Phàm còn có một phòng khách nhỏ, chắc là được thiết kế để Chủ tịch tỉnh Yến bàn chuyện bí mật. Bước vào phòng khách, Tề Thiên và Trương Hùng liền vội vàng gõ gõ lục soát tìm khắp các chỗ. Sờ sờ đập đập một hồi rồi mới ngồi xuống. Hai người có tật à? Không có máy nghe lén đâu, yên tâm, tôi từng là đại soái của tổ đặc nhiệm A, không phải chỉ có cái danh hão đâu. Các cậu thật là, đến địa bàn của tôi còn lo lắng như thế, đúng là mắc bệnh nghề nghiệp nặng rồi. Diệp Phàm cười nói, cảm thấy mấy người này thần kinh như hơi có vấn đề. Hai. Chiêm Hùng thở dài, buồn bực uống một ngụm trà. Sao thế anh Thiết? Có phải xảy ra chuyện gì không? Diệp Phàm cảm giác không khí rất nặng nề. Một thời gian nữa, ba người bọn họ phải đi làm nhiệm vụ đặc biệt là đến sa mạc Sahara. Đi chuyến này, bọn họ có thể trở về hay không còn khó nói trước được. Nơi đó được gọi là Mê Cung Tử Thần. Ông em à, anh đang rất buồn. Thiết Chiêm Hùng giọng nói nặng nề chỉ vào ba người Trương Cường, Tề Thiên và Trương Hùng nói. Vốn dĩ ba người bọn họ đều không muốn đến vì sợ cậu lo lắng. Nhưng tôi đã nói rồi dù là đi chịu chết thì cũng phải để anh em gặp mặt nhau lần cuối cùng chứ. Để còn có cái mà nhớ phải không nào. Anh em với nhau bấy lâu, thật không dễ dàng. Mẹ kiếp, sao lại thế này? Dầm một tiếng, chiếc bàn cổ bát tiên tử bị Diệp Phàm vỗ thật mạnh một cái, phát ra âm thanh răng rắc. Trước kia khi có tin phải đến Sahara, Trương Cường đem sự tình kể với Diệp Phàm một lượt. Mê Cung Tử Thần, là thật hay giả vậy? Sao cảm giác nghe giống như trong phim khoa học giả tưởng thế? Trên đời này thật sự có nơi như vậy sao? Sao có thể như vậy được? Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Mặc kệ thật giả, các quốc gia đều phái bộ đội chiến đấu đặc biệt đến. Chuyện này tuyệt đối là thật, tình huống nguy hiểm ở sa mạc Sahara, cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Tôi từng đến đó một lần, lần đó dẫn theo ba người, kết quả là một người hy sinh. Một người thương tật, ngay cả tôi sau khi trở về cũng nằm mất mấy tháng. Lúc đó vẫn là may mắn,
hơn nữa khi đó đang chấp hành nhiệm vụ không hề có sự quấy rối của bộ đội đặc công của các quốc gia khác. Tình hình lần này so với lần trước còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Mấy anh em nhà mình, nói gở mồm thì cơ hội trở về, tôi thấy e rằng chỉ được có 50/50. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt buồn bã nói. Không đi không được sao? Diệp Phàm nói. Nhất định không được, Chủ tịch Trấn đã đích thân ký mệnh lệnh, trừ phi Trương Cường em phản quốc. Nhưng Trương Cường em dù có ra ngựa bọc thây, cũng sẽ không làm những chuyện như thế. Mẹ nó chứ, không phải là đánh nhau với bọn ngoại quốc một trận sao? Chúng ta chẳng phải cũng từng đánh rồi còn gì, ở trên đảo Glasgow, còn có núi Sương Bối, lần nào cũng phải đẫm máu mà thoát ra cả. Trương Cường em mạng lớn, là tiểu cường trời đánh không chết cơ mà. Trương Cường chửi bậy. Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Đường xem sao. Diệp Phàm phẫn nộ nói. Ông em, cậu nói cái gì? Anh hỏi cậu nói được cái gì? Hơn nữa đây là chuyện cơ mật nhất của tổ đặc nhiệm A. Cậu bây giờ đã rời khỏi tổ đặc nhiệm A, không nên biết đến đâu. Cậu đi nói với Chủ tịch Đường những lời này không phải là nói cho bọn họ biết rằng chính đám người của Trương Cường nói cho cậu biết hay sao? Việc này, mặc dù là tôi làm Thứ trưởng Bộ Công an, cũng không có quyền được biết. Hơn nữa dù cậu có đi năn nỉ Chủ tịch Đường thì cũng chỉ vô dụng thôi. Ngược lại còn khiến cho Chủ tịch Đường có ấn tượng xấu về một nhân viên ham sống sợ chết. Từ lập trường quốc gia mà Chủ tịch Đường đứng mà nói cũng sẽ không thể nào để cậu cầu xin hộ mà được đâu. Hơn nữa, đám người Trương Cường không đi, không phải sẽ lại phải gọi các đội viên khác đi sao? Không phải là anh chết thì là tôi mất mạng còn gì. Tình thế này, dù sao cũng phải có người đi làm. Thiết Chiêm Hùng có chút kích động, cầm kia chén trà một ngụm rốc uống hết. Lỗ Tiến, con mẹ nó, cái con rùa rụt đầu, đây là nó đang lợi dụng việc công để báo thù riêng mà. Diệp Phàm đập thật mạnh chén trà một cái chửi, rồi lại liếc nhìn đám ba người của Trương Cường một cái, thở dài nói. Đều do tôi đã hại các cậu, nếu không lần đó các cậu không cùng lên tiếng tố cáo Lỗ Tiến thì nhất định hắn sẽ không dồn tất cả vào chỗ chết như thế này. Hắn đang đối đầu với tôi đây mà. Lỗ Tiến ơi là Lỗ Tiến. Không sao đâu đại ca, dù có chết thì cũng không sao, chúng ta là ai chứ? Là anh em, nếu có lần sau cơ hội, đại ca chỉ cần ới một tiếng, Tề Thiên này sẽ lập tức có mặt. Đến làm thịt Lỗ Tiến, tôi cũng đã làm rồi, mẹ nó, cái loại chẳng ra gì, huống hồ sống chết có số, biết đâu tất cả chúng ta đều sống sót quay về. Sa mạc Sahara tính cái rắm, chúng ta cũng ly, có loại rượu nhị hoa đầu không? Tôi muốn uống loại nhị hoa đầu chính tông, uống mới đã. Gạch nối. Tề Thiên nói. Cuộc sống của tổ đặc nhiệm A vốn chính là mạo hiểm tiên phong mà, không có gì. Chỉ cần đến lượt chúng ta hành động thì chính là thời điểm liều mạng. Đại ca đừng để bụng. Hơn nữa là vì quốc gia, người Trung Quốc chúng ta đều không tỏ rõ chí khí của mình thì không thể khiến cho bọn quỷ Đông Dương mắt xanh mũi lõ bị hạ đo ván. Bọn người Mỹ đó còn không sợ chết. Chẳng lẽ người Trung Quốc chúng ta lại loại chết dẫm sao? Trương Hùng lạnh lùng hừ nói, làm một ly rượu nhị hoa đầu, liếc nhìn Diệp Phàm một cái nói. Chỉ có điều là sau này e rằng không còn có cơ hội cùng uống rượu với Diệp đại ca. Em không làm ở Cục An ninh Quốc gia nữa, chuyện của Phượng gia ở Thủy Châu mà đại ca đích thân giao phó, em vẫn chưa làm xong. Trương Hùng em nếu còn sống trở về, nhất định sẽ hoàn thành. Nếu không thể sống sót trở về thì xin Diệp đại ca lượng thứ. Đến lúc đó chỉ cần để mấy chén rượu nhị hoa đầu lên phần mộ em là được rồi. Tôi thì thích rượu thiêu đao tử. Trương Cường nói. Ông đây không thèm uống nhị hoa đầu. Đại ca hãy mang cho em bình Louis thứ 13 quý nhất đến. Phải là loại quý nhất ấy, ông đây phải uống máu của bọn quỷ Đông Dương. Tề Thiên kêu một tiếng. Khi nào thì khởi hành? Diệp Phàm hỏi. Sau vài ngày tới, chúng em sẽ đi thực tập huấn luyện ở sa mạc Taklamakan, tiếp đó chắc là sẽ chuyển đi chiến đấu liên tục ở đỉnh Everest và đáy biển Đại Tây Dương, cuối cùng tìm đến một sa mạc ở châu Phi, nơi có khí hậu tương đồng để thích ứng dần dần. Vì đợt huấn luyện lần này, Tổng bộ đã thành lập một tổ chuyên gia đặc biệt chỉ đạo huấn luyện riêng cho chúng ta. Về phương diện này mà nói, Lỗ Tiến vẫn rất chú trọng. Tuy nhiên hắn lại bắt chúng em phải đi bán mạng. Ngày khởi hành chính thức chắc là sẽ kéo dài đến sau tháng 6, trước đó báo săn đã cử một phân đội tinh nhuệ đi dò đường. Trước mắt,
ngoại trừ nước Mỹ và Ả Rập Xê Út chắc là các quốc gia khác đều không nắm rõ đường đi và vị trí cụ thể đến mê cung tử thần. Sa mạc Sahara lớn như vậy, một khi có người đi vào thì tựa như mò kim đáy bể là chuyện thường. Việc tìm kiếm vô cùng khó khăn, trước mắt các nước chắc là đều nhìn chăm chăm vào nước Mỹ, xem bộ đội đặc công của họ ở đâu thì sẽ đến ở đó. Và lại cuộc chiến ngầm trong sa mạc cứ diễn ra như vậy. Phân đội tinh nhuệ báo săn còn có được mấy mạng trở về cũng là điều khó nói. Trương Cường lắc lắc đầu, hắn có tình cảm sâu sắc với báo săn nên trong lòng tất nhiên cảm thấy rất khổ sở. Trương Cường, tổ báo săn được thành lập chính là để thực hiện những nhiệm vụ như thế này. Cậu không cần đau khổ, quốc gia không thể chu cấp chi phí cao gấp nhiều lần so với quân đội bình thường đâu phải để bồi dưỡng những kẻ vô dụng. Đây là sứ mệnh của họ. Đối với sự an toàn của bản thân chúng ta mà nói, bọn họ ra đi cũng rất đáng. Thiết Chiêm Hùng giơ tay vỗ nhẹ bả vai Trương Cường, an ủi một chút. Trịnh Phương chắc là cũng đau đầu lắm đây. Phân đội tinh nhuệ nhất của báo săn đi rồi, còn tổ số 8 nhất định cũng phải phái một số người đi, không thể nào chỉ có 3 người các cậu đi được phải không? Diệp Phàm nói, đương nhiên là phải cử người đi, chắc là tổ số 8 cũng phải cắt cử 2 người đi, thêm chúng em là 5 người, tuy nhiên vẫn còn một đội nữa đi cùng, chưa biết là ai. Đến bây giờ tổng bộ vẫn còn chưa công bố, Trương Cường chắc là hàng lục đẳng thì chỉ có thể được làm tổ phó hành động. Còn đội kia hẳn là có người đạt tới đỉnh cấp lục đẳng rồi. Tề Thiên nói, hẳn phải là thất đẳng, nhiệm vụ lần này quan trọng như thế, nếu không phải là cao thủ thất đẳng thì không thể gánh vác nổi đâu. Còn mấy người báo săn chúng em ra đi, đơn giản chỉ là dò đường thôi. Khi làm rõ tình hình rồi thì mới là lúc đội viên các nước đánh nhau. Sa mạc Sahara chính là một nghĩa địa tử thần, chưa cần nói chết vì mê cung tử thần. Chỉ cần việc đội viên các nước chém giết lẫn nhau thì những cái chết đó có gì là khác nhau. Trương Hùng nói, thất đẳng thì khẳng định là thất đẳng rồi, tuy nhiên bên trong tổ đặc nhiệm A không có mấy người thất đẳng đâu. Lang Phá Thiên phải bảo vệ người lãnh đạo quốc gia, không có khả năng xuất chiến rồi. Lúc ở trong tổ đặc nhiệm A, tôi chưa từng gặp người nào là thất đẳng cả. Diệp Phàm nhất thời nghĩ không ra, thầm nhủ nếu thằng nhóc Phương Nhân Bàng này ở đây thì tốt rồi. Biết đâu còn có thể tham gia náo nhiệt. Nhưng thằng cha này rất thần bí. Tô Lâm Nhi đã muốn chọc vào ông đây thì hãy để cho Vương Nhân Bàng đến trị cô ta. Đỗ Phong. Tề Thiên nói. Là hắn à, không thể nào. Sau khi Đỗ Phong gia nhập tổ đặc nhiệm A không lâu, căn bản là không có cơ hội nắm giữ ấn soái lãnh đạo cả đội, còn không bằng Trương Cường và Trương Hùng. Diệp Phàm lắc lắc đầu, liếc nhìn mọi người một cái nói. Nhất định không phải là hắn. Không thể là tổ số 7, cũng không phải là thiếu tướng Đới Thành, tổ trưởng tổ đốc sát được. Hắn hình như là thất đẳng bậc khai nguyên thôi. Trương Cường đột nhiên nói. Ừ, Đới Thành cũng có năng lực. Có hắn ta ở đó thì mấy người các cậu cũng an toàn hơn một chút. Thiết Chiêm Hùng cũng gật gật đầu. Đới Thành không phải tướng đôn đốc phái đến thường trú ở tổ đặc nhiệm A của Bộ Chính trị sao? Hắn phía dưới phải đối phó với tổ A. Phía trên phải phụ trách đối phó với 9 vị ủy viên thường vụ. Vị trí quan trọng nặng nề như vậy không thể thiếu người được. Trương Hùng nói. Vậy thì kỳ lạ rồi, rốt cuộc là ai? Mẹ nó, Lô Tiến vẫn úp mở không nói, thật sự khiến người ta điên tiết. Tề Thiên mắng. Tề Thiên đến tầng mấy rồi? Diệp Phàm hỏi. Đại ca còn chưa biết, em đã ở đỉnh bậc tứ đẳng rồi, chính là chưa đột phá lên ngũ đẳng được. Mẹ kiếp. So với lên trời còn khó hơn. Tề Thiên không kiềm chế được, chửi rủa. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều bị làm cho tức cười. Còn Trương Cường và Trương Hùng thì sao? Diệp Phàm hỏi. Thưa đại ca, em thì là ngũ đẳng khai nguyên, phá không được tầng thứ hai. Trương Cường cũng buồn bực, nhìn Trương Hùng một cái nói. Trương Hùng cũng thế, mới đến lục đẳng bậc khai nguyên thì không đạt được. Đúng là lực bất tòng tâm. Hai. Nếu có thể nâng cao năng lực một chút, đến Sahara cũng có thể bắn giết địch sảng khoái hơn một chút. Các cậu nói phái Thanh Thành có loại thảo dược trợ giúp bứt phá cảnh giới đúng không? Diệp Phàm hai mắt như sói đó nhìn chằm chằm mấy người hỏi. Phái Thanh Thành thì không được rõ lắm. Về lý mà nói, trong năm đại phái hẳn là phải bí mật cất giấu một số hàng quý hiếm. Chiêm Hùng nói, thoáng suy nghĩ rồi liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Có phải đã nhằm vào phái Thanh Thành rồi không?
muốn kiếm được chút gì đó để làm Lưu Âm Cửu Long Hoàn để cho bọn Trương Cương nâng cao cảnh giới một chút, khi ra đi cũng có chút đảm bảo hơn. Ừ, có thêm em theo hướng của âm thanh, Diệp Phàm mở đôi mắt chim ưng liếc nhìn qua. Thiếu chút nữa thì tức nổ mắt vì dưới đôi mắt chim ưng, Diệp Phàm có thể cảm giác được chắc chắn có tên xấu xa nào đó đang núp ở tán cây mộc qua bồng san sau cánh cửa lớn kia, hình như trong tay còn cầm cái máy ảnh dài. Chắc là loại máy ảnh tia hồng ngoại chuyên dụng, có thể chụp hình ban đêm. Loại đồ vật này, báo săn có rất nhiều, Diệp Lão Đại tất nhiên rất quen thuộc. Có âm mưu từ trước, trong đầu Diệp Lão Đại xuất hiện ý nghĩ này. Mắt vẫn nhắm hờ, hắn phát hiện Chu Đông Đông vừa xoa xoa chân vừa giơ tay thỉnh thoảng còn kéo kéo chiếc váy ngắn xuống một chút, lập tức làm hở ra một bên mông, đến vùng tam giác kia nhìn thấy khá rõ ràng, đương nhiên là còn có lớp vải mỏng nên chỉ mơ hồ nhìn thấy được, lại càng mê hoặc người ta. Mỹ nhân kế. Diệp Phàm thầm cười nhạt, liếc nhìn Chu Đông Đông một cái, phát hiện khuôn mặt cô ta cũng ửng hồng, đến phần da ở cổ cũng đỏ lên. Chắc Chu Đông Đông này là do riêng chủ nhiệm Phạm Nguyệt Thu của nhà khách cử đến, ắt hẳn là tác phẩm của đồng chí trưởng ban thư ký thành ủy Cao Hoa, rõ ràng biết là chủ tịch thành phố Yến thích đồ ăn Chu Đông Đông nấu mà mày còn bảo ông đi thách thức chủ tịch thành phố Yến sao. Dụng tâm này thật độc địa, đáng bị chém. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, mấy ngày qua mình đối xử với Chu Đông Đông cũng không tệ, tại sao cô ta lại bằng lòng vào hùa làm chuyện này. Diệp Phàm không nói tiếng nào. Cầm lấy điện thoại ậm ừ mấy tiếng rồi buông xuống. Bất chợt, Diệp Lão Đại tức giận trong lòng, thầm nhủ, mẹ mày chứ, không phải muốn chụp ảnh à, ông để mày chụp cho đã, chụp cho ra uy phong của một chủ tịch thành phố háo sắc, thằng nhãi này thầm nghĩ, nâng chân lên cọ cọ ngón chân vào ngực của Chu Đông Đông. Á, bị ngón chân của Diệp Phàm chạm nhẹ vào, Chu Đông Đông bất ngờ sợ tới mức kêu lên một tiếng nhỏ. Nhưng trong nháy mắt cô quay đầu nhìn sang bên trái rồi không hé răng nữa. Chân Diệp Lão Đại liền ấn mạnh trên ngực Chu Đông Đông. Hơn nữa thằng nhãi này rất xấu tính, đầu ngón chân vừa cử động trượt theo một đường thẳng tắp cắm thẳng vào khe hở trên ngực, trực tiếp dẫm lên ngực của cô gái. Lúc này khoảng cách mới thực sự ép sát lại gần. Và lại, ngón chân của thằng nhãi này còn khua khoáng lung tung trên ngực người ta. Chu Đông Đông sợ hãi đến mức không dám hé răng, mặt đỏ tím lại. Diệp Phàm phát hiện cô ta cắn răng rất chặt, hơn nữa mấy giọt nước mắt từ khóe mắt khẽ trào ra lăn dài theo gò má. Mẹ nó, chắc chụp đủ rồi. Diệp Lão Đại cảm thấy tạm đủ, dướn người ôm cổ Chu Đông Đông. Đôi mắt ưng phát hiện chiếc máy ảnh dài bất ngờ thò đầu ra khỏi cây mộc cha. Xem ra gã kia đã rất kích động nên bị bại lộ lúc nào cũng không biết. Loạt soạt rầm. Tai Diệp Phàm nghe được giọng chửi của Phạm Cương vang đến. Mẹ mày! Dám chụp lén à? Đồ chó má, không mở mắt to ra xem đây là nơi nào. Hãy ngoan ngoãn mà ăn mấy đòn. Tiếp theo bùm bụp mấy tiếng vang lên lộn xộn, nhất định là đồng chí Phạm Cương đã phát điên phát cuồng lên tẩn cho một trận. Diệp Phàm cũng không thèm theo dõi tiếp, bế ôm lấy Chu Đông Đông đi về phòng, một tay ném cô nàng lên trên giường, giơ tay kéo mạnh một cái. Một tiếng xoẹt giòn giã vang lên, chiếc váy ngắn của Chu Đông Đông bị xé làm hải mảnh vứt ra một góc. Diệp Lão Đại không thèm để ý, đưa mạnh tay qua, hướng về phía chiếc quần lót. Đừng như vậy mà, cầu xin anh mà. Chu Đông Đông sợ tới mức kêu lớn lên. Không phải cô muốn quyến rũ tôi sao? Chúng ta cùng vui vẻ với nhau một chút. Con người tôi thích chơi từ phía sau, phía trước của cô không có ý nghĩa gì, chắc là đã có rất nhiều đồng chí từng chăm sóc qua rồi phải không? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa bàn tay sang. Xin đừng, cầu xin anh, tôi vẫn còn là con gái. Chu Đông Đông khóc thét lên. Con gái, ai tin chứ? Cô đồng ý cho người ta chụp ảnh cơ mà. Nực cười. Diệp Phàm vẻ mặt dữ tợn, tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi là gái trinh thật mà, tôi không có cách nào khác, bọn họ ép buộc tôi. Chu Đông Đông vẻ mặt đáng thương nói, tay kia ôm chặt quần lót của mình, sợ Diệp Lão Đại một tay vuốt một cái là bay mất. Ép cô. Cái gì còn quan trọng hơn thanh danh của cô? Bọn họ cho cô bao nhiêu tiền? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi. Tôi không có cách nào khác, chủ nhiệm Phạm đã căn dặn rồi. Cô ấy nói bình thường anh hay gặp ai chỉ cần nói cho cô ấy một tiếng là được. Chu Đông Đông nói tiếp. Ý của cô là không làm những chuyện khác. Diệp Phàm hừ nói. Vâng, tôi tuyệt đối không làm những chuyện khác, chính là trước kia Yến. Chu Đông Đông vừa nói đến đây, cảm thấy lỡ lời.
sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ra, vội lấy tay che miệng, vẻ mặt ngớ ngẩn nhìn Diệp Phàm. Yến cái gì? Diệp Phàm lạnh lùng ép hỏi. Tôi không biết. Chu Đông Đông nhất quyết lắc đầu. Thật sự không biết có phải không? Diệp lão đại không nương tay, bàn tay hướng về phía dưới của Chu Đông Đông. Chu Đông Đông liều mạng nắm chặt đầu quần lót không cho động vào. Tôi không thể xé rách ra phải không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Xé rách được. Chu Đông Đông bất đắc dĩ gật đầu. Yến cái gì? Diệp Phàm ánh mắt nghiêm khắc nhìn Chu Đông Đông chằm chằm. Chủ tịch Tỉnh Yến chỉ thích đồ ăn tôi nấu thôi. Chu Đông Đông rốt cuộc đã cúi thấp đầu xuống, toàn thân run lên bần bật. Vậy còn chuyện đêm hôm nay thì sao? Diệp Phàm ngồi xuống giường nói, không thèm hỏi chuyện của chủ tịch Tỉnh Yến. Loại sự việc như thế này dù có truy hỏi cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa nếu truyền ra ngoài thì bản thân mình cũng lãnh đủ. Mặc kệ chủ tịch Tỉnh Yến và Chu Đông Đông có chuyện gì hay không đều không can hệ gì đến mình. Buổi tối. Chu Đông Đông liếc nhìn Diệp lão đại, cắn răng một cái, nói. Chuyện buổi tối tôi không có cách nào. Có phải chủ nhiệm Phạm đã bức ép cô, để cô làm chuyện vô liêm sỉ như thế này trong khi cô vẫn là con gái tôi thực sự không ngờ. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Không phải. Chu Đông Đông bất ngờ lắc đầu. Anh. Cô ta không dám nói đâu, thằng cha này đã khai rồi. Lúc này từ ngoài cửa vang lên tiếng cười khan của Phạm Cương. Mặc quần áo của cô vào đi. Diệp Phàm ném quần áo cho Chu Đông Đông, mở cửa đi ra ngoài. Hắn liếc nhìn Phạm Cương một cái hỏi. Chuyện là thế nào? Là Tô Lâm Nhi sai người đi làm, cô ta muốn anh vẻ vang đăng báo vào sáng mai. Chu Đông Đông cũng là bị bắt ép, trong nhà còn có một người em trai bị Tô Lâm Nhi cho người bắt cóc. Nếu Chu Đông Đông không làm theo sẽ lập tức đưa đầu ngón tay hoặc ngón chân đến. Tất nhiên lời đe dọa này là thật hay chỉ để uy hiếp thì không rõ. Phạm Cương lắc đầu. Tô Lâm Nhi có chuyện gì mà không làm được. Tô gia ở thủ đô chắc là chuyện giết người còn dám làm nữa là. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Thưa đại ca, không thể để Tô Lâm Nhi lộng hành như thế. Có cần phải dạy bảo cô ta một chút không? Năm lần bảy lượt gây phiền phức cũng thật đáng ghét. Phạm Cương thoáng hiện lên nét cay độc. Thôi đi, Tô Lâm Nhi, tôi sẽ dạy bảo cô ta. Còn người kia thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Bị em đánh một chút, chắc là thách kẹo cũng không dám hé răng, cút về rồi. Gã Phạm Cương này hễ nói đến đánh người là hai mắt lập tức sáng rỡ. Cậu không bạo lực quá đấy chứ? Diệp Phàm hỏi. Phạm Cương em là ai chứ? Có vẻ dịu dàng như phụ nữ thế này sao có thể bạo lực được? Phạm Cương cười tinh nghịch, đôi mắt âu yếm nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Em đi đây, ngày mai còn làm nhiệm vụ. Còn nữa, em trai của Chu Đông Đông chắc là đã được thả rồi, nếu không em sẽ có biện pháp. Nhìn theo bóng Phạm Cương đi xa dần, Diệp Phàm đẩy cửa ra. Hắn ngạc nhiên phát hiện Chu Đông Đông vẫn đang ngẩn ngơ, đến quần vẫn chưa mặc vào. Chiếc váy bị mình xé làm đôi vẫn ở góc phòng. Đông Đông nhìn thấy Diệp Phàm bước vào. Lập tức vồ lấy ôm thật chặt, miệng kêu lên. Chủ tịch thành phố, cầu xin anh cứu em trai của tôi, bằng không chân của nó sẽ bị chém đứt chân. Cậu ta không sao đâu, yên tâm đi. Nhìn vẻ vừa đáng thương vừa đáng giận của Đông Đông, Diệp Phàm cuối cùng cũng không so đo gì nữa, đưa tay vỗ nhẹ vai của cô gái. Cầu xin anh cứu lấy nó. Chu Đông Đông như hạ quyết tâm, cắn răng đẩy Diệp Phàm ra, hai tay vừa đưa lên trên. Chiếc áo ngắn đã bị cô cởi nhanh ra. Hai gò bồng đảo lập tức sợ run lên, Đông Đông còn định cúi xuống cởi quần lót nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại. Em trai cô đã được thả ra rồi, nếu cô không tin thì cô hãy gọi điện thoại hỏi cậu ta. Diệp Phàm nói. Thật, thật sao? Chu Đông Đông nhìn Diệp Phàm chằm chằm, quên cả việc mặc lại áo, vọt lên đầu giường Diệp Phàm cầm điện thoại lên. Sau một hồi cô quay đầu lại, miệng lẩm bẩm nói. Xin cảm ơn chủ tịch thành phố, trước kia tôi đã nói với chủ nhiệm Phạm chuyện anh từng gặp ai. Lúc đó chủ nhiệm Phạm nói là tôi làm rất tốt, năm sau sẽ vào làm chính thức thăng chức cho tôi. Nhà tôi nghèo, có thể kiếm miếng cơm đã làm cả nhà rất vui. Chủ tịch thành phố, sau này có thể tôi sẽ không được làm ở trong nhà khách nữa, không biết lấy gì để báo đáp anh. Thưa chủ tịch thành phố, tôi thực sự vẫn là con gái. Tấm thân này xin tặng cho anh. Nó xong. Chu Đông Đông giơ tay còn định cởi. Đừng cởi nữa,
tôi tin cô. Sau này cô sẽ vẫn làm ở đây, phải làm cho thật tốt. Còn chủ nhiệm Phạm, tôi sẽ có biện pháp xử lý cô ta. Diệp Phạm hừ lạnh một tiếng, xua xua tay. Chu Đông Đông ngậm ngùi cảm động đi ra. Mưa gió kéo đến tòa nhà Phong Mãn, Diệp Phạm tôi vốn thích vật lộn trong mưa gió, hãy mưa to hơn nữa đi. Diệp Phạm đứng trên hành lang, nhìn bầu trời đen kịt, miệng thản nhiên nói. Lúc này chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Thiết Chiêm Hùng. Đã ngủ chưa? Chưa, vẫn còn sớm, ngủ cái gì? Diệp Phạm cười nói. Anh Thiết đang làm gì? Chúng tôi đến Hải Đông rồi, đang đứng ở đầu đường. Cậu bảo Phạm Cương qua đón ngay đi. Thiết Chiêm Hùng nói trực tiếp. Đến Hải Đông rồi, sao không thông báo trước một tiếng? Em lập tức kêu Phạm Cương tới đón các anh. Nhưng mà anh Thiết này, còn có ai nữa không? Đối với anh em còn giấu giếm sao? Nói thẳng ra là được rồi. Diệp Phạm trong lòng vui vẻ, cười nói. Đợi khi nào đến thì cậu sẽ biết ngay. Thiết Chiêm Hùng cúp điện thoại, Diệp Phạm gọi điện thoại cho Phạm Cương. Anh chàng này vừa nghe đã vội vàng đi ngay. Diệp Phạm ngẫm nghĩ một chút, đến phòng bếp mở ra mở vào, thấy đồ ăn trong tủ lạnh còn rất nhiều. Vì thế hắn gọi điện thoại cho Chu Đông Đông, gọi cô đến làm chút đồ nhắm, tin chắc rằng qua chuyện lần này qua đi, Chu Đông Đông nhất định đáng tin cậy hơn bất cứ ai. Thu phục một người không dễ dàng, có thể khiến một người đang tuyệt vọng làm việc cho anh lại càng khó. Chu Đông Đông vội chạy bước nhỏ đến, nhưng cô rất cẩn thận, cố gắng không để phát ra tiếng động gì. Vừa đến đã vội vàng chui vào bếp làm đồ ăn. Không lâu sau, mấy người đi vào đại sảnh, Phạm Cương tiện tay đóng cửa lại. Thế nào rồi, mọi người đều đến cả rồi chứ? Diệp Phạm hơi giật mình, phát hiện vẻ mặt cả bốn người Tề Thiên, Trương Cường, Trương Hùng và Thiết Chiêm Hùng đều rất nghiêm túc. Một cơ hội dù nhỏ bé cũng có thể có cơ hội sống sót nhiều hơn một chút. Gạch nối. Diệp Phạm gật đầu. Chương 1723, đều ôm chủ tịch thành phố một cái. Không cần đâu đại ca. Phái Thanh Thành dù có đi chăng nữa thì cũng không thể đi. Một đại phái có lịch sử lâu đời như vậy, tuy nói bây giờ đã suy tàn nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo. Phái Thanh Thành thâm sâu khó đoán, dù là hồ sơ cơ mật nhất của tổ A cũng không điều tra rõ ra được. Không riêng Thanh Thành, các phái như Võ Đang, Thiếu Lâm, còn có Nga Mi. Biểu hiện bên ngoài đều không ổn. Đến thời điểm bây giờ vẫn chưa có cao thủ tuyệt thế xuất hiện. Thực ra không phải vậy, tôi vẫn cứ cảm thấy các phái này đều rất bí ẩn. Em cắm chốt ở Bộ An ninh Quốc gia, tuy nhiên năng lực của Bộ An ninh Quốc gia không bằng tổ A. Nhưng về phương diện thu thập tình báo, so với tổ đặc nhiệm A, bọn họ mạnh về lực lượng đông đảo, có nhân viên tình báo nằm vùng trên toàn thế giới. Những đồng chí nằm vùng ở nước ngoài bị gọi là gián điệp cũng đúng. Không giống như tổ A, nhân viên rất tinh nhuệ nhưng quân số quá ít, ít đến mức đáng thương. Cho nên các phái như Thanh Thành không có cao thủ cứng cựa, hẳn là không có khả năng. Đương nhiên nói về phương diện số lượng thì phái này thực sự là đang suy tàn, hẳn là số lượng sẽ không nhiều, chỉ khoảng mấy chục người, nhiều nhất là mấy trăm mạng là cùng. Còn những người khác chỉ là một số ni cô hay đạo sĩ bình thường. Chuyên thắp hương cầu Phật thì còn được, nếu nói về đánh đấm thì không thể nào. Cái này cũng là kết quả phát triển của thời đại. Trương Hùng nói, chuyện này, các cậu hãy nghe ngóng thử xem, chỗ có được thảo dược quý, chúng ta dù phải ăn trộm thì nhất định cũng phải cướp về. Diệp Phàm hừ lạnh nói, thời kỳ đặc biệt này, cũng là vì cố thôi mà, không thể gọi là cướp được. Trước kia chẳng phải Khổng Tử cũng thường nói, mượn sách không tính là trộm. Chúng ta cũng nên học theo tinh thần của Khổng Tử mới đúng. Thiết Chiêm Hùng gật gật đầu. Đúng đúng, vô liêm sỉ vì đất nước cũng đáng mà. Diệp Phàm đập bàn một cái, kêu lên một tiếng, liếc nhìn mọi người một cái rồi nói tiếp. Vô liêm sỉ này, có vô liêm sỉ nhiều và vô liêm sỉ ít. Chúng ta vì chính nghĩa mà vô liêm sỉ cho nên không gọi là vô liêm sỉ mà là một cách tử vì đạo khác thôi. Diệp Lão Đại đã đề cập đến đạo đức kinh của Lão Tử. Lại còn bịa ra cả vô sỉ đạo. Ngày hội mùng 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. 9 giờ sáng, cùng với đồng chí Vũ Hữu Hòa và các nhân viên, Diệp Phàm đã tới sân thi đấu bóng rổ của hội phụ nữ thành phố, cũng chính là sân vận động của thành phố. Mang tiếng là sân vận động, thực tế chỉ là một khoảng đất trống có đường chạy xung quanh khoảng 400 mét. Ở vòng tròn đường băng ở thiết kế một sân bóng rổ,
còn có mấy bậc cầu thang bằng xi măng xây xung quanh làm khán đài. Thời điểm này, cả sân vận động đã sặc sỡ màu cờ, tiếng trống rung trời. Diệp Phàm phát hiện, ở trên sân bóng rổ có một bà béo đang lắc lư cổ vũ rất nhiệt tình. Các bà các chị đều già đến 7-8-10 tuổi nhưng đều rất hưng phấn. Diệp Phàm mới vừa đi tới gần sân bóng rổ, ca nhạc đột nhiên dừng lại. Bên kia bất chợt vang lên giọng nói qua mic của một phụ nữ. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch thành phố Diệp trực tiếp đến chỉ đạo công tác trận thi đấu bóng rổ dịp 8/3 lần này. Kèm theo tiếng nói là tiếng vỗ tay vang trời. Một nhóm các cô gái mặc váy sườn xám khá xinh đẹp, trên tay cầm bó hoa tươi do Phó chủ nhiệm Kiều Quyên dẫn đầu, trông như một đóa hoa tươi trong một khóm hoa hùng dũng tiến về phía Diệp lão đại. Diệp lão đại còn chưa kịp phản ứng gì đã bị 20 cô gái bủa vây chen chúc. Bên ngoài là vỗ tay sấm dậy, bên này là sự chen lấn xô đẩy quay cuồng hướng về phía mình. Ở trong một đám mùi hương nước hoa dịu nhẹ bao phủ, Diệp lão đại tự nhiên cảm thấy khá hài lòng. Trong lòng thở dài, khó trách mọi người đều muốn làm quan, ưu điểm của việc làm quan thì không cần nhắc đến nữa. Giữa cả đám người đẹp ngực nở nang đầy đặn chen chúc nhau thế này, thật muốn ôm tất lại, mà người ta lại tự dâng đến tận nơi thế này. Kiểu chuyện tốt như thế này, ai mà lại không muốn có được. Tuy nhiên, Diệp Phàm khi quay đầu đâu lại mới phát hiện cả đám Vu Hữu Hòa đi bên cạnh mình không biết đã trốn đi đường nào từ bao giờ. Đám người bên ngoài chụp ảnh lia lịa, tiếng đèn flash vang lên loạch xoạch. Dưới những ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục của các cô gái kia, Diệp lão đại thỏa mãn thật sự. Hỡi các cô gái, thưa các đồng chí phụ nữ, mọi người có thể chưa biết rằng Chủ tịch thành phố Diệp vì ủng hộ hoạt động 8/3 của chúng ta lần này đã trích ra 500.000 từ quỹ của thành phố cấp riêng cho chúng ta tổ chức hoạt động lần này. Nếu không có sự ủng hộ và quan tâm lớn lao của Chủ tịch thành phố Diệp đối với hội phụ nữ chúng ta thì hoạt động lần này của chúng ta không thể triển khai rồi. Lúc này, Phó chủ nhiệm Kiều Quyên cầm lấy mic lớn tiếng nói, liếc nhìn mọi người một cái rồi nói tiếp. Để cảm tạ Chủ tịch thành phố Diệp, tôi đề nghị 30 cô gái trong đội cổ động mỗi người hãy ôm Chủ tịch thành phố Diệp một cái. Chủ tịch thành phố quan tâm chúng ta, dù bận trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian quý báu đến thăm chúng ta. Đáp lại sự ủng hộ về tiền và vật chất của anh ấy, chúng ta cũng muốn thể hiện sự quan tâm đến Chủ tịch thành phố phải không nào? Chủ tịch thành phố đã quá mệt mỏi rồi, các bà các cô hãy nói giúp tôi đề nghị này được không? Cả sân vận động lập tức từ từ đứng lên. Mấy tốp các bà cô già kéo lấy mic và hét lớn. Được được, hãy bắt đầu từ các cô gái trẻ tiến lên ôm chủ tịch thành phố một cái. Từng người một bước lên. Một vị đồng chí nữ lại nói. Thôi thôi, bắt tay là được rồi. Diệp lão đại đầu to đến mức có chút phát hoảng, khẩn trương kêu lên. Các cô gái, các cô hãy nói xem chỉ bắt tay thôi có đủ biểu đạt thành ý của chúng ta đối với chủ tịch thành phố Diệp không? Phó chủ nhiệm Kiều lại nói, âm thanh được truyền qua mic đi rất xa. Không đủ. Lúc này, một cô trong đội cổ động đánh bạo kêu lên, rồi cô bước đến bên cạnh Kiều Quyên, kề vào micro la lớn. Các cô gái, muốn ôm thì hãy để phó chủ nhiệm Kiều dẫn đầu lên ôm trước tiên được không? Nếu như không có cô ấy tận tình tổ chức, đi tìm rất nhiều lãnh đạo, rồi tìm được chủ tịch thành phố Diệp thì chúng ta cũng không có niềm vui lớn như ngày hôm nay phải không nào? Đúng đúng đúng. Phó chủ nhiệm Kiều, cô hãy ôm trước, cô hãy lên ôm trước đi. Mấy nghìn phụ nữ đồng thanh kêu lớn lên, cả sân vận động dậy sóng như sắp nổ tung. Tôi, cái này. Kiều Quyên mặt đỏ bừng lên, liếc nhìn Diệp lão đại một cái, có phần do dự. Lên đi, cô không lên, chúng tôi cũng không lên. Phó chủ nhiệm Kiều, cô là lãnh đạo nên làm gương trước chứ. Quan tâm lãnh đạo, là chuyện chúng ta nên làm mà. Kiều Quyên không có cách nào, vừa đỏ mặt vừa từ từ bước về phía Diệp lão đại, đám đông lập tức đứng giãn ra tạo thành một khoảng không để lấy lối đi. Đồng chí Kiều Quyên, ôm thì xin miễn cho. Diệp lão đại khẩn trương vươn cánh tay lên, nói đùa à, lần này sẽ không xôn xao tin tức Diệp lão đại ôm lần lượt cả mấy chục cô gái lần này sẽ truyền đi nhanh hơn gió. Chủ tịch thành phố, chúng tôi còn không sợ, anh sợ cái gì? Lúc này các cô gái đều gào lên. Cả đám đều rất hưng phấn, tất cả đều đỏ mặt kêu lên. Tôi sợ cái gì chứ? Đến đây đi nào cô Kiều. Diệp lão đại tự nhiên bạo dạn lên, tràn đầy khí phách, vừa giang tay ra vừa ôm chặt lấy Kiều Quyên. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Đám đông lúc nhúc, trong tiếng hò hét cổ vũ cố lên vang trời,
Diệp lão đại kiên trì ôm lần lượt đủ 30 cô. Thằng nhãi này tất nhiên là hạnh phúc người người, thiếu chút nữa là không biết phương hướng gì nữa. Sau đó Diệp lão đại theo dõi trận bóng rổ hưng phấn vô cùng. Hơn nữa trong tiếng reo hò, Vũ Hữu Hòa bị đẩy về phía sân vận động, chơi một trận bóng rốt một cách đầy ngẫu hứng. Nhưng bất chợt vang lên một âm thanh chối tai. Lúc này một giọng nói lạnh lùng, mang tính khiêu khích mạnh mẽ vang lên. Xem chủ tịch thành phố Diệp cũng không thấp, bản thân tôi không làm được, tin rằng chủ tịch thành phố Diệp hẳn là cũng không thể làm được phải không nào. Diệp Phàm vừa quay đầu vừa suýt chút nữa giật mình, nhìn thấy một người cao gần 1m9, mặc nguyên cả bộ quần áo màu hồng, dáng vẻ khỏe khoắn, nhưng tuyệt đối không phải dáng người phì nhiêu của các bà các mợ khiến cho người ta có cảm giác nhất thời bị lấn át. Khiến cho người ta có cảm giác mãnh liệt cuồn cuộn lên như sóng. Mắt cô có màu xanh như người Nga, nhưng tóc lại có màu đen, làn da trắng mịn như trứng gà bóc, trông giống như con lai giữa người Nga và người Trung Quốc, cho người cảm nhận một vẻ đẹp độc đáo. Cô gái đang đứng cạnh này người phụ nữ này, Diệp Phàm vừa nhìn ra, phát hiện không ngờ lại là Tô Lâm Nhi. Trong nháy mắt Diệp lão đại đã hiểu ra ngay, hóa ra là người ta đến để phá đám. Thưa chủ tịch thành phố, vị này chính là chủ tịch Tô Lâm Nhi của tập đoàn Điều Địa Đường. Còn cô gái đứng bên cạnh kia chính là cô em gái nuôi Thủy Thiến Thiến. Hoạt động lần này của chúng tôi cũng được chủ tịch Tô ủng hộ rất nhiều. Cô ấy đại diện cho công ty đã quyên tặng 1 triệu tệ. Phó chủ nhiệm Kiều Quyên giới thiệu nói. Chủ nhiệm Kiều, ngài chủ tịch thành phố vẫn còn chưa trả lời tôi đấy. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, đối với chúng tôi mà nói là ngày lễ lớn nhất dành riêng cho phụ nữ. Dù là chủ tịch thành phố, cũng không thể thờ ơ với phụ nữ chúng tôi phải không nào. Thủy Thiến Thiến rất biết kích động người khác, nói đến đây, liếc nhìn mọi người một cái, cầm lấy micro nói. Thưa các chị em phụ nữ, mọi người có muốn được chiêm ngưỡng kỹ thuật đánh bóng rổ cao siêu của chủ tịch thành phố không? Muốn. Mấy ngàn phụ nữ đồng thanh kêu lên. Thiến Thiến, đừng làm khó ngài chủ tịch thành phố của chúng ta. Người ta chủ tịch của một thành phố, cao quý hơn người. Sao có thể thi triển kỹ thuật đánh bóng rổ với những người phụ nữ bình dân được? Và lại người ta là chủ tịch thành phố mà, phải giữ tôn nghiêm chứ, đâu phải hạng người ngả ngốn như chúng ta. Lúc này Tô Lâm Nhi nói, liếc xéo Diệp Phàm một cái nói, quên cả mục đích chính đến đây, giọng điệu đầy ý châm chọc. Ha ha, nếu tôi không đồng ý thì chắc là chủ tịch Tô sẽ thổi phồng lên đến tận trời. Diệp Phàm thản nhiên cười, liếc nhìn Thủy Thiến Thiến một cái, nói. Nếu cô Thủy đã mời thì xin mời cô biểu diễn một số động tác kỹ thuật cao trước để cho mọi người cùng thưởng thức. Đến lúc đó, nếu tôi không làm được tốt như cô Thủy thì xin mọi người hãy bỏ qua cho. Tuy nhiên, trước kia tôi cũng từng ở trong đội bóng rổ của trường, chắc không đến nỗi kém cỏi quá. Câu nói sau cùng của Diệp lão đại có chút khoa trương. Thằng nhãi này tất nhiên là cố ý nói như thế. Quả nhiên Thủy Thiến Thiến không nhịn nổi nữa, lạnh nhạt nói. Ha ha. Tôi đây cũng có một thời gian ở trong đội bóng của trường Đại học Thanh Hoa. Nếu chủ tịch thành phố Diệp có thể thực hiện được động tác bóng như của tôi thì tôi sẽ tặng anh nụ hôn đầu tiên của tôi. Nếu không làm được thì xin mời chủ tịch thành phố Diệp hãy đứng trước mặt mọi người gọi to 3 tiếng chị Tô là được. Hay là thôi đi Thiến Thiến, bảo mời chủ tịch thành phố Diệp gọi chị là chị Tô thì chị sợ sẽ tổn thọ mất. Cô liếc xéo Diệp lão đại, đầy khiêu khích nói. Nhưng thưa chủ tịch thành phố Diệp, nụ hôn đầu tiên rất đáng quý. Cô em gái nuôi này của tôi, những người theo đuổi còn xếp hàng dài kín cả một dãy phố đấy. Tuy nhiên em tôi vẫn có chút kiêu ngạo. Không phải là đàn ông có bản lĩnh đặc biệt thì đừng nói là nụ hôn đầu, đến cái nắm tay cũng bị ăn đấm đấy. Cho nên mà, đến bây giờ em gái nuôi tôi vẫn chưa có người đàn ông nào dám đụng tới. Chủ tịch thành phố Diệp sẽ không sợ phải không? Chương 1724, chắc chắn phải hôn em. Sợ. Diệp Phàm gật gật đầu, thấy vậy mấy ngàn phụ nữ có mặt ở đó đều ngây ra. Tuy nhiên, Diệp Phàm nói tiếp một câu. Thủy Thiến Thiến phải không? Nụ hôn đầu của em, Diệp Phàm tôi nhất định phải đạt được. Diệp Phàm nói đến đây, giả vờ nghĩ ngợi một lát rồi nói. Vừa khéo, trong nhà còn có một chật quần áo và tất bẩn, mời cô Thủy giúp tôi giặt giũ một chút. Được, chỉ cần anh thắng được bản cô nương. Không chỉ tặng anh nụ hôn đầu đời mà tôi còn giặt quần áo cho anh 1 tháng. Thủy Thiến Thiến bị tức phát điên, mắt trợn lên nhìn Diệp Phàm nói. Mời.
Diệp Phàm đưa tay ra làm động tác như một thân sĩ để mời. Hừ, Thủy Thiến Thiến hừ một tiếng, cầm lấy quả bóng rổ rồi chạy lấy đà thật mạnh rồi nhảy trên không, nhảy được đúng là rất cao. Trong cú phạt cầu, cô lao người nhảy thẳng, mạnh tay nhấn một cái, quả bóng rơi tọt vào vòng. Cùng với đó là những tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Tô Lâm Nhi vô cùng mừng rỡ, vỗ tay rất nhiệt liệt, mà chủ nhiệm Kiều Quyên thì lại im lặng, cô có chút lo lắng, động tác bóng đẹp như vậy những người bình thường sao có thể làm được. Huống hồ Diệp Phàm là một cán bộ nhà nước, người cũng không phải cao lắm. Nếu như Diệp Phàm có chiều cao tốt hơn một chút nữa thì chủ nhiệm Kiều chẳng phải lo lắng như vậy. Chủ tịch thành phố Diệp, đến lượt anh rồi đấy, Thủy Thiến Thiến tôi sẽ chống mắt lên để xem. Thủy Thiến Thiến giống như một nữ thần, thân mình có chút uốn éo nhìn Diệp Phàm. Giờ phút này, trên khuôn mặt của Thủy Thiến Thiến là nụ cười của người chiến thắng, mà tiếng vỗ tay cũng ngừng lại. Mấy ngàn nữ cán bộ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường. Chỉ một động tác như vậy thôi sao? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Một là đủ rồi. Thủy Thiến Thiến hừ nói. Tôi đổi ý rồi. Diệp Phàm nói. Tôi thấy hay là thôi đi, chủ tịch thành phố bận, đâu có thời gian để chơi bóng rổ chứ. Lúc này chủ nhiệm Kiều Quyên xen vào. Không sao cả, chỉ cần gọi ba tiếng chị Tô là được rồi. Thủy Thiến Thiến lạnh lùng nói, rồi nhìn Diệp Phàm với ánh mắt mang hình viên đạn. Muốn tôi gọi chứ gì, được thôi. Chút nữa nếu tôi may mắn mà thắng được thì tôi muốn hôn Tô Lâm Nhi. Diệp Phàm đột nhiên, liều lĩnh, nói. Chủ tịch thành phố Diệp, chỉ cần anh thắng thì nụ hôn của tôi và Thủy Thiến Thiến đều tặng anh. Tô Lâm Nhi tôi nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tay này chết là cái chắc rồi, dám đùa giỡn với chị Lâm Nhi. Lúc này trong đám người có những tiếng xì xèo to nhỏ. Tín Trạch nói đúng lắm, tay họ Diệp này phải nên bị giáo huấn một chút. Bên cạnh Lam Tồn Quân là một thanh niên với bộ tây phục bảnh bao, đang thì thầm nói, đó chính là em họ của gã Lam Tín Trạch. Anh, trông hắn có vẻ bình tĩnh lắm, hay là định giở trò gì đây? Lam Tín Trạch hừ nói. Tín Trạch, đôi khi cậu cũng phải động não một chút. Diệp Phàm là trưởng một thành phố. Những việc mà anh ta không dám chắc thì liệu anh ta có làm không? Lâm Nhi thua là cái chắc rồi. Lam Tồn Quân liếc mắt nhìn em họ một cái nói. Người này từ nhà họ Phí ra nên chắc cũng luyện được mấy chiêu. Tuy nhiên, công lực chắc cũng chỉ tàng nhàng thôi. Những kẻ chỉ biết lăn lộn trốn quan trường thì mấy ai chịu được khổ để luyện công. Thế đợi chút nữa anh đi dạy dỗ cho hắn một trận, chúng ta có Lam ra. Sẽ có cơ hội, cứ yên tâm. Lam Tồn Quân. Ha ha! Diệp Phàm cười to, cầm lấy quả bóng rổ một cách vô cùng khí phách, chậm rãi hướng về chiếc giỏ. Bất ngờ lấy đà, bật nhảy lên cao, thân mình còn xoay tròn ba vòng, giống như một chú chim khổng lồ lao về chiếc giỏ vậy. Một tiếng động vang lên, quả bóng lọt vào chiếc rổ một cách vô cùng đẹp mắt. Tất cả phụ nữ ở phía dưới đều ngơ ngác cả rồi. Không khí bỗng trở nên yên lặng lạ thường, khoảng nửa phút sau những tràng pháo tay vang lên như sấm. Vu Hữu Hòa và Kiều Quyên mừng rỡ vỗ tay đến mức gần như tê dại, mà Tô Lâm Nhi và Thủy Thiến Thiền vẻ mặt ngượng ngùng, sắc mặt cũng đỏ bừng như gấc chín. Điều này, chính là năng lượng ẩn giấu của Diệp Phàm, nếu như hắn dùng toàn lực hoạt tường chi thuật mà Phí Thanh Sơn truyền cho thì còn có thể làm được những động tác lợi hại hơn. Tuy nhiên, làm như vậy thì sẽ khiến mọi người sợ hãi, Diệp Phàm không muốn bị phiền toái về chuyện này, không muốn được Jordan sùng bái. Giấy xin lỗi. Tôi may mắn thắng rồi. Diệp Phàm nhún vai nhìn hai cô gái một cái, nói. À, còn một chuyện quên nói với các cô là đừng có đến tìm tôi nhờ chỉ giáo nhé, tôi không có hứng với bóng rổ mấy đâu. Nói xong Diệp Phàm liền hướng về phía đám phụ nữ, khoát tay, mắt nhìn Tô Lâm Nhi, hỏi. Cô Tô, chuẩn bị xong chưa? Tôi hôn nhé. Anh. Tô Lâm Nhi phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mặt đỏ bừng như gấc chín. Thôi được rồi, cô có thể nuốt lời. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Nào, anh hôn đi, Tô Lâm Nhi tôi nhất ngôn cửu đỉnh. Tô Lâm Nhi giọng mếu máo thốt ra những lời này. Vậy nếu tôi từ chối thì là bất kính rồi. Diệp Phàm cười cười, chậm rãi bước về phía Tô Lâm Nhi và Thủy Thiến Thiến. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Vị nào nói câu này vậy? Diệp Phàm liếc mắt nhìn vào kẻ thốt ra những lời này,
phát hiện đó là một thanh niên, mặc một bộ tây phục, nhìn qua trông có vẻ rất oai vệ, lúc này y đang đi về phía mình. Là tôi, Lam Tồn Quân nói. Lam Tồn Quân đứng trước mặt Tô Lâm Nhi hừ nói, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt xem thường. Là vụ trưởng Lam. Lúc này Vu Hữu Hòa nói, đương nhiên là để cho Diệp Phàm biết rõ thân phận. Vụ trưởng Lam ư, vụ trưởng của địa phương nào vậy? Diệp Phàm thản nhiên quay sang Vu Hữu Hòa hỏi. Tôi, Lam Tồn Quân, hiện tại là phó vụ trưởng vụ xuất nhập khẩu của Bộ Hợp tác Phát triển Kinh tế Đối ngoại. Phó vụ trưởng Lam xuống đây để kiểm tra tình hình ngoại thương của thành phố chúng ta. Tối qua, phó chủ tịch thành phố quản lý ngoại thương giao cho tôi đến tiếp đón. Chuyện này hôm qua nhẽ ra tôi phải báo cáo với anh, nhưng do muộn quá, buổi sáng định nói với anh nhưng chưa kịp. Vu Hữu Hòa vội vàng nói. Vụ trưởng Lam, xin chào. Diệp Phàm giơ tay ra chào. Bất luận là Lam Tồn Quân đến vì mục đích gì, là chủ tịch của một thành phố thì điều lễ nghĩa này không thể thiếu được. Chào chủ tịch thành phố Diệp. Lam Tồn Quân không ngờ cũng giơ tay ra. Hai người nắm chặt tay, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy một lực mạnh truyền đến, biết Lam Tồn Quân đang giở trò, phỏng chừng y muốn cho mình một đòn phủ đầu đây. Hơn nữa, lực của Lam Tồn Quân càng lúc càng mạnh, phỏng chừng đang nghĩ đến khả năng chịu đựng của mình, không muốn bóp nát tay mình chỉ trong giây lát. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn bình tĩnh cười, vẻ mặt vẫn thoải mái như thường. Hơn 10 giây trôi qua, Lam Tồn Quân lúc này cảm giác tay mình như đang nắm một thanh gang vậy. Vụ trưởng Lam nổi giận, tăng lực lên, tuy nhiên chẳng cải thiện được tình hình. Diệp Phàm bình tĩnh tự nhiên, giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, chỉ ngay sau đó, vụ trưởng Lam cảm giác tay mình đau nhói. Đang lúc ý kinh ngạc thì cảm giác tay Diệp Phàm như co rút lại. Mà bàn tay mình lại bị siết càng lúc càng chặt, Lam Tồn Quân muốn rút tay ra. Tuy nhiên Diệp Phàm không dễ dàng cho y cơ hội như vậy. Cảm giác đau đớn càng lúc càng tăng lên, Lam Tồn Quân biết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì xương cốt của mình sẽ không thể trụ được nữa. Y dường như cũng cảm nhận được những tiếng răng rắc của các khớp xương của mình. Khi y bắt đầu đổ mồ hôi thì cảm giác đau đớn kia bỗng dung biến mất, vì Diệp Phàm đã rút tay lại trước rồi. Ha ha, tôi có việc phải đi trước đây. Xin lỗi không tiếp được vụ trưởng Lam. Diệp Phàm thản nhiên nói, nhìn Vu Hữu Hòa một cái, nói. Cậu hãy nói với Phó Chủ tịch Tiền là nhất định phải làm hài lòng vụ trưởng Lam đấy. Diệp Phàm đi rồi, để lại Lam Đại Công Tử với đầy sự phẫn nộ. Anh, tại sao lại không bóp nát hay hắn đi? Lam Tín Trạch không hiểu tình hình liền nhỏ giọng hỏi anh họ. Bóp nát, cậu đi thử xem. Lam Tồn Quân tức giận nói, nhìn Lô Lâm Nhi một cái, nói. Lâm Nhi. Đã lâu không gặp, chúng ta đi dạo nhé. Anh thích thì tự đi, liên quan gì đến tôi? Tô Lâm Nhi lạnh lùng nói, sau đó kéo Thủy Thiến Thiến đi. Lam Điền Quân cười khổ mấy tiếng, biết là đã có hiểu lầm lớn rồi, muốn giải thích rõ ràng lúc này e rằng rất khó. Anh, tại sao lại không hạ thủ? Làm cho hắn mất mặt cũng sảng khoái mà. Trên xe, Lam Tín Trạch có chút bất mãn hỏi. Tên đó là một cao thủ, thật không ngờ. Lam Tín Trạch. Cậu nhất định không được làm chuyện ngu ngốc. Lam Tồn Quân nói. Cao thủ, sao lại có chuyện đó được? Một chủ tịch thành phố mà lại là cao thủ sao? Lam Tín Trạch căn bản là không tin chuyện này. Tôi đã bao giờ lừa cậu chưa? Vừa rồi tôi thử qua, lực tay của thằng nhãi đó vô cùng mạnh, thật sự không dễ dàng gì. Tuy nhiên, tôi tin nếu thật sự động thủ thì hắn chắc chắn sẽ thất bại. Lam Tồn Quân hừ nói. Thảo nào mà người nhà họ Phí lại thích hắn, có lẽ nguyên nhân chính là đây. Lam Tín Trạch vẻ mặt mất mát, người liền ngả ra ghế sau. Yên tâm đi, phía đông không sáng thì phía tây sáng. Anh mày lần này xuống đây là để làm gì chứ? Lam Tồn Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn em họ một cái nói. Nhất định phải khiến cho hắn không thể tiếp tục đội cái mũ quan này nữa mới được, nếu không, em gái nhà họ Phí mà bay mất thì cậu chỉ còn nước đập đầu vào tường thôi. Đúng, đúng, vẫn là anh lợi hại, vậy thì dùng việc xuất nhập khẩu để ép hắn, đến lúc đó thằng nhóc họ Diệp kia không nhảy cẫng lên mới là lạ. Lam Tín Trạch hung phấn nói. Cậu đúng là. Lam Tồn Quân chẳng còn câu nào để nói nữa. Anh, xem ra chị dâu vẫn chưa hết tức đâu. Lam Tín Trạch nói. Hai. Lam Tồn Quân thở dài, vẻ mặt cũng trở nên xám xịt. Anh, chuyện năm đó đúng là một hiểu lầm. Chỉ cần giải thích rõ ràng là được.
là hai người phụ nữ kia hại anh chứ không phải là ý của anh. Lam Tín Trạch khuyên nhủ. Giải thích, nếu giải thích mà có tác dụng thì anh mày đã giải thích rồi. Đàn bà, căn bản chỉ là thích gây sự. Cứ tưởng là cô ấy đến Nam Phúc mấy năm thì sẽ hết giận, không ngờ vẫn còn chưa tiêu được. Lam Tồn Quân sắc mặt có chút khó coi. Buổi tối ngày hôm sau, Diệp Phàm đang nằm trên ghế sofa đọc báo, bỗng điện thoại reo lên, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói. Chủ tịch thành phố, anh mau bật TV lên coi đi. Chương 1725, tới gây chuyện khó dễ. Lão Vu, chuyện gì mà vui thế? Diệp Phàm cười cười, đặt tờ báo xuống rồi bật TV lên. Lập tức, thằng cha đó có chút sồn sồn lên, vì, hôm qua đi với 30 cô gái, chuyện Kiều Quyên dẫn đầu đều bị đài truyền hình thành phố phát sóng những cảnh quay đặc tả. Trong TV còn vọng ra tiếng nói ngọt ngào của phát thanh viên rằng, chủ tịch thành phố Diệp của chúng ta nhận được nhiều sự ái mộ từ các cô gái v.v. Và lại, Diệp Phàm luôn cảm thấy có chút lạ lùng. Khi hắn ôm Kiều Quyên, thì cái cảnh bộ ngực của Kiều Quyên ép thật chặt ngực hắn lại được phát rất lâu. Mà, quay lại rất rõ nữa chứ. Sau đó, thì khi ôm các cô gái khác thì người hắn có hơi cách ra một chút. Nhưng nếu chỉ cần bất cần ôm cô gái thật chặt, thì trong TV sẽ lập tức có ngay cảnh quay đặc tả ngay. Trưởng Ban Tô ơi là trưởng Ban Tô, cô đang muốn tung hô tôi hay là muốn diệt tôi đây? Diệp lão đại hừ giọng nói, biết rằng, chắc chắn việc này có liên quan tới chiêu bổng sát của trưởng Ban Tô trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Chiều ngày thứ ba, Phó Chủ tịch thành phố Tiền Quải phụ trách xuất nhập khẩu đã tới tận văn phòng của Diệp Phàm. Thưa Chủ tịch thành phố, cảm ơn anh đã ủng hộ công việc của con gái tôi. Tiền Quải này trước hết xin được cảm ơn ông. Vì phó chủ nhiệm Kiều Quyên là con gái do Tiền Quải này nuôi nấng. Tôi cũng có làm gì đâu, ông cảm ơn gì chứ? Diệp Phàm cười ha hả, bảo phó chủ tịch thành phố Tiền Quải ngồi xuống. Không dễ dàng đâu, hầu bao của chủ tịch thành phố vốn là không dư giả gì, vì tổ chức một ngày lễ mà rút ra 500.000. Đây quả là chuyện mà con gái tôi không hề dám nghĩ tới. Chủ tịch thành phố cũ trước đây cũng chỉ rút ra có 50.000. Mà lại còn đùn đẩy một hồi lâu nữa. Tiền Quải cười nói. Ha ha, cô Kiều Quyên làm rất tốt. Lão Tiền, ông chưa thấy đó thôi. Cô ấy làm cực kỳ tốt. Mấy ngàn đồng chí nữ ở hiện trường tỏ vẻ rất vui. Lần này, bỏ ra những 500.000 mà. Diệp Phàm cười nói, nhìn Tiền Quải, có chút ngạc nhiên, liền hỏi. Lão Tiền, sắc mặt ông có chút không tốt lắm. Phải chăng là có chuyện gì à? Cũng đúng thật là đang có chút chuyện bực mình. Tiền Quải có chút giận dữ, nói. Chuyện gì thế? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Còn không phải là chuyện vụ trưởng Lam Tồn Quân của Ban Hợp tác Kinh tế Bắc Kinh, sau khi đi tham quan một lượt thì bắt bẻ phê này phê kia sao, dù sao đi chăng nữa thì cũng không thể đáp ứng được yêu cầu của anh ta. Tiền Quải nói. À, thế cụ thể là đã phê những gì? Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Nghe Vũ Hữu Hòa nói là có vẻ như cái lão họ Lam đó có quan hệ gì đó với Tô Lâm Như. Mình mà đắc tội với Tô Lâm Như, thì thằng cha đó chắc chắn sẽ chả nể mặt gì mình nữa. Rõ ràng, là tới gây chuyện khó dễ. Nói là chiến lược, phương châm, chính sách và quy hoạch phát triển thương mại mà chúng ta vạch ra không hợp lý. Hoàn toàn không quan tâm tới quy định vận hành của thị trường. Việc lũng đoạn làm rất tệ, chủ nghĩa bảo hộ địa phương tương đối nghiêm trọng v.v. cuối cùng. Không ngờ chúng ta lại bị mắc kẹt. Vốn là năm nay thành phố chúng ta hy vọng bộ sẽ ủng hộ mặt xuất nhập khẩu, nhưng kết quả lại thật đáng tức giận, những yêu cầu chúng ta đề ra đều bị Lam Tồn Quân từ chối hết. Và, còn đề ra một loạt những điều kiện và quy định khó có thể chấp nhận được. Nếu làm theo như tên đó thì, xuất nhập khẩu của khu Đông Hải chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phải đóng cửa mà thôi. Thưa Chủ tịch thành phố, thị phần ngành xuất nhập khẩu chiếm tỷ lệ lớn trong khối tài chính Đông Hải chúng ta là thủ đô của đồng, xuất khẩu một lượng đồng rất lớn. Nếu mà bị mắc kẹt, thì ngành công nghiệp đồng của chúng ta phát triển làm sao được cơ chứ? Còn nói gì tới bước ra thị trường quốc tế, còn nói gì tới làm sao để mở thương hiệu cho ngành đồng Đông Hải chúng ta? Hơn nữa, bị chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các xí nghiệp lớn, và thu nhập từ khối tài chính của thành phố. Tiền Quải tức giận nói. Tôi biết rồi, các anh tổ chức cho chuyên gia nghiên cứu, xem có thể tìm ra được sơ hở của Lam Tồn Quân. Một phó vụ trưởng, lại có thể một tay che cả bầu trời hay sao?
thành lập bộ thương mại, là muốn các nguyên ủy viên phụ trách các phòng ban mậu dịch kinh tế quốc gia cùng với nguyên ban hợp tác kinh tế đối ngoại sát nhập lại thành bộ thương mại, thống nhất nghiệp vụ kinh tế thương mại trong và ngoài nước. Tính toán mọi việc từ lập trường mậu dịch quốc gia, mậu dịch sẽ càng ngày càng được coi trọng, có mậu dịch nghĩa là có tiền. Đây cũng là chiều hướng phát triển, để nhằm thích ứng với việc sẽ hợp nhất của thị trường Trung Quốc và thị trường toàn cầu sau khi nước ta gia nhập WTO, rất khó để tiếp tục phân chia một cách nghiêm ngặt giữa nội thương và ngoại thương. Chính vì vậy, chúng ta cũng phải biết nắm bắt cơ hội, quyết không để tên họ Lam kia cản trở sự phát triển mậu dịch của khu Đông Hải chúng ta. Đây là một cơ hội, cũng là một thách thức. Lam Tồn Quân, chẳng qua chỉ là một hòn đá ngáng chân mà thôi. Diệp Phàm tỏ thái độ kiên quyết. Tôi sẽ lập tức đi thỉnh giáo vài vị chuyên gia lão luyện. Tiền Quải gật đầu, rồi đi. Buổi tối, Diệp lão đại đang nằm trên chiếc ghế tựa đung đưa thì, chuông điện thoại reo lên. Ha ha ha. Lúc đầu là một chàng cười liên tiếp. Anh Nhân Bàng, anh cười gì thế? Diệp lão đại cảm thấy có chút phiền phức. Cái tên Tô Lâm Như, quả thật rất được, trông cái khí chất như của đàn bà. Vừa có khí chất vừa có năng lực, và lại, vẻ mặt trông rất lạnh lùng. Vương Nhân Bàng tôi thích loại đó, tới lúc đó gọi bản tình cũng rõ lắm. Vương Bàng Nhân từ trong điện thoại phát ra tiếng cười gượng như tiếng vịt được gọi bản tình. Anh tới Đông Hải rồi à? Diệp lão đại ngạc nhiên, hỏi, trong lòng nghĩ đến cũng kịp thời đấy. Liền để đồng chí Vương Bàng Nhân đi chỉ tên Lam Tồn Quân đó, củi khô gặp lửa lớn, xém một chút là cháy rồi. Đương nhiên, nếu không thì, chúng ta làm sao có thể thấy được cái đẹp của Tô Lâm Nhi được? Vương Bàng Nhân lại cười gượng một tràng dài. Có vẻ như anh tới hội sở Tô Thị để thám thính qua rồi nhỉ? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đương nhiên, vả lại, tôi giờ đang ở hội sở Tô Thị. Vương Bàng Nhân cười nói, nghĩ một hồi, rồi nói. Sao rồi, gọi tới đây rồi cùng uống vài ly. Hội sở này làm cũng được đó, ở cái đất Đông Hải này chỉ có cái hội sở này là có đẳng cấp. Thôi đi, anh uống một mình đi. Nếu mà thực sự muốn uống, thì đổi nơi khác đi vậy. Diệp Phàm cố ý nói mập mờ. Của nhiên là gợi ra được hứng thú của Vương Bàng Nhân, hỏi. Sao thế, cậu đường đường là chủ tịch thành phố làm sao tới cả địa bàn của mình hội sở Tô Thị cũng không dám tới. Chả nhẽ là lại bọn họ làm phật ý cậu, hoặc là Diệp lão đại cậu đã làm chuyện gì xấu xa, ngại không muốn tới. Trong lòng có chút áy náy đúng không? Không thể không nói. Chí tưởng tượng của lão Vương Bàng Nhân này kinh thật đấy. Làm chuyện xấu ư, cái này mà anh ta cũng dám nghĩ tới. Tôi nói nè anh Bàng Nhân, Lạc Tuyết trông xinh không? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Đương nhiên, người đẹp nhất sinh ra ở Giang Nam còn có thể kém được nơi nào. Cậu khoe khoang rồi, tìm được cô vợ xinh, hơn nữa, người ta còn không cần báo đáp, không cần giấy đăng ký kết hôn, không cần cậu nuôi, cam tâm tình nguyện làm bà vợ hờ của cậu. Cậu ấy, thật là sướng quá còn gì. Vương Nhân Bàng ngờ lại nói có vẻ ghen tức. Thế thì đúng rồi, Tô Lâm Nhi so sánh với Lạc Tuyết, tất nhiên là có chút kém cạnh, đương nhiên là Tô Lâm Nhi có cá tính, còn đối với Diệp Phàm tôi, thì lại không có cảm giác gì với cô ấy. Nhưng sau khi tới Đông Hải cô ấy có một đứa em trai nuôi, tên là Tô Ngưu Đản. Diệp Phàm đem chuyện tào lao một hồi. Ngưu Đản, tôi thấy thằng nhãi ngu xuẩn này đúng thật là ăn nói lung tung. Tô Lâm Nhi cũng thật là, một thằng em trai nuôi ngốc như vậy mà còn bảo vệ cho nó. Bảo cái con khỉ gì, nhưng, lão đệ cũng thâm thật, không ngờ ở văn phòng mà còn động tới cả người cô ta, mà, hình như Tô Lâm Nhi chỉ có thể tự nhận mình đen đủi, tới cả nguyên nhân còn chả tìm được ra. Nói tới đây, Vương Bàng Nhân lại cười phá lên. Hai, Diệp Phàm thở dài, nói. Anh Bàng, riêng chuyện này, tôi đã đủ đau đầu rồi. Lần này Tô Lâm Nhi năm lần bảy lượt cứ thích gây phiền toái cho tôi. Chính vì thế, tôi luôn nghĩ tới một vị anh hùng cái thế nào đó có thể thuần phục được con ngựa hoàng Tô Lâm Nhi đó. Đừng dụ dỗ tôi, con người tôi, ý chí dễ lung lay, không chống cự nổi với sự dụ dỗ đâu. Đồng chí Nhân Bàng tất nhiên hiểu rằng Diệp Phàm muốn đem anh ta ra làm súng để bắn. Thôi vậy, anh Bàng chẳng qua cũng chỉ là nói như vậy. Nhất kiếm hồng gì chứ? Tôi thấy chỉ là hư danh mà thôi. Diệp Phàm tiếc nuối nói. Tất nhiên, cũng lôi ra cả tên biệt hiệu của anh Bàng ra. Cậu đang kích tôi ư? Vương Bàng Nhân hừ giọng nói. Hi hi, Lạc Tuyết làm em gái nuôi của anh.
hiện giờ em rể gặp nạn, người làm anh như anh cũng nên đứng ra làm gì để giúp đỡ chứ? Nếu không thì, hai chữ anh bàng chỉ là gọi xuông thôi à? Huống hồ, anh bàng đâu phải lúc nào cũng bị gọi là hoa trung thịnh thủ, chắc không phải là kẻ đội lốt ấy chứ? Nhìn thấy người đẹp như Tô Lâm Như liền không đi nổi nữa, cam tâm vén váy làm kẻ đớn hèn ư. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Đừng kích tôi nữa, yên tâm đi, ba ngày, chỉ ba này vương bàng nhân này sẽ thu phục được Tô Lâm Nhi đó. Tới lúc đó, để cậu nghe thử xem cô ta sẽ kêu đồng chí nhân bàng bị kích cho ra chân hỏa như thế nào. Ha ha, nếu nói ba năm còn có chút căn cứ, chứ ba ngày thì không thể được. Diệp Phàm hừ giọng nói tỏ thái độ kiên quyết. Trước mặt tôi, những chuyện không thể nào rất ít, chuyện này, là bắt buộc. Vương Bàng Nhân liền cúp máy. Ha ha, Lam Tồn Quân, hãy giải thích rõ với đồng chí Nhân Bàng đi nhé. Đàn bà ấy, có người nói, hồng nhan họa thủy, thật là quá có lý. Diệp Lão Đại tự giễu một cậu, còn lắc lắc đầu. Hắn nghĩ tới cảnh quay đó trên TV. Trong phòng khách nhà viện trưởng tòa án thành phố Câu Kiến Minh lúc này đang có hai nam hai nữ ngồi đó. Một cô gái hình như còn đang nhỏ tiếng khóc thút thít. Trần Đông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Có phải cậu ức hiếp em Ngọc không hả? Vợ của Câu Kiến Minh Dương Liên đặt đôi bàn tay lên vai cô em gái Dương Ngọc Muội, nhìn cậu em rể Trần Đông với vẻ mặt tức giận. Đồng chí Trần Đông, tất nhiên chính là bị phó cục trưởng đen đuổi bị Diệp Lão Đại phạt ở cục đất đai thành phố. Chị à, em nào dám ức hiếp cô ấy, mà là cả ngày bị cô ấy. Trần Đông quay sang nhìn cô vợ Dương Ngọc Muội có chút ngại ngùng. Ngọc à, đừng khóc nữa. Có chuyện gì, nói cho chị nghe xem nào. Dương Liên nhìn ông chồng Câu Kiến Minh một cái, rồi nói. Chị à, chị cũng không phải là không biết đấy, chắc hẳn Trần Đông sẽ bị mất chức. Em gái Dương Ngọc nói. Mất chức, lúc đầu chả phải nói là ghi tội xử phạt hay sao? Câu Kiến Minh nhíu mày, hừ giọng nói. Khi đó Chủ tịch thành phố Diệp nói với em là đem các công trình vi phạm quy định phê duyệt từ trước tới nay hủy bỏ đi. Bảo em phối hợp với Mâu Gia Vĩ làm. Nhưng, tên Mâu Gia Vĩ này vốn chẳng có lòng tốt. Tên đó vốn dĩ là người phụ trách hoạt động giải phóng mặt bằng lần này, nhưng, rất chi là hiểm ác. Phân chia địa bàn giải phóng mặt bằng, đổ hết lên đầu em nhưng tòa nhà khó nhằn nhất, tôi còn có cách nào. Khi có ý kiến, tên đó liền lôi cái chuyện xử phạt của Chủ tịch Diệp ra nói. Mấy tòa nhà đó vốn là không thể dỡ đi được. Có một tòa là họ hàng với phó tổ trưởng Trương Minh Sâm, anh bảo em dỡ làm sao được đây. Dù sao thì, đắc tội với chủ tịch thành phố Diệp thì sẽ bị mất mũ quan đó, đắc tội với Trương Minh Sâm, thì chắc hẳn, cũng sẽ bị mất mũ quan. Trần Đông vẻ mặt xám xịt nói. Chương 1726, tự cứu mình. Lưu Nhất Tiêu là người hầu của Trương Minh Sâm, cục trưởng cục đất đai của bọn họ Thôi Thành lại là họ hàng với Lưu Nhất Tiêu. Chuyện này. Rõ ràng là do Thôi Thành dở trò, nhưng thực tế là Trương Minh Sâm đang làm. Bề ngoài thì anh ta nói rất hay, ủng hộ việc chỉnh đốn lại của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với việc tu sửa khe suối Vượng Phu. Ngấm ngầm xui khiến người khác đi ngăn cản kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cậu ấy, làm cây súng cho người ta điều khiển, kết quả là gây phiền hà cho Diệp Phàm, trở thành bia đỡ đạn cho hắn. Người ta Thôi Thành có việc gì chứ? Chẳng bị cái rắm gì. Diệp Phàm tới Đông Hải, hắn vội tạo uy tín chủ tịch thành phố cho chính mình. Không tin và không rời, nếu không thì, Ủy ban Nhân dân thành phố này sẽ bị Trương Minh Sâm nắm toàn quyền mất. Tới lúc đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hải này thực sự là của người nhà họ Trương, chứ không phải họ Diệp đâu. Cậu thì tốt, làm súng cho Trương Minh Sâm, tên đó còn trả cho cậu tí lợi lộc nào. Ngược lại, lại khiến cho Diệp Phàm nhớ mặt. Diệp Phàm. Chắc hẳn coi cậu như kẻ địch rồi. Giai đoạn này là thời kỳ vô cùng quan trọng, Diệp Phàm rất nhạy cảm. Câu Kiến Minh hừ giọng phê bình em rể. Em biết mình là một khẩu súng, có cách nào được cơ chứ? Thôi Thanh là cục trưởng, mệnh lệnh chết dẫm mà tên đó đưa xuống em có thể kháng lại được sao? Hiện giờ mặc dù nói là dân chủ, nhưng toàn là giả thôi. Trong đơn vị đều là do những nhân vật đứng đầu nói là xong chuyện. Những chức phó như chúng ta, đều không là gì cả. Nhân vật đứng đầu thường lũng đoạn quyền nhân sự và cả quyền tài chính. Bọn họ ăn uống thả phanh, chúng ta mà ăn một bữa ở nhà hàng, cầm tờ hóa đơn về còn phải xem tâm trạng của những nhân vật đứng đầu đó tốt hay không. Nếu không thì họ không trả,
nếu tốt thì coi như là một nét bút đã xong chuyện rồi. Có lúc, còn phải tự bỏ tiền túi của mình ra. Anh Kiến Minh, anh cũng là nhân vật đứng đầu, chả nhẽ lại không hiểu được sự xấu hổ của cái chức phó hay sao? Trần Đông cãi lại, nói. Nói tới cái này thì có tác dụng gì, Kiến Minh, hay là mau giúp Trần Đông tìm ra cách gì đi? Nếu không thì, tới lúc đó bị giật mất chiếc mũ quan xuống thật thì có nghĩ cách gì đi nữa cũng đã muộn rồi. Hay là, anh trực tiếp nói chuyện với chủ tịch thành phố Diệp xem sao? Tốt xấu gì thì anh cũng là một trong những thành viên của bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Và lại, anh phụ trách ở tòa án, chủ tịch thành phố Diệp cũng phải nể mặt anh chứ nhỉ? Dương Liên nhìn Câu Kiến Minh một cái, khuyên bảo chồng. Nói, em bảo anh mở mồm kiểu gì đây? Trần Đông lần này là biết lỗi mà còn cố tình phạm phải, ngang nhiên phạm phải quy định về văn kiện quyết định tập thể về bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Lúc đó, Câu Kiến Minh này cũng phải đích thân ký những văn kiện Vượng Phu Khê đã sửa. Chả nhẽ bảo anh nhấc một bàn tay, rồi hất ra trước một bàn tay của chính mình. Chính bản thân cầm đầu vi phạm quy định. Câu Kiến Minh nổi giận, nhìn cả ba người, rồi nói. Mọi người cho rằng tôi là trưởng phái đoàn viện trưởng tòa án này hay sao? Còn là thành viên bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố, thực sự là đều không phải tuốt. Đối với dân chúng ta theo kiểu cáo mượn oai hùng chút xíu còn được. Bọn họ rất sợ chúng ta, vì chúng ta đại biểu cho nhà nước chấp pháp. Nhưng, đối với những cán bộ ở cấp bậc cao như Diệp Phàm mà nói, chúng ta có là cái gì đâu. Có thể làm tới chức chủ tịch thành phố, ai mà đằng sau chả có người chống đỡ cho. Những đồng chí ngày nào cũng nói là có thể được đề bạt cũng chỉ giống như là diễn trong TV mà thôi. Trên đời này, năng lực không quan trọng bằng mối quan hệ đâu. Hơn nữa, ngày đó là trưởng ban lô của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân đưa Diệp Phàm xuống. Mối quan hệ giữa bọn họ thuộc loại nhàng nhàng ư. Đừng xem thường tôi cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, cũng là phó giám đốc sở đứng bên phó tá. Nếu mà đắc tội Diệp Phàm thật, thì người ta sẽ thì thầm vài câu với trưởng ban lô về chức vị này của tôi, chắc hẳn cũng phải quay tới quay lui ấy. Câu Kiến Minh giọng to hẳn lên. Vậy phải làm thế nào? Lão Câu, chả nhẽ thật sự phải đứng nhìn Trần Đông bị mất chức ư? Người làm quan, một khi mà đã mất mũ quan, thì sống còn có mùi vị gì nữa? Đã quen với việc sống tiền hô hậu ủng rồi, anh bảo Trần Đông phải làm sao? Đổi lại là anh có thể sống qua nổi sao? Dương Liên nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Chuyện này, tôi tạm thời không thể ra mặt, Trần Đông trước tiên phải thể hiện thành ý của mình. Câu Kiến Minh nói tới đây, nhìn Trần Đông một cái, vẻ mặt nghiêm túc, hừ nói. Trần Đông, hôm nay ở đây tôi phải hỏi cậu chuyện này. Nếu Thôi Thanh đã nói với cậu như vậy, nghe nói mối quan hệ của cậu với Thôi Thanh rất tốt, vậy nhiều chuyện của Thôi Thanh đáng nhẽ cậu nên biết rõ chứ. Quan hệ thì đúng là tốt, Thôi Thanh luôn lợi dụng em. Chuyện này, anh rể à, chả nhẽ anh không hiểu. Lần này chỉ có em là đen đủi thôi, Thôi Thanh đã thoái thác trách nhiệm, chạy còn nhanh hơn cả con thỏ ấy chứ. Nhưng, Thôi Thanh một khi đã đối với em như vậy, em cũng không thể giấu nữa. Chuyện tên đó làm, hầu hết em đều biết rõ. Và lại, chuyện Tô Ngưu Đản em cũng ngấm ngầm điều tra, thực sự không được, bố đấu với bọn họ. Nhiều nhất cũng chỉ là gà bay trứng vỡ, cùng nhau xong đời. Trần Đông gần như cắn răng nói. Tô Ngưu Đản, chính là kẻ ngày hôm đó công kích chủ tịch thành phố Diệp trước phố. Câu Kiến Minh thật sự kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Trần Đông, thúc giục hỏi. Sốt cuộc là có chuyện gì? Chả có nhẽ Tô Ngưu Đản công kích chủ tịch thành phố Diệp lại là do Lưu Nhất Tiêu âm thầm sai khiến ư? Bọn họ làm sao lại có thể cùng hội với nhau? Không phải là Lưu Nhất Tiêu, là Thôi Thanh bảo người làm. Nhưng, tên đó không hề lộ diện. Lúc đó, Tô Ngưu Đản giúp người phê duyệt một mảnh đất, luôn bị Thôi Thanh chèn ép. Sau đó, lại đổi thành duyệt. Đương nhiên, Tô Ngưu Đản chả có được lợi lộc gì. Chỉ là mảnh đất được duyệt này đột nhiên lại bị Thôi Thanh phủ nhận. Nói là chủ tịch thành phố Diệp mới tới thế này thế nọ, có chính sách mới, tạm thời phải để đấy, mảnh đấy này của cậu không thể duyệt được. Hoàn toàn là do bịa đặt. Trần Đông giận dữ nói. Kết quả là... Tô Ngưu Đản dẫn một đám người ra phố công kích Diệp Phàm. Chuyện này, chắc hẳn, Thôi Thanh là tiên phong, kẻ đằng sau chắc chắn là Lưu Nhất Tiêu. Mà Lưu Nhất Tiêu cũng không được coi là chủ mưu, chỉ có thể nói là đại tướng xung phong liều chết mà thôi. Màn kịch thật sự đằng sau có người đưa đẩy,
có vẻ như chính là đồng chí Trương Minh Sâm. Ánh mắt của Câu Kiến Minh thật sắc, liếc cái đã nhìn ra được sự tình. Hẳn là vậy rồi, nếu không thì, Thôi Thanh cũng không phải sồn sồn lên, dám đi gây sự với cả chủ tịch thành phố Diệp. Trừ phi là chê mệnh cúa dài còn tạm chấp nhận được. Trần Đông lạnh lùng nói. Cậu có tí chứng cứ nào, ví dụ như, có thể chứng minh Thôi Thanh sai khiến Tô Ngưu Đản làm không? Nếu có thể tìm được chứng cứ có liên quan tới Lưu Nhất Tiêu thì càng tốt. Câu Kiến Minh hỏi. Chứng cứ của Thôi Thanh em có đây, lúc đó tên đó giao hòa thượng Không Vân Đại Sư của chùa Kim Mã cho Tô Ngưu Đản. Trần Đông nhìn anh rể rồi nói. Không Vân ư, chả trách, Không Vân theo phong cách của một vị đại sư, nên chắc hẳn chết cũng có thể nói là sống. Tô Ngưu Đản bị ông ta lừa, là chuyện bình thường thôi. Câu Kiến Minh vẻ mặt liền lóe lên chút ngạc nhiên rồi vụt mất, nhìn Trần Đông, hỏi. Nhưng, Thôi Thanh là sao quen được Không Vân Đại Sư? Đại sư ở khu chúng ta có vẻ nổi tiếng đó. Toàn kết giao với tầng lớp lãnh đạo thành phố, Thôi Thanh cũng chỉ là cục trưởng cục đất đai thôi mà, có vẻ như còn khó có thể lọt được vào tầm mắt của Không Vân Đại Sư. Còn nhớ năm ngoái, em tới chùa Kim Mã. Khi đó muốn gặp Không Vân Đại Sư, nói chuyện với ông ta về đạo dưỡng sinh. Nhưng, ông ta bảo không có thời gian, rõ ràng là khinh người ta. Ha ha, đại sư trong mắt người đời, kỳ thực thì, cũng chỉ là một kẻ phàm tục mà thôi. Đại sư Không Vân vẫn không thể thoát ra khỏi phàm tục. Vẫn cầm phải ngũ cốc tạp nương, vẫn phải sống trong cái xã hội này. Trong ánh mắt của Trần Đông tỏ vẻ khinh bỉ cực kỳ, nhìn Câu Kiến Minh rồi nói. Nhưng, anh rể thân là viện trưởng tòa án thành phố. Đại sư Không Vân rõ ràng cũng không thể không coi anh ra gì chứ. Chuyện này, có thể khi đó ông ta bận thật. Ồ, có thể thế, cậu nói nghe xem nào. Câu Kiến Minh thoáng chút suy nghĩ, gật đầu. Chùa Kim Mã là ngôi chùa lớn nhất trong khu Đông Hải của chúng ta, mấy năm trở lại đây càng ngày càng nổi tiếng, một khi mà đã có tiếng rồi, thì dã tâm chắc chắn cũng có chút bành trướng. Chùa Kim Mã cũng không phải là ngoại lệ, đám hòa thượng đó chê là phạm vi chùa quá nhỏ. Vì thế, đang có ý định mở rộng chùa. Nhưng, bên cạnh ngôi chùa sớm đã xây một căn nhà lớn, nếu mở rộng thì phải ép người ta dỡ bỏ, di rời. Đương nhiên, người ta không đồng ý dọn đi. Nhưng, chính vì chuyện này, Đại sư Không Vân vì là người đứng đầu phụ trách, thường xuyên phải qua lại, dần già lại quen được cả Thôi Thanh. Cuối cùng, vẫn là Thôi Thanh ra mặt, dùng một mảnh đất trong thành phố một cách phạm pháp đi đổi lấy cái vườn rộng của hộ gia đình đó. Tất nhiên là nhà đó kiếm được khoản lớn rồi, đất trong thành phố một mét cũng phải đáng chục nghìn ấy. Mặc dù nói chùa Kim Mã là ngôi chùa lớn nhất của Đông Hải, nhưng địa điểm thì khá hẻo lánh. Đất ở đó chỉ có thể gọi là nơi núi non hoang vu. Nói tới đây, Trần Đông nhìn Câu Kiến Minh, rồi nói. Em chợt nghĩ tới chuyện này. Khi đó, nhằm mở rộng ngôi chùa, toàn thể hòa thượng chùa Kim Mã đi khắp nơi hóa duyên. Nhưng Đại sư Không Vân lại tới chỗ của ông thần tài thành phố Lưu Nhất Tiêu. Lưu Nhất Tiêu không ngờ lại rất ủng hộ ông ta, khi đó lập tức đưa ra mấy trăm ngàn. Đại sư Không Vân cảm kích vô cùng, sau đó, nói tới thằng nhãi Tô Ngưu Đản cũng có chút kỳ lạ. Cái thằng nhãi này, không ngờ lại rất tín Phật, nghe nói chiếc xe nhỏ đó cứ cách dăm bảy ngày lại tới chùa Kim Mã, để nghe Đại sư giảng kinh. Thậm chí là có thể ngồi ở đó tới hơn một giờ đồng hồ, thật là kỳ lạ. Nhưng Thôi Thanh tất nhiên là phải biết rõ cái tính này của Tô Ngưu Đản, vì thế mà, mời hẳn Không Vân Đại Sư ra mặt. Đương nhiên là Tô Ngưu Đản tin rồi. Xem ra thì Lưu Nhất Tiêu cũng chỉ là hùa vào, tên đó chọn không ra rồi. Ánh mắt của Câu Kiến Minh vút lên sự cay độc, nhìn em rể một cái, rồi nói. Hiện giờ điều quan trọng nhất là cậu phải tự cứu, hiểu không đấy tự cứu. Tự cứu như thế nào hả anh rể? Trần Đông có chút chưa hiểu. Thôi Thanh là cái thá gì? Lưu Nhất Tiêu thế lực quá mạnh, cậu hiểu chứ? Câu Kiến Minh vẻ mặt nghiêm túc. Ý của anh là chủ tịch thành phố Diệp sử dụng tên đó, nhưng không được thuận tay lắm sao? Trần Đông hỏi. Chắc chắn là không thấy thuận tay, Lưu Nhất Tiêu là người như thế nào, là con chó sắn trung thành của Trương Minh Sâm. Chắc hẳn, đám dây dợ bám theo Diệp Phàm chưa chắc đã hữu dụng như của Trương Minh Sâm ấy chứ? Nhưng... Trương Minh Sâm lại không hề có quyền phê duyệt tiền như của Diệp Phàm. Vấn đề sẽ dần dần rõ ràng, khi thực sự tới lúc mâu thuẫn, thì cũng là lúc Diệp Phàm xuống tay với Lưu Nhất Tiêu. Cho đến lúc này,
Trương Minh Sâm chắc chắn sẽ ngồi đó mặc kệ. Một cuộc đại chiến không có khói thuốc súng, ở ngay trước mắt rồi. Câu Kiến Minh thản nhiên hừ nói, lúc đó, ông ta trông giống như một quân sư đầy mưu trí. Hạ thủ được Lưu Nhất Tiêu ư, làm sao được cơ chứ? Năm đó, Phạm Viễn cũng không muốn hạ thủ tên đó, kết quả là không làm được. Lưu Nhất Tiêu không hề đơn giản. Trần Đông tỏ vẻ không tin. Đầu óc cậu thật chả biết nghĩ thông suốt gì cả, vừa nãy chả phải cậu vừa nói hay sao? Cậu phải tự cứu mình, dứt khoát phải làm rõ với cậu, đem tất cả mọi thứ trong tầm tay cậu dúi vào tay Diệp Phàm. Tin tưởng là có những thứ này, một khi điều tra ra được kẻ sai khiến Tô Ngưu Đản ra tay là do bọn Lưu Nhất Tiêu làm, Lưu Nhất Tiêu cho dù là đầu có to tới mấy, tên đó cũng bị suy sụp hẳn. Câu Kiến Minh hừ nói. Chuyện này em cũng chưa nghĩ tới, vẫn đang do dự. Em sợ khi đã bị cuốn vào trong đó, xung đột Diệp Trương, làm sao mà một phó cục trưởng như em làm sao chịu nổi. Khi đó, khiến cho hai đầu không phải người, vậy thành một kẻ bị bỏ rơi đầy đáng thương. Trần Đông không hề ngu đâu. Chương 1727, coi trời bằng vung. Hiện giờ cậu không còn đường lui nữa rồi, hoặc là cậu bị Diệp Phàm cách chức, hoặc là cậu tự cứu mình. Dốc sức phò giúp Diệp Phàm đánh đổ Lưu Nhất Tiêu. Sau này, trong đầu cậu lúc nào cũng phải nhớ như in một chữ, đó chính là Diệp. Có điều là, chưa chắc còn may đâu. Con người Diệp Phàm ấy, anh không nhìn thấu được hắn. Tuổi quá trẻ, chức vị lại cao như vậy, quả là đáng sợ. Cậu có thấy không, nghe nói lần trước trong hội nghị thường vụ Diệp Phàm lên phát biểu muốn hạ gục Phượng Anh đấy, kết quả là đã làm được thật. Đồng chí Phạm Viễn không ngỡ lại lựa chọn thỏa hiệp, vì thế mà, Diệp Phàm, con người này có thủ đoạn của hắn. Câu Kiến Minh nói, Trần Đông bước ra ngoài, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hội sở Tô Thị. Hai cô gái bê hai giỏ hoa rất lớn, trong đó cắm mấy bông hồng diễm lệ, các cô giá vội vàng gõ cửa căn phòng được bao trọn gói, rồi nói. Ông Vương, hoa hồng ngài đặt đã tới rồi. Biết rồi, mang vào đây đi. Trong phòng vọng ra giọng nói có chút lười biếng của thằng cha Vương Bàng Nhân. Hai cô gái đẩy cửa bước vào, thì thấy vị khách họ Vương này thật là biết hưởng thụ. Không ngờ lại gọi cùng một lúc những ba cô gái để cùng uống rượu. Không chỉ có người ôm bên phải, mà dưới chân còn có cô đang bóp bàn chân thối của tên đó. Đi 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 mau, bố đây chán quá rồi. Vương Bàng Nhân hất tay, liền đẩy cả ba cô gái sang một bên. Thằng cha này tay vung một cái, rồi nói. Đứng ở cái xó đi, còn nữa, gọi tổng giám đốc Tô của các người tới đây, bố đây không vừa ý với kiểu phục vụ này. Tiếp rượu mà sao toàn thấy xấu như vịt ra tiếp vậy, ông nhìn không thấy sướng mắt, dùng càng không thấy sướng, thay người đi. Ông Vương, Lương Yến, Tú Thanh và Điềm Tâm đều là những em xinh đẹp nhất tại hội sở Tô Thị chúng tôi đấy. Làm sao gọi là chưa đủ đẹp được, trên đời này, còn có thể tìm được người nào đẹp hơn bọn họ hay sao? Lúc đó, một cô gái đang cầm giỏ hoa nói, cô gái đó kể tên nào là Lương Yên cùng biệt hiệu của ba cô gái đó. Làm nhảm gì thế, gọi tổng giám đốc Tô ra đây cho bố. Nếu còn làm nhảm nữa, thì đâu chính là tấm gương noi theo đó. Vương Nhân Bàng tiện tay cầm chai rượu Mao Đài đang cầm trong tay đập vào tường, phát ra âm thanh choang rõ vang. Khiến cho các cô gái sợ tới nỗi không dám lên tiếng nữa. Họ còn nghĩ mình gặp phải một đại ca của xã hội đen. Mặc dù hội sở Tô Thị, không sợ nhất là kẻ ngang ngược, nhưng nếu làm cho tên đại ca này tức giận, thì người của họ cũng bị đánh một cách vô ích. Tôi lập tức đi ngay. Cô gái tên Điềm Tâm khẩn trương nói, rồi chạy đi. Thế còn tạm được, ông đây thích đứa nào hiểu chuyện. Thằng cha Vương Nhân Bàng tỏ vẻ coi trời bằng vung, liếc mắt nhìn mọi người một lượt, hừ giọng nói. Cái gì cơ, có kẻ gây chuyện, kẻ nào, ăn phải gan hùm hay sao, không muốn sống à? Sau khi nghe báo cáo, người phụ trách ban bảo vệ đồng chí Cao Tiềm cầm đống bài poker trong tay quẳng xuống bàn, mắng chửi. Đang chửi, thì người phụ trách hội sở Tô Thị Tô Quý Tài vội vàng bước tới, nói với Cao Tiềm. Mau đem theo mấy người nữa qua đó, để làm hòa. Thật là phiền phức, lúc nào cũng có vài con ruồi đáng ghét bay vào phá đám. Cũng không nghe ngóng xem, hội này ai mở ra ư. Tôi biết rồi. Cao Tiềm gật đầu, đem theo mấy người xuống căn phòng được bao trọn gói của Vương Lão Đại. Điềm Tâm, ý cô là tên đó vẫn cần đóa hoa hồng ấy.
Tô Quý Tài có chút không hiểu, liền hỏi. Vâng, là loại hoa hồng đắt nhất, hoa hồng Bích Vân. Một bông mà đáng giá hơn trăm rồi, cả một bó thì phải mất hơn chục nghìn. Ông Vương này, chắc chắn là kẻ có tiền, không giống như loại người ăn xong không chịu trả tiền. Điềm Tâm nói. Thế thì lạ thật, không phải là loại ăn xong không chịu trả tiền, lại còn cần hoa hồng, chả nhẽ lại thích cô gái nào của hội sở chúng ta. Tô Quý Tài thoáng chút suy nghĩ, gật đầu. Ông tên là Vương Nhân Bàng. Cao Tiềm nhìn lão huynh đang nghiêng mình nằm ưỡn trên chiếc sofa, rồi lạnh lùng nói. Nhân Bàng đều không thèm trả lời, chỉ khẽ lên một tiếng. Lập tức cút ra khỏi đây mau, mẹ nó, có biết ở Đông Hải gọi Cao Tiềm ta là gì không? Cao Tiềm cảm thấy như bị khinh bỉ, nên tiến lên vài bước lớn, đưa tay ra đánh vào đầu Vương Nhân Bàng. Cao Tiềm được gọi là bàn tay sắt, xem ra thì đôi bàn tay ấy đúng là hạng nhất, nếu người thường bị ánh ta tát, thì có thể sẽ ngất đi, chảy máu mũi là chuyện đương nhiên. Có phải là tên La Lợn à? Đồng chí Vương Nhân Bàng mở miệng nói. Sau khi lúc hai tay đặt cạnh nhau, phát ra thức âm thanh trầm, thì một chuyện lạ lùng đã xảy ra. Bình thường, một người điềm tĩnh như núi Thái Sơn như trưởng ban Cao Tiềm lại không thể đứng vững. Bị Vương Nhân Bàng một tay quất một phất liền ngã quỵ ngay trên bộ ấm trà. Bộ trà kỷ vỡ tung tóe. Hình như mông của Cao Tiềm bị rằm của bộ trà kỷ cắm vào, phía dưới có chảy máu. Đàn bà mới đến kỳ, không ngờ thằng La Lợn như mày, cũng bị, chắc phải là lợn mẹ bị hoạn ấy chứ. Vương Nhân Bàng thản nhiên nói. Mẹ kiếp, ông phải chém mày đấy. Cao Tiềm giận dữ, đứng trước mặt mọi người lại bị sỉ nhục như vậy, thật không thể chịu nổi. Hắn ta xoay người nhanh chóng từ đất trèo lên trên, tiện tay nhặt lên chai rượu Mao Đài bị đập rời ra. Cả người hắn vồ lên trước hướng theo phía Vương Nhân Bàng. Trông như kiểu dọa nạt người khác. Hừ, Vương Nhân Bàng thật sự nổi giận rồi, một đấm đấm tạt qua, nhanh như chảo chớp, trong tiềm thức của Cao Tiềm là muốn tránh, nhưng, hôm nay mắt có vấn đề. Nên không thể nào tránh nổi cú đấm của cao thủ cấp 8 đấy. Cú đấm của Vương Bàng Nhân đập thẳng vào sống mũi của Cao Tiềm, bụp một tiếng. Cả người Cao Tiềm đứng một lúc rồi ngã vào bức tường băng lạnh hơn mười mấy mét. Cả người lại còn lộn thêm vòng nữa, rồi ngã sầm xuống mặt đất. Thằng cha này, trông thế mà lại ngất được. Thủ hạ của Cao Tiềm vội vàng chạy tới lật người hắn lại, lập tức hoảng sợ tới nỗi phải thốt lên. Cái mũi đâu? Yên tâm, mũi, vẫn còn, chỉ là dẹt một chút, đừng lo, ta đây ra tay vẫn biết chừng mực. Vương Nhân Bàng không thèm nhìn, liền ngồi ngay ở trên sofa. Tiện tay, nhặt từ đấy lên một chai rượu Mao Đài. Vừa động cái là mở ngay ra, cầm chai rượu lên rồi uống. Gọi chủ tịch Tô Lâm Nhi của các người tới đây, ta muốn gặp cô ấy. Nếu không thì, ông đấy sẽ dỡ cả cái hội sở nát này ra đấy. Vương Nhân Bằng lườm tất cả nhân viên hội sở, giọng lạnh lùng nói. Thằng cha này tới kiếm cớ gây sự. Lúc này, ở trách trách phía đối diện, trong một căn phòng rộng được bao trọn gói. Sau khi Lam Tín Trạch đặt chiếc kính viễn vọng xuống, liền nói với anh họ Lam Tồn Quân. Đương nhiên, có điều là, tên họ Vương đó hình như muốn nhằm vào Tô Lâm Nhi. Chả nhẽ lại nhắm Tô Lâm Nhi rồi. Nói tới đây, sắc mặt của Lam Tồn Quân nghiêm túc lạ thường. Ánh mắt đó, sắc như con dao cắt vào người ta. Chính là người em họ Lam Tín Trạch đứng ở bên bị hắn lườm cho tới nỗi phải né đi cúi vội mặt xuống. Anh à, chúng ta ra tay đi, nếu để muộn thêm, thì e là chỉ Tô Lâm Nhi sẽ bị tổn thương. Lam Tín Trạch nhìn anh họ một cái, rồi nói. Hơn nữa, chúng ta giúp chị ấy chắc cũng cảm kích phải không nhỉ? Không vội, đợi xem đã. Lam Tồn Quân xua tay, nói. Lâm Nhi vẫn chưa ra, bọn người này cũng chú ý. Tôi hỏi cậu, Tín Trạch, cậu thích thêu hoa trên gấm, hay là kiểu tặng than hồng trong ngày giá rét? Đương nhiên là kiểu tặng than hồng trong ngày giá rét, thêu hoa trên gấm nhìn thì có vẻ là tốt. Những cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Lam Tín Trạch gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Lam Tồn Quân hơi gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào căn phòng bao trọn gói đó. Gì cơ, muốn gặp chủ tịch Tô ư? Cao Tiềm sao rồi? Tô Quý Tài có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Điềm Tâm rồi hỏi. Cao Tiềm mới chỉ một cú đấm mà đã bị người đã cho ngã lăn quay ra, dường như mũi anh ta bị đấm cho lún cả vào. Tên họ Vương kia còn có chừng mực đó. Chỉ là đấm làm cho nó lệch đi chút thôi. Tên đó, dữ dằn quá.
Điềm Tâm vẻ mặt trắng bệch, nói. Gọi điện thoại cho Triệu Sơn của Cục Công an thành phố, bảo anh ta cho mấy cảnh sát hình sự tới. Chả phải anh ta có thể đánh hay sao, liền bảo cảnh sát hình sự đi thông báo. Chuyện này thật lạ, lâu thế rồi mà vẫn soi mói, hôm nay lại gặp một vị cao thủ mà tới cả Cao Tiềm cũng bị đánh. Tô Quý Tài hừ giọng nói với một nhân viên đứng kế bên. Dừng lại đã, tôi đi gặp tên đó, tên muốn xem, tên đó có dám đấm Tô Lâm Nhi ngã nhào ra không? Tiếng nói lạnh lùng của Tô Lâm Nhi từ ngoài cửa vọng vào. Tiểu thư, không thể đi, Cao Tiềm bị đánh gục, có thêm bao nhiêu người bên ta cũng vô dụng, tốt nhất vẫn nên đi báo cảnh sát, súng so với cú đấm thì tốt hơn nhiều. Đồng chí Tô Quý Tài có chút vội vàng, nếu mà làm thương Tô Lâm Nhi thì coi như xong. Lão Tô gia ở Bắc Kinh sẽ trả lột ra ra ấy chứ. Không sao, Tô Lâm Nhi tôi sóng to gió lớn gì cũng đã gặp phải rồi. Tô Lâm Nhi xua tay, vội bước vào căn phòng của Vương Nhân Bàng. Nhưng, Tô Quý Tài phát hiện ra là tay của Tô Lâm Nhi hướng theo một chiều. Đột nhiên, gã liền ngộ ra mọi thứ. Lẩm bẩm rằng, có Lam công tử ở đây, chả nhẽ chủ tịch Tô lại to gan tới vậy. Tô Lâm Nhi ra mặt, xem ra thì, chị Lâm Nhi gan không nhỏ đâu. Cao Tiềm đã bị đánh gục. Mà một cô gái như chị ấy lại dám ra mặt. Thật là can đảm. Lam Tín Trạch đắc chí nói. Ha ha, cô ấy biết là tôi đang chú ý tới. Nếu không thì cô ấy sẽ không làm chuyện ngu xuẩn vậy đâu. Lam Tồn Quân thản nhiên cười nói. Một cô gái thông minh, thật lợi hại. Lam Tín Trạch không ngớt khen ngợi. Anh là Vương Nhân Bàng ư. Tô Lâm Nhi còn tỏ ra cứng rắn hơn cả Cao Tiềm, đứng trên cao nhìn xuống đồng chí Vương Nhân Bàng. Ánh mắt chất đầy vẻ ngạo mạn và khinh bỉ của đàn bà. Cô là Tô Lâm Nhi à? Đại tiểu thư nhà họ Tô ở Bắc Kinh. Vương Nhân Bàng thản nhiên cười nói, sặc mùi thân sĩ. Hắn quay người, nhìn chằm chằm vào Tô Lâm Nhi, nói. Ừ, dáng người được đấy, mông to, eo nhỏ, ngực nở, chân thon dài, lông mày sắc sảo, tôi rất thích. Tới đây, Tô Lâm Nhi, đóa hoa hồng này tặng cô đó. Thằng cha này. Tô Lâm Nhi vừa tới đã liền bình phẩm một cách ngẫu hứng, chỉ thiếu có nước lắc đầu mà thôi. Hơn nữa, lời nói ra lại thô thiển, Tô Lâm Nhi không chịu nổi, chỉ thẳng vào mặt Vương Nhân Bàng hừ giọng nói, đợi xem tôi không móc lưỡi anh, thì tôi không mang họ Tô nữa. Rất nhiều người cũng muốn móc lưỡi của Vương Nhân Bàng này, cô không thấy sao, lưỡi của tôi tới giờ vẫn đang ở sờ sờ trong miệng đây thây. Vương Nhân Bàng thô tục vô cùng, nhìn Tô Lâm Nhi, rồi nói. Có thể làm bạn với Vương Nhân Bàng, là phúc phận của cô đấy, chả phải là Tô gia ở Bắc Kinh sao, cô có thể không biết, trong thành có biết bao nhiêu cô gái này muốn được ăn nằm với Vương Nhân Bàng này đó. Ăn nằm ư, ha ha ha. Tô Lâm Nhi cười ngặt nghẽo, nhìn thằng cha tự kỷ này, nói. Nếu đã biết tôi là người Tô gia ở Bắc Kinh, thì chắc cũng phải có chút sợ hãi chứ.